Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 26. Trong thuyền các truyền đến một thanh âm khác. Chủ nhân chỉ chính là Động Tiêu Giai Nhân, Âm Luật Đại Đam, Dạ Tiêu Tương. Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ tử phong trần thôi. Cái gì mà Âm Luật Đại Gia, thật sự là kỹ nữ lập đền thờ mà. Thanh âm âm trầm kia nói. Loại lời này ngươi tốt nhất vẫn không nên nói ở trước mặt người ngoài. Dạ Tiêu Tương nhạc mê thiên hạ, rất nhiều tuyệt đại anh tài đều xem nàng là Âm Luật tiên tử, trong đó càng là có thiên tài cấp bậc Sử Thi. Phong Phi Vân đã sớm nghe nói, Thần Đô chính là chỗ của vương công quý tộc, triều đình hơn 6.000 năm lịch sử, sinh ra đời vô số quý tộc lưu phái, trong đó cầm đầu chính là Tam Công Phủ và Thập Bát Thiên Hầu Phủ, phía dưới còn có quan lớn quan nhỏ hoạn gia tộc phủ đệ, số lượng đạt tới thiên thiên vạn vạn, không thể tính toán. Những quý tộc này đều cực kỳ có thế lực, lực lượng bản thân cũng rất cường đại, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả tu luyện, một ít quý tộc không chút thu hút, nói không chừng có được lực lượng có thể tiêu diệt một tòa tiên môn. Ở Thần Đô mỗi người đều phải làm việc điệu thấp, bất cứ người nào ở đó, nói không chừng đều có được thân phận địa vị không giống bình thường. Những tập đoàn quý tộc này lại chia làm rất nhiều lưu phái, trong đó phổ biến nhất chính là Nhã Lưu, những vương công quý tộc này coi trọng mặt mũi, đặc biệt là nữ tử trong quý tộc càng thích phong tình nhã tụng, tôn sùng âm luật, văn học đến cực hạn. Cái này ở nơi khác bên ngoài Thần Đô tuyệt đối không thấy được, tất cả các đại tiên môn và đại gia tộc, đều vì tài nguyên mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Chỉ muốn tu vị càng cường đại càng tốt, ai sẽ đi vũ văn lộng mặc, đánh đàn tấu nhã chứ? Cũng chính vì những vương quốc hậu duệ quý tộc này nên đã tạo ra địa vị của nghệ nhân ở Thần Đô, được xưng là đại gia. Rất nhiều vương hầu công tử vì nghe nghệ nhân một khúc, mà không tiếc một chính thiên kim, thậm chí quyết đấu sinh tử. Đã từng có tu sĩ lớp người già cấp bậc cự kình bởi vì so xem hai vị đại gia ai ca hay hơn mà đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng dẫn tới anh kiệt một đời tuổi trẻ cũng nhảy ra. Ủng hộ người mình thích, loại chuyện này ở Thần Đô cũng không tính hiếm thấy. Mà Dạ Tiêu Tương của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là Âm Luật đại gia đệ nhất Thần Đô hiện nay, người đẹp, ca bi, không biết bao nhiêu người nghe lời cả của nàng mà chảy nước mắt. Mà ngay cả một ít thiên tài cấp bậc Sử Thi danh chấn thiên hạ cũng là hạ khách của nàng, nếu ai dám nói bậy với nàng nửa câu, sợ là sẽ có một đoàn anh kiệt giết ra, băm kẻ đó thành thịt vụn cũng nên. Chủ nhân cũng người hâm mộ Dạ đại gia, các ngươi chỉ bắt nàng thôi. Nếu đả thương nàng một chút, chủ nhân sợ rằng cũng sẽ mất hứng. Thanh âm dần dần trầm thấp xuống, đã không thể nghe rõ nữa. Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra vẻ cười cười hiểu ý, còn chưa tiến vào Thần Đô, rõ ràng đã có một hồi trò hay để xem, vị gọi là chủ nhân kia kỳ thật chính là một vị đại nhân vật nào đó trong Thần Đô bên, muốn thu nữ thần trong lòng mình vào thư phủ, nhưng lại sợ bị người biết được, cho nên mới thỉnh người ngoài ra tay. Thần Đô bầu không khí xa hoa lãng phí như thế. Không tôn trọng tu hành, tự tất nhiên sẽ tang bại xuống, khó trách tu sĩ thiên hạ đều động lòng phản nghịch, xem ra cũng không phải chỉ là do thiên tượng a. Phong Phi Vân trong lòng cảm thán nói. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Nha Phi Hạm rốt cục đã đến Khâu Am, không chỉ có chiếc Hồng Nha Phi Hạm mà Phong Phi Vân ngồi, còn có rất nhiều cổ thuyền cũng đổ ở chỗ này, có vô số tài tuấn tuổi trẻ đi xuống. Có man nhân chiến sĩ đến từ Cổ Cương Phủ, cũng có tiên giáo môn đồ đến từ Địa Tử Phủ. Còn có cản thi nhân Bắc Cương Phủ. Những tuổi trẻ tài tuấn này đến từ thiên nam địa Bắc, đều ở Khâu Am rời thuyền, dọc theo một đầu đường đá cổ xưa có mấy ngàn năm lịch sử, tiến đến tế bái dâng hương. Thần tượng cao 1874 trượng kia chính là ở bờ sông đối diện kia đào ra, hiện giờ bị núi cao che mất, nhưng sau khi leo lên núi là có thể thấy được. Vạn Hương sầm nói. Phong Phi Vân đi theo phía sau, đằng sau là hai nha hoàn áo tím song bào thai và bốn tên thiết giáp hộ vệ. Lúc leo lên núi cao, trông thấy thần tượng cao lớn tựa như ngọn núi kia, Phong Phi Vân cả người đều như hóa đá, giống như bị lôi điện bổ trúng vậy, trong lòng rung động không hiểu, một cổ cảm xúc không lời nào hình dung được tràn ngập, quả thực khiến hắn như muốn sụp đổ. Sao lại, làm sao có thể, là tượng đá của nàng sao lại được đào ra bên bờ Tấn Hà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Phi Vân trong miệng thì thào tự nói, hai mắt nhìn chăm chú vào thần tượng kia. Vạn Hương sầm phát giác được Phong Phi Vân sắc mặt khác thường, tái nhợt đến dọa người, trên trán còn lăn xuống hồ hôi to như hạt đầu, chẳng lẽ Diêm Vương hủ huyết trong thân thể của hắn lại phát tác? Ngươi làm sao vậy? Phong Phi Vân bá lấy cánh tay Vạn Hương sầm, hỏi. Ngươi xác định cỗ thần tượng này là được đào ra từ bờ Tấn Hà vào hơn 4.000 năm trước sao? Vạn Hương sầm bị hắn hỏi đến sững sờ.
Bên cạnh có một vị tu sĩ trẻ tuổi cũng đi tế bái thần tượng, sau khi nghe được lời Phong Phi Vân nói liền nói. Tự nhiên là khai quật vào 4.000 năm trước, trong Khâu Am còn có ghi lại tình hình cụ thể lúc đó vị huynh đài này nếu không tin thì có thể tìm đọc qua. Đi cùng vị tu sĩ tuổi trẻ kia còn có một vị nam tử mặc cẩm y hoa lệ, hắn nói. Dạ tiêu tương của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu hôm nay sẽ đến Khâu Am dâng hương, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều đã sớm chờ ở, vấn Phật thai, nghe nói thiên tài cấp bậc sử thi Đông Phương Kính Thủy cũng sẽ đến đây. Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân thật lâu không thể bình tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần tượng cao hơn 1.000 trượng kia, thở một hơi thật sâu, khuôn mặt trắng bệch vẫn không có một tia huyết sắc. Hai vị huynh đài xưng hô như thế nào? Phong Phi Vân tận lực điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy cảm xúc, chấn động không cách nào dẹp loạn khiến tâm linh phải run rẩy. Thần tượng được đào ra hơn 4.000 năm trước sao lại tương tự nàng như vậy, mọi chuyện giống như trong mộng ảo vậy. Hai người trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi quan sát thần tượng kia đều quần áo ngăn nắp, hình dạng đường đường, vừa rồi bọn hắn hảo tâm mở miệng nhắc nhở Phong Phi Vân, hiển nhiên cũng là nhìn ra Phong Phi Vân khí độ bất phàm nên cố tình muốn kết giao. Nam tử đứng ở bên trái hơi có vẻ cao gầy, lông mày rậm rạp, lộ ra hơi ngạo nghễ, cười nói. Hổ Thiên Hầu Phủ, Lệ Phụng Tâm. Hổ Thiên Hầu nắm trong tay Ức Thần Võ Quân, là vương tôn quý tộc quan trọng. Hổ Thiên Hầu đời thứ nhất chính là công thần theo thần tấn đế vương Nam Chinh Bắc Chiến, có thể được phép kế thừa hầu tước vị. Nói cách khác Hổ Thiên Hầu Phủ cũng có nội tình hơn 6.000 năm lịch sử, đã từng xuất hiện không ít vĩ nhân kinh thiên động địa, thế lực ở thần đô tuyệt đối có thể nói là thông thiên triệt địa. Đây chính là gia tộc nắm thực quyền chân chính, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cũng khó trách Lệ Phụng Tâm lại tự ngạo như thế, treo lên ba chữ Hổ Thiên Hầu kia, quả thật có thể đi ngang ở thần đô. Nam tử đứng ở bên phải kia mặc thanh y đạo bào, tuổi tác còn hơi nhỏ, cũng chỉ chừng 17, 8 tuổi, nói. Huyền Chân Lưu, Chu Danh. Huyền Chân Lưu, chính là một trong đạo gia ngũ lưu, đa số đạo gia tán tu, phụ thuộc vào một ít vương công quý tộc tại thần đô, trở thành môn khách dưới trướng. Hai người trẻ tuổi này đều tu vị không tầm thường, trong đan điền bảo quang như huyền dương, mang theo một cổ làn gió cao nhã. Không biết huynh đài từ nơi nào đến. Lệ Phụng Tâm chú ý đến quần áo Phong Phi Vân, tu vị không cách nào nhìn thấu, hơn nữa bên người còn làm bạn lấy một vị tuyệt sắc giai nhân hương diễm chọc người, nha hoàn và hộ vệ đi theo thần thái đều sáng láng, hiển nhiên lai lịch không nhỏ, nhất định là đến từ tiên môn hoặc là gia tộc nào đó. Phong Phi Vân ánh mắt lại liếc qua trên mặt thần tượng kia, hơi thất thần một chút, Vạn Hương Sầm đứng ở cạnh hắn liền đoạt trước một bước nói. Chúng ta chính là đệ tử tiểu môn tiểu phái ở Nam Thái Phủ. Đến thần đô này cũng chỉ là muốn tăng trưởng kiến thức thôi. Nam Thái Phủ chẳng qua chỉ là Nam Man hoang địa, đối với những đệ tử vương hầu gia tộc ở thần đô mà nói, quả thật không coi là gì, theo bọn hắn thấy thì cường giả chân chính có 9 thành đều tụ tập ở Trung Hoàng Phủ và Địa Tử Phủ, nơi này mới là trung tâm. Phong Phi Vân tự nhiên hiểu Vạn Hương Sầm vì sao nói như vậy, dù sao bọn hắn lần này đến thần đô này là vì thương thảo chuyện kết minh với binh tiền thi động, tất cả mọi việc phải cẩn thận thì hơn. Lệ Phụng Tâm mang trên mặt vẻ kích động, nói. Nghe nói Nam Thái Phủ phong ra ra một vị yêu ma chi tử, được xưng là thần tấn vương triều đệ nhất thiên hạ, không biết huynh đài có từng gặp hắn không? Ngay cả Huyền Chân Lưu Chu Danh cũng rời ánh mắt qua, hiển nhiên cảm thấy hết sức hứng thú. Vạn Hương Sầm vốn cho rằng có thể ít xuất hiện, nhưng lại không biết hôm nay Nam Thái Phủ sớm đã chấn kinh thiên hạ, căn bản không còn là Nam Man hoang địa như trước, cực kỳ bị người chú ý. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm có chút liếc nhau một cái. Phong Phi Vân hơi có vẻ xấu hổ, cười nói. Yêu ma chi tử chính áp nhân Trung Long Phượng, Minh Châu sáng chói ở Nam Thái Phủ, há những tiểu nhân vật như ta có thể gặp được. Lệ Phụng Tâm cũng nhẹ gật đầu, nói. Ngay cả Sâm La Điện Đệ Thất Điện Điện Hạ cũng bị hắn ngủ, loại nhân kiệt to gan lớn mật này quả thật đương thời hiếm thấy. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân chợt cứng đờ. Mà Vạn Hương Sầm lại vẻ mặt tái nhợt. Ai, chưa thấy qua cũng không sao, nghe nói yêu ma chi tử chúng Diêm Vương hủ huyết, tuổi thọ chỉ có 2 năm, hôm nay cũng đã qua hơn 1 năm, khẳng định đã huyết khí suy yếu, tu vị hạ thấp, nói không chừng đã bị chết trong một mãng hoang triều trạch nào đó rồi. Chu Danh nói, Phong Phi Vân liên thanh ứng phải, đoàn người lập tức bước về phía Khâu Am. Phong Phi Vân tâm thần không yên, trên đường đi sắc mặt đều thập phần khó chịu nổi, thần tượng của Thủy Nguyệt Đình sao lại xuất hiện bên bờ Tấn Hà. Còn là vào hơn 4.000 năm trước được đào ra từ bên bờ Tấn Hà, nói cách khác cái thần tượng này đã tồn tại từ rất lâu trước,
xa xa không chỉ là hơn 4.000 năm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có đi đọc qua sách cổ trong Khâu Am thì có lẽ mới tìm được chút ít manh mối. Khâu Am ở vào phía bắc thần tượng, ngọn núi cao vút trong mây, không biết có bao nhiêu ngàn trượng. Con đường đá cổ xưa nối thẳng đỉnh núi, trên đó có tiếng chuông như sấm, Phật âm yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể gặp được một vị tiểu sa di đang gánh nước, một bên nhớ kỹ kinh Phật, một bên chạy về phía đỉnh núi. Ngự thú trai cũng là Phật môn thánh địa. Nhưng khác với ngự thú trai là ngự thú trai chỉ thu nữ đệ tử, có thể để tóc tu hành, nhưng đệ tử Khâu Am lại phải quy y cửa Phật, hơn nữa chia làm Già Lam Viện và La Hán Viện. Già Lam Viện là nữ ni, tu pháp Hoa Lan Kinh, cầu không như hợp nhất, siêu thoát trần thế, vạn vật đều là không. La Hán Viện là khổ hạnh tăng, tu Kim Cương Bát Nhã Kinh, chủ yếu tu luyện bản thân, chủ trương nhận thức rời xa mọi thứ không liên quan, tức buông tha cho nhận thức và truy cầu đối với thế giới sự thần, dùng bát nhã trí tuệ khế chứng nhận không tính. Kỳ thật chỗ khác nhau lớn nhất giữa ngự thú trai và Khâu Am chính là đệ tử ngự thú trai chú trọng nhập thế, mà luyện tâm tính trong cuộc sống, mà đệ tử Khâu Am lại chú ý xuất thế, không tham dự vào tranh đấu hồng trần. Tu sĩ đến Khâu Am bái Phật dâng thương có rất nhiều, hơn nữa dùng một đời tuổi trẻ tài tuấn làm chủ. Dưới sự dẫn dắt của Lệ Phụng Tâm, một đoàn người đi tới Khâu Am tàng kinh điển, trong đó cũng không phải đặt điển tịch tu luyện Phật môn mà chỉ là một tí kinh Phật bình thường nhất và một ít kỳ văn điển tịch, cho nên trông coi tàng kinh điển cũng chỉ có 4 vị nữ ni, đều là tu vị tiên căn sơ kỳ. 4 vị nữ ni này áo trắng xuất trần, có một vị canh giữ ở cửa ra vào, 3 vị khác đều ở bên trong sửa sang lại điển tịch. Sau khi nói rõ ý đồ đến, vị nữ ni này liền dẫn Phong Phi Vân tiến nhập tàng kinh điển, đi lấy bản sách cổ chuyên môn ghi chép về thần tượng kia. Bản cổ tịch này bình thường kỳ thật có rất ít người đọc qua, cũng được để ở nơi hẻo lánh nhất. Về phần hai người Lệ Phụng Tâm và Chu Danh, bọn hắn đối với mấy cái kinh Phật này lại không có chút hứng thú, đã đi vấn Phật thai, vốn bọn hắn chính là vì gặp Dạ Tiêu Tương một lần mà đến, tự nhiên là không thể chờ được nữa rồi. Vạn Hương Sầm nhận được một tấm ngọc phi phù từ trên trời bay tới, nàng mở ngọc phi phù ra đọc, sau khi thấy nội dung trong đó liền dẫn theo hai nha hoàn Tử La Lan và Tử La Tâm vội vàng rời đi. Chỉ lưu lại 4 tên hộ vệ, canh giữ ở bên ngoài tàng kinh điển chờ đợi Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một mình một người, đứng dưới giá sách gỗ tử đàn, từ từ mở ra thẻ tre trong tay. Đây là một cuốn thẻ tre ghi chép sự tích hơn 4.000 năm trước, tuy rằng bị niêm phong kỹ càng nhưng vẫn có nhiều chỗ chữ viết mơ hồ. Phong Phi Vân hết sức chăm chú ngưng mắt đọc qua thành phong cửu niên, tấn hà thủy khô, thủy diện hạ trầm, hữu thần tượng thiên nữ lộ xuất thủy diện, viết phi thạch nhân. Bỏ ra suốt nửa canh giờ. Phong Phi Vân mới đọc xong thẻ tre, không buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cả, trên này đại khái là nói, vào hơn 4.000 năm trước thần Tấn Vương Triều phát sinh đại hạn hiếm thấy, mặt nước Tấn Hà hạ thấp, thần tượng này cũng vì đó lộ ra phần đầu, lúc ấy triều đình vận dụng 3 vạn thần võ quân, trước thay đổi tuyến đường Tấn Hà, hao phí 2 năm mới có thể hoàn toàn đào thần tượng ra từ trong bùn đất. Thần tượng xuất thế, trời ban điềm lành, đánh xuống mưa to, thần Tấn Vương Triều đại địa 4 phía đều có linh vật xuất thế. Hưng thịnh một thời đại. Cũng chính vì thế nên Tần Đế tại vị lúc ấy mới đổi tên Tấn Đô thành Thần Đô. Phong Phi Vân nhíu mày, trên thẻ trúc hoàn toàn tìm không thấy một tia manh mối, căn bản không giới thiệu thần tượng này là từ đâu mà tới, chẳng lẽ là tự mình mọc ra từ trong lòng đất sao? Xem ra chỉ có từ trong thần thoại bờ Tần Hà tìm kiếm manh mối. Phong Phi Vân cuốn thẻ che lại, sau đó đặt lại trên giá sách, mà lúc hắn đặt thẻ che lại, lại thấy được một đôi mắt ở đối diện. Một đôi mắt của nữ nhân thập phần xinh đẹp. Cách một giá sách, hai người 4 mắt đối nhau. Trong mắt nàng kia mang theo một tia kinh hãi, hiển nhiên nàng thật không ngờ đối diện lại đột nhiên toát ra một người, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu thư, làm sao vậy? Thanh âm nữ tử khác vang lên, bước nhanh tới. Không có, gì, không có gì. Phong Phi Vân cũng thật không ngờ trong tàng kinh điện này cũng có thể gặp được người quen, cô gái này không phải ai khác. Dĩ nhiên cũng là một thanh quan nhân của Tuyệt Sắc Lâu, Ngọc Thiền. Vài năm không gặp, vị nữ tử đã từng cầm thi song tuyệt này lại càng thêm tự nhiên hào phóng, lúc nào cũng lộ ra một cổ khí chất tài nữ tú nhã. Ngọc Thiền nói cho Phong Phi Vân, Tuyệt Sắc Lâu đã rời đến Thần Đô. Nghe được tin tức này, trong lòng Phong Phi Vân có chút kích động, nói. Hồng Nhan còn ở Tuyệt Sắc Lâu không? Ngọc Thiền thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, nói. Tỷ tỷ đã mất tích 1 năm, 1 năm này không hề có tin tức. 1 năm,
một năm trước không phải là lúc nàng rời khỏi Phong gia sao? Trong lòng Phong Phi Vân thoáng thất vọng, vốn tưởng rằng gặp Ngọc Thiền thì nhất định có thể nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan, lại thật không ngờ Nam Cung Hồng Nhan vậy mà không trở lại Tuyệt Sắc Lâu. Không trở lại Tuyệt Sắc Lâu, nàng có thể đi đâu đây? Phong Phi Vân nhìn bạch y nữ tử văn nhã tú lệ đứng ở bên kia giá sách, hỏi. Ngươi vào huyết phú ở Tuyệt Sắc Lâu vẫn tốt chứ? Phong Phi Vân cũng không biết có phải vì yêu ai yêu cả đường đi hay không nên mới mở miệng quan tâm, dù sao nữ tử trong phong trần, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại chịu rất nhiều khổ sở, căn bản không cách nào nói rõ được. Nha hoàn đứng đằng sau Ngọc Thiền là Lam Nhi, đây là một tiểu cô nương có đôi mắt sáng răng trắng tinh, cũng không biết thân phận Phong Phi Vân nên dương dương đắc ý nói. Tiểu thư nhà chúng ta vào huyết phú tiểu thư, hiện giờ đã là hai trong ba vị thanh quan nhân nổi bật nhất của Tuyệt Sắc Lâu. Chỉ có điều cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Ngọc Thiền u hít một tiếng, nói. Thần đô chính là nơi phồn vinh nhất thiên hạ, tụ tập tu sĩ nhiều đến tam vạn vạn, mà nơi phong hoa tuyết nguyệt có thể đánh xuống căn cơ ở thần đô bình thường đều có vương công quý tộc ở sau lưng làm chỗ dựa, hoặc là có tiên môn và gia tộc ủng hộ. Tuyệt Sắc Lâu đến thần đô không lâu, căn cơ bất ổn, lại bị thế lực khắp nơi xa lánh và bài xích. Nàng nói xong liền có chút hít nức nở nghẹn ngào. Trong đôi mắt dễ thương mang theo một chút sương mù, không ngờ lại lã chã rơi lệ. Phong Phi Vân tự nhiên nghe ra được nàng không được như ý, ngạc nhiên nói. Tuyệt Sắc Lâu không phải nơi phong hoa tuyết nguyệt gần với thiên kim nhất tiếu lâu sao? Ở nơi tôn trong tư tưởng phong nhã như thần đô này đáng lẽ ra phải lăn lộn phong sinh thủy khởi mới đúng chứ? Ngọc Thiền lắc đầu nói. Các tỷ muội từng bài danh top 10 ở Tuyệt Sắc Lâu hơn phân nửa đều bị người Tam Đại Hoa Cung đào đi rồi, mất đi Hồng Nhan tỷ tỷ. Tuyệt Sắc Lâu hôm nay đừng nói là tranh giành không lại thiên kim nhất tiếu lâu, coi như là so sánh với thần đô Tam Đại Hoa Cung cũng phải kém một đoạn. Lam Nhi tức giận nói. Kỳ thật luận khúc đàn, luận kỹ thuật nhảy, những hoa hoàng kia của Tam Đại Hoa Cung cũng không thể nào qua được tiểu thư vào huyết phú tiểu thư. Nếu tiểu thư nhà chúng ta cũng có một vị nhạc mê thiên tài cấp bậc sử thi, cam đoan có thể hấp dẫn vô số người đến Tuyệt Sắc Lâu, cũng có thể tung hoành thần đô như hoa hoàng của Tam Đại Hoa Cung kia. Vì sao một vị thanh nhã nhân có được nhạc mê thiên tài cấp bậc sử thi lại có được lực kéo cường đại như thế? Phong Phi Vân có chút khó hiểu. Lam Nhi nói. Đến nơi gió trăng nơi phần lớn đều là người trẻ tuổi, mà kiệt xuất nhất trong người trẻ tuổi lại là 20 vị thiên kiêu kiệt xuất được ghi trên thượng sử thi thiên tài bảng và hạ sử thi thiên tài bảng, đó chính là thần tượng của người trẻ tuổi trong thiên hạ. Một khi có một vị thiên tài cấp bậc sử thi tiến vào hoa cung nào đó, liền lập tức sẽ có vô số quan lại quyền quý. Vương tôn công tử, tiên giáo thiếu chủ mộ tiếng mà đến, thân giới lập tức trở mình gấp bội, thậm chí có thể sẽ được phong làm, đại gia. Đại gia nổi danh nhất thần đô chính là thiên kim nhất tiếu lâu Dạ Tiêu Tương, cũng bởi vì có được ba vị nhạc mê thiên tài cấp bậc sử thi cho nên mới có thể có được địa vị hô phong hoán vũ tại thần đô như hôm nay. Tương lai nếu là có thời gian, ta có lẽ sẽ đến Tuyệt Sắc Lâu xem sao. Phong Phi Vân nói, nghe được lời này trong lòng Ngọc Thiền đại hỉ. Nếu yêu ma chi tử tiến vào Tuyệt Sắc Lâu, như vậy nhất định chấn động toàn bộ thần đô, dù sao đây chính là thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, mà nha hoàn gọi là Lam Nhi kia lại có chút khinh thường, cũng không biết thiếu niên trước mắt này chính là một trong các thiên tài cấp bậc sử thi mà nàng sùng bái. Phong Phi Vân dò hỏi. Đúng rồi, Ngọc Thiền cô nương đến tàng kinh điện tìm kiếm Phật thư gì sao? Nàng vốn đến đây bái Phật bên trên hương, nhưng nghe nói trong tàng kinh điện có cổ thư ghi lại về thần tượng. Vì vậy nàng cũng động lòng hiếu kỳ, cũng chính bởi vì thế nên hai người mới gặp gỡ ở chỗ này. Ngọc Thiền nói rõ ngọn nguồn, Phong Phi Vân liền tiện tay đưa thẻ trẻ ở trên giá sách cho nàng, sau đó liền tiến vào trong tàng kinh điện tìm kiếm điển tịch về thần thoại Tấn Hà. Không bao lâu, Ngọc Thiền đã xem hết thẻ tre kia, chậm rãi đi đến sau lưng Phong Phi Vân, ôn nhu hỏi. Phong công tử, người đang tìm sách gì, có cần ta hỗ trợ không? Ta muốn tìm một ít điển tịch về chuyện phát sinh ở bờ Tấn Hà. Phong Phi Vân muốn từ trong chuyện xưa tìm được manh mối về thần tượng. Ngọc Thiền và Lam Nhi cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm. Sau một lúc lâu sau, Ngọc Thiền ôm một khối mai rùa lớn bằng đầu người đi tới. Trên mai rùa có khắc một ít văn tự cổ xưa, nói. Phong công tử, nơi này có một cuốn về truyền thuyết nữ thần Tấn Hà. Văn tự trên mai rùa này đã thập phần xa xôi, rất khác với văn tự hiện giờ. Phong Phi Vân nhận lấy mai rùa, cẩn thận đọc lấy. Nghe đồn, vào trước đây thật lâu, lúc đó thần Tấn Vương Triều vẫn còn chưa thành lập, bên bờ Tấn Hà có một thôn trang nhỏ,
tên là Lưỡng Nhân Thôn, bởi vì toàn bộ trong thôn cũng chỉ có một nữ nhân và ca ca của nàng, nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, tất cả mọi người gọi nàng là Nguyệt Lượng. Ca ca nàng cũng là một thanh niên cần cù tài giỏi, tất cả mọi người gọi hắn là Đông Phương, bởi vì phương Đông chính là nơi mặt trời mọc. Thế nhưng có một ngày, Lưỡng Nhân Thôn không còn chỉ có hai người nữa, bỗng nhiên nhiều thêm một tiểu hài tử. Tất cả mọi người cảm thấy là giữa hai thân huynh muội này có gian tình, Nguyệt Lượng cũng là nữ hài tử không thuần khiết nên có người đã đánh chết nàng, ném vào trong tấn hà. Đông Phương sau khi về nhà, mới biết được việc này, lập tức gào khóc, thì ra đứa bé kia là do hắn và một nữ tử thôn khác sinh ra, bởi vì cô bé kia sợ hãi phụ thân trách cứ, cho nên vẫn một mực giấu ở Lưỡng Nhân Thôn, lại không nghĩ tới lại làm hại đến Nguyệt Lượng đơn thuần xinh đẹp. Đêm hôm đó, trong tấn hà truyền đến thanh âm khủng bố khiến cho người phải sợ hãi, tựa như lệ quỷ đang khóc giống, tất cả mọi người cảm thấy là vong hồn Nguyệt Lượng trở về muốn đòi mạng, vì vậy đều suốt đêm chạy tới trên đỉnh núi cao nhất. Nước trong tấn hà dâng cao lên, vỡ tung đê, biến thành một mảnh hồng thủy, thật giống như toàn bộ thế giới đều bị nuốt chửng hết vậy. Tất cả thôn dân đều bị dọa, liền quỳ gối trên đỉnh núi cầu thần linh phù hộ, cuối cùng lời cầu nguyện của bọn hắn cũng làm cảm động Nguyệt Thần thiện lương nhất trên cõi đời. Nguyệt Thần biến thành một cái Nguyệt Lượng thuyền cực lớn trở đi vong hồn Nguyệt Lượng, biến mất phía chân trời. Ba ngày sau, lũ lụt thối lui, thôn dân quay trở về thôn trang, phát hiện thôn trang vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, mọi người vừa cảm kích vừa xấu hổ day dứt với Nguyệt Lượng, vì vậy ngay ở bên bờ tấn hà xây lên một tòa thần miếu, dùng thạch đầu điêu khắc ra Nguyệt Lượng thần tượng, phong nàng làm nữ thần tấn hà. Phong Phi Vân sau khi đọc hết chữ trên mai rùa kia thì mày lại càng nhíu chặt hơn. Rất hiển nhiên những câu chuyện thần thoại này đều rất hoang đường, chính là do người bình thường khắc lục, đối với người bình thường kiếp sau, coi như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh ở trong mắt bọn hắn cũng chẳng khác gì thần tiên rồi. Hơn nữa những câu chuyện thần thoại này rất nhiều đều không tương xứng với sự thật phát sinh, căn bản không thể tin tưởng. Cái mai rùa này cũng có chừng 9.000 năm lịch sử rồi. Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyển, đối với năm tuổi của đồ vật xem xét rất chuẩn. Mặc dù nói câu chuyện thần thoại không thể tin hoàn toàn, nhưng Phong Phi Vân vẫn từ trên đó tìm được một ít tin tức hữu dụng, ví dụ như Nguyệt Lượng Thuyền, Phong Phi Vân nghĩ tới Thanh Đồng Linh Chu mang mình từ Hoàng Thuyền đến đây, chúng cực kỳ tương tự, đều có thể chịu tải linh hồn người. Điểm này lại rất giống với câu chuyện thần thoại kia. Có lẽ có thể theo manh mối này tiếp tục tìm kiếm tiếp, mục tiêu kế tiếp, nữ thần Tấn Hà thần miếu. Trong đầu Phong Phi Vân hiện lên một ít đồ vật thần dị. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ầm ĩ. Phong Phi Vân đặt mai rùa lại, sau đó liền đi ra tàng kinh điện, lúc này một tên hộ vệ chạy ra đón chào, khom người nói với Phong Phi Vân. Thiếu chủ, Dạ Tiêu Tương đã đến dưới Bỉ Khâu Sơn. Lúc này Ngọc Thiền và Lam Nhi cũng từ trong tàng kinh điện đi ra, nhìn qua hào quang đầy trời bên cạnh, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến vô số tu sĩ trẻ tuổi lấy cổ sa và ngọc thuyền mà đến, đứng ở dưới chân Bỉ Khâu Sơn. Những người này cũng là đến để gặp Âm Luật đại gia, thần tấn vương triều đệ lục mỹ nhân trong truyền thuyết, Dạ Tiêu Tương. Phong Phi Vân cảm thấy kinh ngạc, chỉ là một thanh quan nhân thôi, vậy mà lại đưa tới động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự là nữ thần sao? Phong Phi Vân cảm thấy đàn tranh đẹp nhất trên đời này này do Nam Cung Hồng Nhan đánh ra, thì bà yên lặng nhất là bà nương chết tiệt Đông Phương Kính Nguyệt kia đánh ra, nếu nói trên đời này có người còn lợi hại hơn các nàng, hắn dù có đánh chết cũng không tin. Ngọc Thiền cô nương có muốn cùng ta đi xem một lần xem Dạ Tiêu Tương này rốt cuộc là nhân vật như thế nào không? Phong Phi Vân hỏi. Ngọc Thiền nhẹ gật đầu, nói. Dạ Tiêu Tương ở thần đô chính là đại gia cấp cao nhất, ngay cả sư phụ ta cũng nói nhạc nghệ của nàng hoàn toàn xứng với hai chữ, đại gia. Huống chi, luận nhạc nghệ, ta quả thật kém xa nàng, chỉ có Hồng Nhan tỷ tỷ mới có thể sánh được với nàng. Sư phụ Ngọc Thiền chính là đại quốc thủ Tĩnh Vô Âm. Ngay cả đại quốc thủ cũng đánh giá nàng cao như vậy, Phong Phi Vân lại càng không nén được lòng hiếu kỳ. Vấn Phật thai mà Dạ Tiêu Tương bái Phật dâng hương ở vào mặt phía bắc Bỉ Khâu Am, phía dưới là một mảnh tuyệt nhai, đối diện nhai có thể trông thấy đầu thần tượng cao hơn 1.000 trượng. Lúc Phong Phi Vân đi vào Vấn Phật thai, ở đây đã kín hết người, không chỉ có tài tuấn trẻ tuổi quần áo ngăn nắp, vương tôn công tử, mà ngay cả một ít thiên kim quý tộc, gia tộc tiểu thư cũng đã đến không ít. Những nữ tử thân phận địa vị cực cao này còn điên cuồng hơn những tài tuấn thiên kiêu kia, trong miệng luôn hò hét lấy tên Dạ Tiêu Tương, cả đám cực kỳ cuồng nhiệt. Bầu không khí này ở thần đô cũng dễ gặp lắm, thanh quan nhân địa vị thập phần cao,
rất nhiều nữ đệ tử kiệt xuất các tiên môn đều lấy việc bái nhập vào dưới trướng Dạ Tiêu Tương học nghệ làm vinh quang. Ngọc Thiền đứng ở bên phải Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Ngàn vạn đừng nên cảm thấy nơi phong hoa tuyết nguyệt ở thần đô là tục tằng, kỳ thật vô luận là thiên kim nhất tiếu lâu, hay là tam đại hoa cung, đều là nơi cao nhã nhất ở thần đô, không chỉ có nam nhân đi cổ động, mà ngay cả hậu duệ quý tộc thiên kim, hoàng tộc công chúa thân phận cao quý cũng đến. Thậm chí tất cả mọi người đều lấy việc có thể lấy được nữ tử của thiên kim nhất tiếu lâu mà vẻ vang. Phong Phi Vân giật mình nhẹ gật đầu. Ngọc Thiền nói, tuyệt sắc lâu đã từng có một ít sinh ý ra thịt thấp kém, cho nên ở thần đô mới bị xa lánh, không cách nào tiến vào hàng ngũ nơi gió chăng nhất lưu, bất quá hiện giờ cũng không còn những chuyện dơ bẩn kia nữa rồi. Phong Phi Vân thở dài một tiếng. Lam Nhi khinh bỉ nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, cảm thấy Phong Phi Vân sau khi nghe chuyện như thế lộ ra bộ dáng cực kỳ thất vọng, quả nhiên không phải là thứ tốt. Lệ Phụng Tâm và Chu Danh từ trong đám người lách ra, bộ dạng cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân nói. Lợi hại, lợi hại, không đến hai canh giờ lại đổi thành một vị tuyệt đại mỹ nhân khác. Lệ Phụng Tâm và Chu Danh đều bội phục từ tận đáy lòng, dù sao nữ tử xinh đẹp như Vạn Hương Sầm và Ngọc Thiền mặc dù ở thần đô cũng không gặp được nhiều lắm, nhưng thiếu niên trước mắt này lại trong vòng một ngày đổi liền hai người, ngay cả đi ra từ thiên hầu phủ như bọn hắn cũng cảm thấy mặc cảm. Phong Phi Vân cười cười nói. Vị cô nương này chính là Ngọc Đại gia của Tuyệt Sắc Lâu, tiếng đàn tuyệt mỹ, chính là đệ tử của Đại Quốc Thủ Tĩnh Vô Âm. Ta chẳng qua chỉ là một người thô kệch, nào xứng đôi với tài nữ như Ngọc Đại gia chứ. Ngọc Thiền nghe được lời này của Phong Phi Vân liền cảm thấy xấu hổ, mình nào được xưng tụng là đại gia chứ, nếu bị nhạc mê của Dạ Tiêu Tương nghe được còn không phải sẽ cười chết sao. Lệ Phụng Tâm và Chu Danh đều là tuổi trẻ tuấn kiệt ở thần đô, tự nhiên nghe qua Tuyệt Sắc Lâu vừa tiến vào thần đô, bất quá lại không biết Tuyệt Sắc Lâu thậm chí lại có một vị tài nữ tuyệt mỹ động lòng người như thế, thấy Phong Phi Vân tận lực nâng lên như vậy, bọn hắn cũng đều hàn huyên vài câu, xem như cho Phong Phi Vân mặt mũi. Hừ, Tuyệt Sắc Lâu chẳng qua chỉ là ổ kỹ nữ đê tiện nhất, nữ nhân bên trong đều là kỹ nữ dơ bẩn, cũng xứng được gọi là đại gia sao, thật sự là cười chết người rồi. Một nam tử mặc cẩm bào màu tím, đầu đội mũ thất thải cười lạnh một tiếng. Sau lưng nam nhân này nằm một đầu hổ thú màu vàng, bên cạnh đi theo bốn thiếu niên quý tộc cẩm y hoa bào, khí tức trên người đều cường hoành, nguyên một đám tuấn lãng thần phong, tuyệt đối đều là cường giả trẻ tuổi. Những quý tộc thiếu niên ở thần đô không có mấy người là loại quần là áo lượt cả, nội tình gia tộc thâm hậu, từ nhỏ đã phải tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc nhất, bồi dưỡng tu luyện tốt nhất, công pháp tu luyện cũng không phải thiên môn và gia tộc bình thường có thể so sánh được. Nếu xem thường bọn họ, vậy thì 10 phần sai rồi. Đường Hoàn Chân, đây là bằng hữu của ta, người nói chuyện coi chừng một chút. Lệ Phụng Tâm trầm giọng nói. Vị nam tử mặc áo bào tím kia chính là người của Bạo Thiên Hầu Phủ. Cùng Lệ Phụng Tâm đều là tài tuấn kiệt xuất của 18 thiên hầu phủ, lẫn nhau đã sớm đọ sức qua, cũng không xa lạ gì cả. Đường Hoàn Chân cười cười, ngạo nghễ nói. Đây vốn chính là sự thật, theo Đường Hoàn Chân ta thấy thì toàn bộ thần đô cũng chỉ có Dạ Tiên Tử, mới có thể được xưng là đại gia. Nơi như Tuyệt Sắc Lâu kia dù được mời ta cũng không đi. Lệ Phụng Tâm ngươi dù nói thế nào cũng là tuổi trẻ tài tuấn có danh tiếng ở thần đô, sao lại đắm mình, đi tới chỗ như thế chứ? Cái này không sợ bôi nhỏ thanh danh hổ thiên hầu phủ sao? Ha ha! Thanh âm của Đường Hoàn Chân khiến ánh mắt rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều bị hấp dẫn qua, mỗi người đều chỉ trỏ trỏ, hoặc là phì cười không thôi. Lệ Phụng Tâm sắc mặt tái nhợt, hai tay tạo thành nắm đấm, bộc phát ra hai luồng thần hoa sáng ngời. Ngọc Thiền và Lam Nhi đều cúi đầu, những lời kia của Đường Hoàn Chân thật sự quá mức vũ nhục lòng tự ái của các nàng rồi. Sắc mặt Phong Phi Vân cũng trở nên khó coi, bước ra phía trước hai bước, nói. Tuyệt Sắc Lâu là nơi nào, không phải ngươi nói là được. Nhưng ngươi vũ nhục bằng hữu của ta, cái này tuyệt đối không được rồi. Đường Hoàn Chân chính là tuổi trẻ tuấn kiệt của Bạo Thiên Hầu Phủ, bốn vị thiếu niên cẩm y hoa bào bên cạnh hắn cũng là hậu duệ quý tộc có thân phận có địa vị, tuy rằng bối cảnh không bằng Bạo Thiên Hầu Phủ, nhưng cũng là thế lực có thể hùng cứ một phương. Lệ Phụng Tâm trong lòng tim đập mạnh một cú. Đường Hoàn Chân cũng không phải người bình thường có thể đắc tội được, mình chính là tuổi trẻ tài tuấn của Hổ Thiên Hầu Phủ, cùng hắn tranh đấu cũng không có gì, nhưng nếu người khác chống lại hắn, vậy thì 10 phần phải thiệt thòi lớn, thậm chí có thể sẽ phải bồi cả tánh mạng cũng nên. Đang lúc hắn muốn ngăn cản Phong Phi Vân thì đã muộn. Đường Hoàn Chân khí vũ hiên ngang, ngửa đầu cười cười, nói.
vậy ngươi muốn thế nào? Lập tức xin lỗi bằng hữu ta, cũng bồi thường 100 vạn miếng kim tệ tự mình đưa đến Tuyệt Sắc Lâu đi. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo tàn khốc, Đường Hoàn Chân không chỉ vũ nhục Ngọc Thiền, càng vũ nhục Nam Cung Hồng Nhan, bởi vì Nam Cung Hồng Nhan cũng là người của Tuyệt Sắc Lâu. Giờ phút này, Dạ Tiêu Tương vẫn còn ở trên cổ đạo, cách vấn Phật thai còn cần một ít thời gian, tuổi trẻ tài tuấn ở đây cũng đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Mà những nhạc mệ của Dạ Tiêu Tương tuy cũng cùng ánh mắt với Đường Hoàn Chân, hiển nhiên đều khinh thường Ngọc Thiền, trong mắt bọn hắn chỉ có Dạ Tiêu Tương mới được là đại gia, nữ tử khác ngay cả một đầu ngón tay của Dạ Tiêu Tương cũng kém chứ đừng nói chi một người. Tuyệt Sắc Lâu, ta nghe qua, danh khí cũng rất lớn, nghe nói có 3 vị thanh quan nhân đương hồng, bất quá không cách nào so sánh với Dạ đại gia được. Thiếu niên này là ai a hát, cũng dám đối nghịch với Đường Hoàn Chân, lá gan thật lớn. Có thể đi cùng với Lệ Phụng Tâm và Chu Danh, có lẽ vẫn có chút thực lực, dù sao vị Ngọc Thiền cô nương kia quả thật là mỹ nhân lịch sự tao nhã, có thể có một vị lực phủng giả cũng rất bình thường. Đường Hoàn Chân nhịn cười không được đi ra, buồn cười quá, thật sự buồn cười quá, nói. Lệ Phụng Tâm, người cũng nên quản tốt chó nhà các người đi chứ, rõ ràng đi ra cắn loạn người. Đường Hoàn Chân ta há lại nói với xin lỗi với một kỹ nữ, thật sự là không biết tốt xấu. 4 vị thiếu niên cẩm y hoa bào phía sau hắn đều phá lên cười, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, một thiếu niên cẩm y hoa bào trong đó còn mở miệng trêu chọc Ngọc Thiền, cười nói. Cô nương, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền cả đêm thế? Cô nương, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền cả đêm thế? Mấy thiếu niên cẩm y hoa bào khác đều nói theo. Nhìn thẳng nói khiến Ngọc Thiền và Lam Nhi càng cúi đầu thấp hơn, hai nữ hài tử đều ủy khuất đến cực điểm, lã chã rơi lệ, Ngọc Thiền càng cắn chặt môi, thiếu chút nữa đã quay người bỏ chạy, lại bị Phong Phi Vân kéo lại. Phong Phi Vân sắc mặt hết sức khó coi, trong đôi mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Đạo hữu, việc này để cho ta tới giải quyết đi. Lệ Phụng Tâm bước ra ngoài trước một bước, trầm giọng nói. Đường Hoàn Chân, hắn chính là bằng hữu ta. Hôm nay ngươi không cho ta mặt mũi như thế, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trên hai tay Lệ Phụng Tâm nổ bắn ra linh quang, trong mơ hồ có thể nghe được thanh âm lôi đình, một cước đạp trên mặt đất, bộc phát ra một cổ vầng sáng màu vàng kinh khủng, tựa như một đầu mãnh hổ, một quyền đánh tới Đường Hoàn Chân. Tu vị thần cơ đại viên mãn. Ánh mắt Đường Hoàn Chân cũng trở nên nghiêm túc, dù sao tu vị Lệ Phụng Tâm quả thật mạnh hơn hắn, trên người bộc phát ra 330 tòa mệnh huyệt. Linh khí trong đan điền tựa như giang hà lao nhanh. Oanh! Hai người đối quyền, thế lực ngang nhau. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, hai người lần nữa xuất kích, đều triển khai ra công kích mạnh nhất của mình. Bóng người thay đổi, chiến khí bạo tuôn, khiến phần đông anh kiệt ở gần vấn Phật thai đều phải liên tiếp lui về sau. Đường Hoàn Chân không hổ là nghịch thiên tài tuấn của Bạo Thiên Hầu Phủ, xem ra nhiều nhất nửa năm nữa là hắn có thể độ địa kiếp, trùng kích cảnh giới thiên mệnh, một khi trùng kích thành công. Vậy thì khó lường rồi. Lệ Phụng Tâm tuy rằng cũng là nghịch thiên tài tuấn, nhưng so với Đường Hoàn Chân vẫn kém một chút, dù sao Bạo Thiên Hầu Phủ chính là nhân mã thuộc hệ thái tế, tài nguyên tu luyện đạt được khẳng định nhiều hơn Hổ Thiên Hầu Phủ, ở trên mặt tốc độ tu luyện chênh lệch rất nhiều. Bành! Không bao lâu, Đường Hoàn Chân đánh ra một chiêu thất trọng bạo quyền, đây là chiêu thức tuyệt học của Bạo Thiên Hầu, tổng cộng chỉ có 6 chiêu, là Bạo Thiên Lục Thức. Đường Hoàn Chân liền học xong một chiêu trong đó. Một chiêu ra tay thất trọng lực lượng cuồng bạo, một tầng đón lấy một tầng đánh ra, đánh cho Lệ Phụng Tâm liên tiếp thối lui về sau 7 bước, trên bàn tay cũng nứt ra một tia máu tươi. Đường Hoàn Chân nhẹ phẩy ống tay áo, tiêu sái thong dong, cười nói. Lệ Phụng Tâm, ngươi thua. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng tu luyện thành công thất trọng bạo quyền, coi như ngươi lợi hại. Bất quá việc này Hổ Thiên Hầu Phủ chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên còn có cường giả tới tìm ngươi lấy lại công đạo. Lệ Phụng Tâm tự nhiên không cam lòng, nhưng thế thì đã sao, thần đô là một nơi nói lực lượng cường đại mới có thể đạt được sự tôn trọng của người khác. Lần này thất bại, lần sau tu luyện tiếp lấy lại danh dự là được, đây là chuyện rất bình thường, không thể bởi vì một lần thất bại mà nhục chí được. Lệ Phụng Tâm có chút ít đắng chát, xoay người nói với Phong Phi Vân. Đạo hữu, hôm nay, không có việc gì, Bộ Tuấn, đi ra cùng Đường công tử so mấy chiêu đi. Phong Phi Vân cố ý phân phó nói. Nhường cho Đường công tử một chút, đừng làm rộn tai nạn chết người đấy. Thiếu chủ, vâng. Sau lưng Phong Phi Vân đi ra một nam tử mặc thiết khải, cầm trong tay trường thương màu vàng, đúng là một trong 4 vị hộ vệ, tên là Bộ Tuấn.
Bộ Tuấn trong đôi mắt mang theo vài phần lãnh ý, dẫn theo trường thương màu vàng, trên người lao ra một mảnh đám mây tử vân minh mông cuồn cuộn, trường thương màu vàng nhanh chóng biến thành màu tím, tựa như một đầu ma long hung ác bay lên không mà qua vậy. Đây là một cổ hạo nhiên khí thế, một hồi cuồng phong từ trên người của hắn lao ra, khiến mất người ở tương đối gần đó đều bị thổi bay ra ngoài. Đường Hoàn Chân lại càng hoảng sợ, uy thế đối phương thật sự quá cường đại, quả thực là một sát thần xuất thế. Phốc! Bộ Tuấn một thương liền từ dưới nách Đường Hoàn Chân xuyên qua, thương chuyển hướng, đâm rớt xuống một mảnh huyết nhục, máu tươi bắn lên cao, Đường Hoàn Chân như hổ lô lăn đất ngã lăn ra ngoài. Bốn tên thiếu niên cẩm y hoa bào kia đều hét lớn một tiếng, cả đám đều triển khai bản lĩnh giữ nhà, trên bàn tay từng người đánh ra một đạo thần toa, giống như là bốn đạo thiểm điện vậy. Bộ Tuấn đánh ra một trường, đánh ra một đầu long hổ hư ảnh cao mấy chục thước, long hổ gào thét, hổ thanh chấn động Bỉ Khâu Sơn. Long hổ đụng tới, còn chưa tiếp xúc đã trực tiếp chấn cho bốn vị thiếu niên cẩm y hoa bào kia phải thổ huyết, thân thể như lá rụng bay về phía sau. Bành bành ngã đầy đất. Trong Bỉ Khâu Sơn bay ra một vị thanh y tăng nhân, chính là Phật tu kiệt xuất của La Hán viện Bỉ Khâu Am, hết sức trẻ tuổi, thanh tú trang nghiêm, duỗi ra hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhô lên cao điểm một cái, một mảnh văn nước màu xanh liền hiện ra trong không khí, ngăn trở long hổ chi lực khổng lồ khiến người phải sợ hãi kia lại, biến thành gió mát trong núi. A Di Đà Phật, Bỉ Khâu Am chính là nơi thanh tịnh Phật môn, thí chủ cũng đừng vọng động sát niệm. Thanh y tăng nhân chắp tay trước ngực, đứng ở giữa Bộ Tuấn và Đường Hoàn Chân, trên người mang theo một cổ thánh mang màu xanh xuất trần, tựa như một gốc thanh liên ngồi trên minh kính thay vậy. Tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng, đến khi chúng Tài Tuấn kịp phản ứng lại thì Đường Hoàn Chân và bốn vị thiếu niên cẩm y hoa bào kia đều đã nằm trên mặt đất. Đây tuyệt đối là cường giả cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, ông trời. Y ngắn, lần này Đường Hoàn Chân xem như đụng phải tấm sắt rồi. May mắn có Nhất Phàm Thiền Sư ra tay. Bằng không Đường Hoàn Chân nói không chừng đã bị người thịt rồi, thiếu niên kia rốt cuộc có địa vị gì. Tất cả tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều không thể bình tĩnh được nữa, tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng không phải rau cải trắng, có thể sống được 500 năm, đi đến chỗ nào cũng là đại nhân vật. Đặc biệt là một đời tuổi trẻ có thể đạt tới tu vị thiên mệnh đệ nhất trọng đã ít càng thêm ít. Hôm nay liền giết ra một vị, quả thực coi trời bằng vung, mặc dù là người của Bạo Thiên Hầu Phủ cũng giết không tha. Đường Hoàn Chân cùng với bốn thiếu niên đi theo hắn đều thay đổi sắc mặt, lần này sợ là đụng phải tấm sắt rồi, chỉ một hộ vệ người ta thôi đã cường đại như vậy, trừ phi là mời đến tiểu hầu gia Bạo Thiên Hầu Phủ, bằng không tuyệt đối không có khả năng địch nổi hắn. Nha hoàn Lam Nhi đứng đằng sau Ngọc Thiền giờ phút này cũng cả kinh đến cái cắm cũng sắp rơi trên mặt đất, vốn nàng còn không coi trọng Phong Phi Vân mấy, nhưng giờ phút này một tên hộ vệ của người ta thôi đã cường đại như thế, vậy thì thiếu chủ chẳng phải sẽ càng thêm lợi hại sao? Hai người Lệ Phụng Tâm và Chu Danh cũng nuốt nước bọt, mẹ nó, cái này cũng quá lừa đảo rồi, sớm biết bọn hắn cường thế như thế, mình còn nhảy ra ngoài suốt đầu làm gì chứ. Bộ Tuấn dẫn theo trường thương màu vàng, trong đôi mắt chớp động lên lôi đình, trầm giọng nói. Hòa thượng, người tốt nhất cút qua một bên, mấy tên vương bát đản này chọc phải thiếu chủ của chúng ta, hôm nay ai cũng bảo vệ được bọn họ. Nhất Phàm Thiền Sư như Thanh Tùng đứng nơi đó, yên tĩnh tựa như một chiếc đồng đăng ban đêm. Phiêu miểu mà đen tối, cũng không có ý tránh ra. Bộ Tuấn hừ lạnh một tiếng, trên người tử khí hạo nhiên, thân thể biến mất tại chỗ, sau một khắc đã đến giữa không trung, trường thương trong tay phát ra một tiếng gào rú, mang theo ngàn vạn sát khí đâm xuống. Oanh! Nhất Phàm Thiền Sư lại điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay nâng một mảnh màn nước màu xanh, ngăn trở lấy một thương lôi đình này của Bộ Tuấn. Bộ Tuấn thu thương lại công, tốc độ tăng thêm. Tựa như có hơn 10 đầu trường long màu tím phá không mà đến, nhưng lại đều bị Nhất Phàm Thiền Sư hời hợt ngăn trở. Bộ Tuấn cũng đã thở hồng hộc, chiến ý trên người suy giảm, trái lại Nhất Phàm Thiền Sư vẫn thanh y bồng bềnh, phong khinh vân đạm như mây xanh trên bầu trời. Chứng kiến Nhất Phàm Thiền Sư chặn được Bộ Tuấn đằng đằng sát khí, Đường Hoàn Chân và bốn thiếu niên cẩm y hoa bào kia rốt cục thở dài một hơi, Nhất Phàm Thiền Sư thế chính là anh kiệt Phật môn tuyệt đỉnh nhất trong một đời tuổi trẻ Bỉ Khâu Am. Có hắn ở đây, tánh mạng mấy người mình không đáng lo nữa rồi. Những vương tôn công tử, thiên kim quý tộc, tiên môn tài tuấn trên vấn Phật thai, cả đám đều liên tục gật đầu, Bỉ Khâu Am không hổ là Phật môn thánh địa, tu vị của Nhất Phàm Thiền Sư đủ để đưa thân vào hàng ngũ vương giả một đời tuổi trẻ. Bộ Tuấn, trở về đi, ngươi không phải đối thủ của hòa thượng kia đâu.
Phong Phi Vân đối với hòa thượng không có nửa phần hảo cảm, vừa nhìn thấy hòa thượng, liền khiến hắn nghĩ tới lão lửa chọc rượu thịt hòa thượng kia. Bộ Tuấn hậm hực lui trở về, khom người nói. Thiếu chủ, ta làm nhục sứ mạng. Không sao, không sao. Phong Phi Vân cười cười, sau đó hai mắt mang theo tà mang, chăm chú vào trên người Nhất Phàm Thiền Sư, nói. Hòa thượng, người nên rõ ràng một chuyện, Đường Hoàn Chân vũ nhục bằng hữu của ta, năm người bọn hắn phải quỳ trên mặt đất xin lỗi bằng hữu ta, bằng không thì, ta dám cam đoan, hôm nay sẽ chết rất nhiều người đấy. Tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, thiếu niên trước mắt này khẩu khí cũng quá lớn đi, nơi này chính là thần đô, nơi tuyệt đại thiên tài hội tụ, cho dù ngươi từng ở nơi khác xưng vương xưng bá, nhưng sau khi đi vào thần đô cũng phải an phận. Nói đến Bạo Thiên Hầu Phủ cũng không phải dễ trên, muốn đánh bại Đường Hoàn Chân không khó, nhưng muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi một nữ nhân thì tuyệt đối không thể nào. Nhất Phàm Thiền Sư hai mắt thanh tỉnh tựa như hai tòa bích đầm, nói. A-di-đà Phật, thí chủ, quyết không thể sát sanh A-hát. Lúc này, dưới vấn Phật thai duyền đến từng đạo âm thanh xé gió, có hai đạo hào quang phía sau tiếp trước phóng qua Phật bích, cơ hồ đồng thời đáp xuống trên vấn Phật thai. Hai người này đều là nhân kiệt tuấn lãng thần phong, quần áo trên người ngăn nắp, đeo bảo quang áo giáp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí huyết sôi trào, chỉ riêng khí tức thôi đã như hai đầu đại giang nước cuộn trào rồi. Lệ Phụng Tiên, người đi vạn tượng tháp tu luyện nhiều năm như vậy, ngược lại cũng có chút bổn sự A-hát. Một người trong đó thân cao tám thước nói. Lệ Phụng Tiên cười nói. Đường Ngạo, nghe nói người bái nhập vào môn hạ một vị ẩn sĩ cao nhân, tu hành cũng không kiên nhẫn A-hát. Đến đúng là hai vị tiểu hầu gia của Hổ Thiên Hầu Phủ và Bạo Thiên Hầu Phủ. Trong đó Lệ Phụng Tiên càng là con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu, ở Vạn Tượng Tháp cùng Phong Phi Vân coi như có vài phần giao tình, hôm nay Lệ Phụng Tiên đã vượt qua địa kiếp, đạt đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Đường Ngạo lỗi lạc đứng ở trên vấn Phật thai, đôi mắt hổ quét nhìn thiên tài nhân kiệt ở đây, trầm giọng nói. Dạ đại gia sẽ lập tức lên vấn Phật thai, tất cả mọi người yên lặng cho ta, nếu ai dám phát ra một tia thanh âm, quấy rầy dạ đại gia dâng hương, vậy thì đừng trách Đường mỗ không khách khí. Đường Ngạo và Lệ Phụng Tiên cũng là nhạc mê của Dạ Tiêu Tương, hai người bọn họ cố ý chạy đến trước một bước, chính là vì khống chế cục diện ở vấn Phật thai, sợ gây ra náo động. Đây chính là hai vị tiểu hầu gia, người thừa kế hầu tước tương lai của Thiên Hầu Phủ, đại biểu cho ý chí Thiên Hầu Phủ, thân phận địa vị xa không phải Lệ Phụng Tâm và Đường Hoàn Chân có thể so sánh được, ở đây quả thật không có mấy người dám khiêu chiến bọn họ. Cho nên Đường Ngạo vừa lên tiếng, lập tức toàn bộ vấn Phật thai đều yên tĩnh lại, chúng tu sĩ đều có chút lui về phía sau. Bộ Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chỉ sợ không được, coi như là Thiên Vương lão tử tới dâng hương, vậy cũng phải đợi đến lúc mấy tên vương bát đản này quỳ xuống đất xin lỗi Ngọc Thiền cô nương rồi hẳn nói sau. Ở đây đã sớm yên lặng một mảnh, thanh âm của Bộ Tuấn quả thực toàn trường đều có thể nghe được thập phần rõ ràng. Phong Phi Vân đứng ở phía trước nhất, tự nhiên cũng có thái độ này. Ở thời điểm này, hai vị tiểu hầu gia mới phát giác được tình thế trên vấn Phật thai không đúng. Đường Hoàn Chân nhìn thấy Đường Ngạo chạy đến, quả thực vui như lên trời, từ trên mặt đất đứng lên, nhấc cánh tay như sắp rơi xuống khỏi bờ vai lên, chạy đến sau lưng Đường Ngạo nói. Nhị ca, tiểu tử kia muốn ta quỳ xuống xin lỗi một kỹ nữ, còn nói kỹ nữ này là một vị đại gia, đây quả thực là đang vũ nhục Dạ Tiên Tử. Ở thần đô chỉ có Dạ Tiên Tử mới có thể được xưng là đại gia thôi. Thì ra ngươi khiến Thiên Hầu Phủ mất mặt, trở về lại thu thập ngươi. Đường Ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Hoàn Chân, Đường Hoàn Chân đối với vị nhị ca này kính sợ không hiểu, vội vàng cúi đầu xuống, liên thanh ứng phải. Đường Ngạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lông mày có chút nhíu một cái, tự nhiên cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người Phong Phi Vân truyền đến. Đây tuyệt đối là một vị cường giả, cũng không biết có địa vị gì nữa. Ngược lại là Lệ Phụng Tiên sau khi trông thấy Phong Phi Vân trên mặt chợt hiện lên thần sắc vừa mừng vừa sợ, trực tiếp nghênh qua nói. Phong huynh, sau khi đi vào Trung Hoàng Phủ cũng không đến Hổ Thiên Hầu Phủ gặp mặt ta, cái này thật không xứng là bạn chí cốt ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân hàn huyên nói. Ta cũng chỉ là mới tới Trung Hoàng Phủ. Còn chưa vào thần đô. Lệ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nói. Diêm Vương hủ huyết trên người ngươi. Việc này để sau hẳn nói. Phong Phi Vân cũng không muốn để mọi người biết rõ bí mật mình đã hóa giải Diêm Vương hủ huyết.
Lệ Phụng Tiên thấy Hồ Thiên Hầu phủ Lệ Phụng Tâm và Chu Danh đều ở đây, vì vậy liền đi tới, hỏi thăm bọn họ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lệ Phụng Tâm và Chu Danh đã sớm khiếp sợ không hiểu, thiếu niên này vậy mà là người quen cũ của Tiểu Hầu gia, hơn nữa nhìn bộ dáng Tiểu Hầu gia đối với hắn còn phải lễ ngộ ba phần. Lệ Phụng Tâm nói lại mọi chuyện một lần, sau đó vụng trộm dò hỏi. Đại ca, hắn rốt cuộc là ai thế? Ngươi không biết hắn là ai? Lệ Phụng Tiên cảm thấy kinh ngạc. Lệ Phụng Tâm xấu hổ cười, giờ phút này mới phát hiện, mình tới giờ quả thật còn chưa hỏi qua tên đối phương là gì. Hắn chính là thám hoa lang trên hạ sử thi thiên tài bảng. Lệ Phụng Tiên nói. Cái gì, yêu ma chi, tử? Lệ Phụng Tâm kinh hãi giật mình không hiểu chằm chằm vào thiếu niên đứng đằng kia, đây chính là yêu ma chi tử đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều, chiến lực xếp hạng thứ ba trên hạ sử thi thiên tài bảng trong truyền thuyết kia sao? Lệ Phụng Tâm và Chu Danh đều có cảm giác như hai chân nhũn ra, đầu choáng váng, mình rõ ràng cùng yêu ma chi tử xưng huynh gọi đệ, cái này mẹ nó nếu mang đi khoát lát với đệ tử thiên hầu phủ khác, cam đoan là một chuyện rất có mặt mũi a. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo hai luồng hỏa diễm đỏ thẫm, trong hỏa diễm bao vây lấy hai bóng dáng phượng hoàng, hai đạo xích mục hỏa mang từ trong ánh mắt bay ra, đánh lên trên người Đường Ngạo, trực tiếp khiến áo giáp trên người Đường Ngạo cũng bị thiêu đốt lên. Đường Ngạo biến sắc, trong đan điền tuôn ra một mảnh tử phủ hào quang, 49 đạo hàn khí chạy khắp toàn thân mới dập tắt được ngọn lửa kia, nhưng áo giáp trên người vẫn bị đốt đến không còn, vẫn còn bốc lên từng sợi khói đen. Đường Ngạo tế ra một khối thần thiết màu trắng, chính là một khối thiết tự nhiên thai nghén ra, chừng một xích vuông, lộ ra hình bát giác, tay che ở trước người, nghiêm nghị nói. Ngươi đến cùng là người nào? Có biết đắc tội với Bạo Thiên Hầu phủ ta thì ở thần đô sẽ nửa bước khó đi không? Ngươi không cần biết rõ. Phong Phi Vân lúc nói lời này, trên chân liền triển khai luân hồi tật tốc, tiếng nói còn chưa rơi xuống đã đứng ở trước người Đường Ngạo. Tốc độ này quả thực nhanh đến quá phận, ngay cả cường giả như Đường Ngạo cũng chỉ có thể thấy được một tia hư ảnh, sau đó Phong Phi Vân đã đứng cách hắn ba bước. Đường Ngạo có thể trở thành Bạo Thiên Hầu phủ Tiểu Hầu gia, tự nhiên cũng có chỗ hơn người của mình, tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng lại không bị sợ, điều động lấy tử phủ linh khí toàn thân. Đánh vào thần thiết màu trắng, oanh, một mảnh hỏa diễm màu trắng từ trong thần thiết toát ra, ngưng tụ thành một mảnh mây lửa. Đường Ngạo tuy rằng cũng là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, nhưng so với tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng bình thường cường đại hơn rất nhiều, trong thân thể đã chuyển hóa ra hơn 1.700 đạo tử phủ linh khí. Oanh, Phong Phi Vân tiện tay đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh bay màu trắng thần thiết, tính cả Đường Ngạo ra ngoài, trên người truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy, hung hăng ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn là đã có thể đánh bại nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhất trọng, hôm nay đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng, càng sắp đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, đối phó với loại nhân vật như Đường Ngạo quả thật không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Chỉ tiện tay một chưởng đã đánh gục Bạo Thiên Hầu phủ Tiểu Hầu gia, cái này cũng quá tùy ý đi, quả thực giống như đập bay một con muỗi vậy. Một màn này quả thực quá khiếp người rồi, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên ở đây cũng có thiên tài tuấn kiệt tuyệt đỉnh, bọn họ đều đang âm thầm suy đoán lai lịch của thiếu niên này, có thể có được thực lực như vậy, tuyệt đối không thể nào là loại không có tiếng tăm gì được. Đường Ngạo ngã trên mặt đất, trong miệng đang không ngừng ho ra máu, kinh hãi trong mắt càng đậm, quả thực không thể tin được mình lại bị bại nhanh như vậy. Đường Hoàn Chân và bốn thiếu niên cẩm y hoa bào kia đều co rút, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn Phong Phi Vân từng bước một đi tới bọn hắn. Bọn hắn cũng không kìm lòng được lui về sau, thẳng đến khi thối lui đến mép vấn Phật Thai, bên cạnh vách núi mới ngừng lại được. Các ngươi không nói xin lỗi sao? Khí thế trên người Phong Phi Vân giống như một tòa núi lớn cuồn cuộn nghiền ép qua, ép khiến năm người này ngay cả hô hấp cũng không thông. Phong Phi Vân triển khai 40 đạo thần thức trên người, một cổ uy áp khổng lồ vô hình bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của bọn hắn, muốn bọn hắn khuất phục. Ta! Đường Hoàn Chân cũng đã bị dọa, sao lại chọc phải một sát thần như vậy chứ, hắn đã sớm hối hận muốn chết, nhưng muốn hắn quỳ xuống nhận sai với một nữ nhân, đối với loại con cháu dòng chính thiên hầu phủ cao ngạo như bọn hắn mà nói, thật sự rất khó. Phốc, Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, trực tiếp xuyên thủng mi tâm một thiếu niên cẩm y hoa bào, lộ ra một lỗ máu lớn bằng ngón tay, một đạo huyết tuyền từ trong mi tâm của hắn bắn ra. Thân thể vị thiếu niên kia ngã ngửa ra sau. Rơi xuống vách núi vạn trượng, rơi đến hải cốt không còn. Cơ bắp trên mặt bốn người còn lại đồng loạt run rẩy, thiếu chút nữa đã bị dọa đến quỳ trên mặt đất.
A-di-đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nhất phàm thiền sư như mây xanh phiêu lạc đến sau lưng Phong Phi Vân. Hòa thượng này hết sức trẻ tuổi, bộ dáng đại khái chừng 17, 18 tuổi. Làn da trên người trơn bóng như ngọc, không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt, quả thực giống như một ngọc Phật tinh điêu tế chắc vậy. Đặc biệt là tám cái giới ba trên đầu hắn, sáng chói tựa như tám khỏa ngôi sao vậy, tản mát ra kim mang dịu dàng, mang đến cho người cảm giác hết sức trang nghiêm. Phong Phi Vân không cần quay người cũng có thể cảm giác được, trên người hòa thượng này tản ra Phật lực cường đại, xa xa không phải tuổi trẻ tài tuấn bình thường có thể so sánh được, tựa như một cây bất tử Phật căn đứng ngay phía sau hắn. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Hòa thượng, người tốt nhất vẫn nên đứng xa một chút, miễn cho máu tươi nhiễm lên Phật y. Bá, một vị thiếu niên cẩm y hoa bào muốn chạy thục mạng, trực tiếp nhảy xuống tuyệt nhai vạn trượng, chân đạp một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo vầng sáng bạch sắc bay vút đi. Qua trong giây lát, hắn đã chỉ còn là một cái quang điểm, chạy trốn tới chân trời. Oanh! Phong Phi Vân lấy tay chỉ thiên, mây trắng trên bầu trời bắt đầu khởi động, hóa thành một cái thủ ấn cực lớn, từ trên bầu trời đập xuống, trực tiếp đánh cho tên thiếu niên đang chạy thục mạng kia thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả phi kiếm dưới chân hắn cũng thành vụn sắt. Đã có hai vị thiếu niên tài tuấn chết trong tay hắn, không ai có thể ngăn cản. Đông, đông, đông. Dùng đường hoàn chân cầm đầu, ba người không chịu nổi tâm lý áp bách cực lớn, đồng thời quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận sai với Ngọc Thiền, toàn thân phát run, khiếp đảm không thôi. Ngọc Thiền cô nương, chúng ta sai rồi, đều tại chúng ta miệng tiện, chúng ta đáng chết, chúng ta nên đánh. Ngọc Thiền cô nương, cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nói lung tung nữa. Cầu van ngươi, cầu van ngươi. Ba người này vốn bình thường đầu là nhân kiệt tâm trí cao ngất, nhưng giờ phút này đều bị sợ đến bể mật, quỳ trên mặt đất khóc giống, không ngừng dập đầu. Phong Phi Vân nói, biết rõ kế tiếp nên làm thế nào rồi chứ? Biết rõ, chúng ta tất nhiên sẽ xoay sở đủ 100 vạn miếng kim tệ, tự mình đến Tuyệt Sắc Lâu tả tội. Đường Hoàn Chân khiếp nhược nói, A-di-đà Phật, Nhất Phàm Thiền Sư nhắm hai mắt lại, đọc lên một câu Phật hiệu. Bị Bạo Thiên Hầu Phủ Tiểu Hầu ra Đường Ngạo bị Phong Phi Vân đánh bại hai mắt như muốn phun ra lửa, thật sự quá xấu hổ rồi, nghịch thiên tài tuấn Bạo Thiên Hầu Phủ vậy mà lại quỳ xuống với một nữ nhân, quả thực khiến mặt mũi Bạo Thiên Hầu Phủ đều mất hết. Tất cả việc này đều là do thiếu niên trước mắt này ban tặng, Đường Ngạo lau đi vết máu nơi khóe miệng nói. Các hạ đến cùng là người nào? Ngươi không cần biết rõ. Phong Phi Vân hất lên ống tay áo, liền dẫn Ngọc Thiền và Lam Nhi, còn có bốn vị hộ vệ rời khỏi Vấn Phật Thai, bước xuống dưới Bỉ Khâu Sơn. Tuy rằng ở Vấn Phật Thai đã đoạt hết danh tiếng, nhưng cũng đã đắc tội toàn bộ đệ tử vương công quý tộc thần đô, tăng thêm tuổi trẻ tài tuấn ở đây cơ hồ đều là nhạc mê của Dạ Tiêu Tương. Phong Phi Vân công nhiên ủng hộ Tuyệt Sắc Lâu Ngọc Thiền, cũng tính là đối nghịch với bọn họ. Nếu tiếp tục lưu lại đây, nhất định sẽ kích thích tất cả mọi người bất mãn, thay vì thế còn không bằng rời đi thì tốt hơn. Phong Phi Vân đi rồi, trên Vấn Phật Thai một mảnh ầm ĩ, tất cả mọi người vào lúc này mới dám thở mạnh, cả đám đều kinh hãi không hiểu, trong lòng đều đang suy đoán thân phận của thiếu niên dám giày xéo tôn nghiêm của thiên hầu đệ tử kia, lá gan thật sự quá lớn, người bình thường tuyệt đối không dám làm như thế. Có lẽ là thiếu chủ một tòa cổ tiên giáo ở địa tử phủ, cũng có khả năng là truyền nhân kiệt xuất của thi động cổ xưa nào đó ở Bắc Cương Phủ. Địa tử phủ và Bắc Cương Phủ đã tuyên bố độc lập với thần Tấn Vương Triều, nếu thật là bá chủ tuổi trẻ đến từ hai phủ này, tự nhiên sẽ không để con cháu thiên hầu phủ vào mắt. Thiếu niên này tuy rằng chỉ bước đường hoàn chân quỳ trên mặt đất, nhưng lại như đánh vào mặt tất cả vương tôn công tử ở thần đô, tương đương với đã đắc tội toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn ở thần đô, những vương giả một đời tuổi trẻ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần đô vương công quý tộc rất nhiều, thiên tài tuấn kiệt quá nhiều, mặc dù Đường Ngạo chính là Bạo Thiên Hầu Phủ Tiểu Hầu gia, cũng không thể xem là tài tuấn cao cấp nhất, càng không cách nào tiến vào hàng ngũ vương giả một đời tuổi trẻ. Đường Ngạo chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào Lệ Phụng Thiên Ý cười đầy mặt, nói. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Tuổi trẻ tài tuấn, thiên kim quý tộc ở đây đều thấy Lệ Phụng Thiên cùng thiếu niên ban nãy trò chuyện với nhau thật vui, hiển nhiên là người quen biết cũ. Có lẽ chỉ có hắn mới biết được thân phận thật sự của thiếu niên kia. Lệ Phụng Tiên cười nói. Ta cũng không phải một người bán đứng bằng hữu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn chính là một vị trên hạ sử thi thiên tài bảng, tự mình đoán đi. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh,
thì ra là một vị thiên tài cấp bậc sử thi đại tân sinh, đây chính là nhân vật cấp bậc vương giả trong một đời tuổi trẻ, như vậy có thể đánh bại Đường Ngạo cũng là bình thường. Nhưng rốt cuộc là vị nào trên hạ sử thi thiên tài bảng đây? Đa tạ Phong công tử. Ngọc Thiền đột nhiên dừng bước, có chút nghiêng người, hướng Phong Phi Vân hành lễ. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo bọt nước óng ánh, Phong Phi Vân vì danh dự của nàng, tình nguyện đắc tội Bạo Thiên Hầu Phủ, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu nam nhân có thể làm được như thế. Phong Phi Vân đỡ nàng lên, cười nói. Vốn là ta mời ngươi đi vấn Phật thai, ngươi bị bọn hắn vũ nhục, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp ngươi đòi công đạo. Ta nếu không làm vậy, người khác sẽ nói nữ nhân bên cạnh Phong Phi Vân bị người khi dễ cũng không biết hoàn thủ, lời này truyền đi, về sau ta còn lăn lộn ở Thần Tấn Vương Triều thế nào nữa. Ngọc Thiền nhịn không được nín khóc mà cười, rốt cục hiểu rõ Hồng Nhan tỷ tỷ tại sao lại chung tình với lãng tử này, kỳ thật hắn có đôi khi lại thật đáng yêu, ít nhất biết làm thế nào để nữ hài tử vui vẻ. Lam Nhi nghe được Phong Phi Vân tự mình nói ra ba chữ Phong Phi Vân thì khuôn mặt liền biến đổi, bờ môi màu son há lớn, hưng phấn nói. Ngươi chính là thám hoa lang của hạ sử thi thiên tài bảng, yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Đến cùng có phải là ngươi không? Nha hoàn này trực tiếp nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã khiến Phong Phi Vân ngã xuống đất. Phong Phi Vân bị hỏi đến có chút sững sờ, nói. Cái này, ta đích thật là Phong Phi Vân, nhưng thám hoa lang trên hạ sử thi thiên tài bảng là chuyện gì thế? Lam Nhi sau khi được Phong Phi Vân trả lời thuyết phục thì lại càng thêm rung động, tựa như mê trai nói. Đây là bảng đơn mới công bố không lâu trước, trên đó ghi chép 20 vị thiên tài cấp bậc sử thi đỉnh tiêm cao cấp nhất Thần Tấn Vương Triều, chia làm thượng sử thi thiên tài bảng và hạ sử thi thiên tài bảng, mỗi bảng có 10 danh ngạch. Thượng sử thi thiên tài bảng chỉ chính là 10 vị thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm, đương nhiên cũng không tính là già, trong bọn họ lớn tuổi nhất cũng không được 40 tuổi. Đối với tu tiên giả mấy trăm năm niên kỷ mà nói, bọn hắn còn rất trẻ, chỉ bất quá đám bọn hắn đã thành danh gần 20 năm. Cho nên mới được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm. Hạ sử thi thiên tài bảng chỉ chính là 10 vị thiên tài cấp bậc sử thi tân sinh, 10 vị thiên tài tuổi trẻ này đều chỉ chừng 20 tuổi, hoặc là dưới 20 tuổi. Tuy rằng nội tình không thâm hậu bằng thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm, nhưng đều là nhân vật kinh thiên động địa, trong đó có mấy người kinh tài tuyệt diễm thực lực cũng không yếu hơn so với thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm yếu bao nhiêu. Lam Nhi nói rất trôi chảy. Loại thiếu nữ mới lớn như nàng, quả thật đang là thời điểm cuồng thần tượng, mà thiên tài cấp bậc sử thi chính là đối tượng mà các nàng sùng bái. Phong Phi Vân nói, ta chính là thám hoa của hạ sử thi thiên tài bảng. Đúng vậy, hạ sử thi thiên tài bảng và thượng sử thi thiên tài bảng là theo như tổng hợp thực lực và tu vị của thiên tài sử thi để tiến hành bài danh, cũng không phải theo như thiên phú xếp đặt, nếu theo như thiên phú bài danh thì ngươi nhất định là trạng nguyên lang của hạ sử thi thiên tài bảng rồi. Lam Nhi sợ Phong Phi Vân ngại bài danh quá thấp mà bất mãn. Phong Phi Vân nói, vậy trạng nguyên và bảng nhãn của hạ sử thi thiên tài bảng là ai? Lam Nhi nói, trạng nguyên chính là đương triều La Phù công chúa. La Phù công chúa sau khi lưu danh thánh bi thì tu vị tiến nhanh, thiên tư bay vọt, thực lực đã không hề yếu hơn những người trên thượng sử thi thiên tài bảng, chỉ là vì tuổi nàng quá nhỏ, cho nên đã trở thành đệ nhất nhân trên hạ sử thi thiên tài bảng. Điểm này ngược lại cũng nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân, La Phù công chúa trước khi chưa lưu danh thánh bi tu vị cũng đã thâm bất khả chắc, sau khi lưu danh thánh bi, mượn nhờ lực lượng thánh bi tu vị lại đột phá một cảnh giới, càng một lần hành động bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Dùng thực lực của La Phù công chúa hiện giờ, đoán chừng đã cùng trình độ với bọn người Vô Hà công tử, Yến Tử Vũ rồi. Bảng nhãn chính là tiểu tà ma của Phong gia, nghe nói nàng là người nhỏ tuổi nhất trong thiên tài cấp bậc sử thi. Nhưng tu vị lại đuổi thẳng thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm, bởi vì nàng rất ít giao thủ với người nên thực lực không dễ phán đoán, cho nên bài danh mới sau La Phù công chúa, liệt hàng thứ hai trên hạ sử thi thiên tài bảng. Phong Phi Vân nhìn không được lộ vẻ mỉm cười, tiểu tà ma đích thật là một quái thai, cũng là người lười nhát nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh đến kinh người duy nhất mà Phong Phi Vân được gặp. Kỳ thật Phong Phi Vân đối với tiểu tà ma cũng không có ác cảm, tiểu nha đầu này tuy rằng hơi tà một chút, nhiều khi ra bài không theo lẽ thường, nhưng lúc Phong Phi Vân bị nhốt trong tộc ngục nàng lại như một thân muội muội, luôn đến trêu chọc cho Phong Phi Vân vui vẻ, đưa rượu ngon thức ăn ngon đến cho hắn, còn hát hắn nghe nữa. Luận tu vị, tiểu tà ma quả thật cao hơn Phong Phi Vân lưỡng đến ba cảnh giới, bài danh ở trên Phong Phi Vân coi như là hợp lý. Chợt,
một cổ khí tức cường hoành đến khủng bố từ dưới núi rất nhanh truyền đến, một mực truyền lên trên Bỉ Khâu Sơn. Phong Phi Vân hiểu được quan khí, liếc nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh long tranh hổ khiếu, trường long màu vàng và mãnh hổ màu vàng quấn quanh lấy nhau, diễn hóa ra một cổ vương giả khí chấn nhiếp nhân tâm, khí này giống cửu mũ chí tôn thân, loại khí tượng này tựa như quân vương thống trị thần dân, có thể đè ép xuống khí tượng của các tu sĩ khác. Người còn chưa tới, khí đã đến trước. Xem khí, liền biết được người đến là ai. Người có thể có được khí tượng cửu ngũ chí tôn thân, cũng chỉ có Đông Phương Kính Thủy thôi. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy một mảnh hung thần chi vân từ dưới núi bắt đầu khởi động lên, mang đến cho người một cảm giác gấp gáp. Đông Phương Kính Thủy, đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ Ngân Câu gia tộc, 8 tuổi có thể khiêng đỉnh, 10 tuổi tu đạo, 12 tuổi tu ma, 14 tuổi thần thông đại thừa, tà khí lẫm nhiên, giết người như ngóe, từ đó về sau trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ thất bại. 4 năm trước, Phong Phi Vân từng gặp gỡ Đông Phương Kính Thủy một lần, lúc ấy tu vi của hắn cũng đã cường hoành đến tình trạng đáng sợ, một quyền có thể đánh nát một tòa núi lớn, hôm nay 4 năm qua đi, không biết tu vi của hắn đã đến mức nào rồi nữa. Phong Phi Vân thu liếm thế trên người, đứng ở bên cổ đạo, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy Đông Phương Kính Thủy mặc tê gia nhuyễn giáp, bọc lấy hổ cừu trắng nõn không nhiễm một tia tạp sắc, trên bờ vai lỗ võ hữu lực phủ lên áo choàng màu đỏ tươi, đón gió mà phiêu, từ dưới núi đi nhanh lên. Gió lạnh gào thét, lá rụng bay tứ tung. Phía sau của hắn, một cỗ hương sa màu tím nghiền đè nặng một mảnh hư vân, bị bốn đầu tử hạc linh tuấn kéo đi, hương lên trên Bỉ Khâu Sơn. Phía sau hương sa màu tím kia đi theo 6, 7 vị tuổi trẻ tài tuấn khí thức khổng lồ, đều là cảnh giới thiên mệnh, đều là nhân vật bá chủ một đời tuổi trẻ lai lịch bất phàm. Chỉ là đám bá chủ một đời tuổi trẻ kia lại cực kỳ kiêng kỵ Đông Phương Kính Thủy, cách hắn khá xa. Trong hương sa màu tím kia rốt cục là nữ tử thế nào, vậy mà khiến nhiều tuổi trẻ tài tuấn vì nàng mà si mê như vậy. Hương sa màu tím càng ngày càng gần. 4 đầu linh hạc màu tím, một cỗ hương sa màu tím. Tựa như tiên nhân tọa giá, từ bên người bọn người Phong Phi Vân lướt qua. Trên hương sa màu tím, ngồi 4 thị nữ áo tím, trên đầu cột búi tóc, quấn quýt lấy thư lưu, ánh mắt của các nàng coi trời bằng vung, giống như tùy tùng bên người thần tiên vậy. Hương sa đi qua, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp hướng về vấn Phật thai mà đi. Đông Phương Kính Thủy lúc đi qua bên người Phong Phi Vân thoáng liếc nhìn hắn, cũng không biết là có nhận ra Phong Phi Vân không nữa. Có lẽ đã chỉ xem hắn như một người đi đường giáp, dù sao mấy năm qua đi, Phong Phi Vân đã không còn là mao đầu tiểu tử trẻ tuổi như trước nữa. Hôm nay khí vũ hiên ngang, dáng người cao ngất, tu vị càng không biết cao gấp bao nhiêu lần, không phải lúc trước có thể so sánh được. Những tài tuấn cấp bậc bá chủ một đời tuổi trẻ kia cũng nối đuôi nhau mà qua, không có ai liếc mắt nhìn bọn người Phong Phi Vân lấy một cái. Thật sự là ngạo khí. Một vị hậu vệ sau lưng Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ nói. Người ta là anh kiệt danh khắp thiên hạ, tự nhiên có tiền vốn ngạo khí, chúng ta đi thôi. Phong Phi Vân mang theo 4 vị hộ vệ xuống Bỉ Khâu Sơn, ở bên bến tàu dưới chân núi từ biệt với Ngọc Thiền, nàng cùng Lam Nhi leo lên một chiếc cổ thuyền của Tuyệt Sắc Lâu, hướng phía Thần Đô mà đi. Lúc chia tay, Lam Nhi không ngừng thỉnh cầu Phong Phi Vân nhất định phải đi Tuyệt Sắc Lâu, thẳng đến khi Phong Phi Vân đáp ứng nàng, nàng mới hưng phấn rời đi. Trên Tấn Hà. Sóng nước dậy sóng, cổ thuyền đã đi xa. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ sông, cảm xúc trong lòng không cách nào bình tĩnh được, thần tượng của Thủy Nguyệt Đình vậy mà lại xuất hiện ở Thần Tấn Vương Triều, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp rồi. Động Phương Tịnh Nguyệt cùng Thủy Nguyệt Đình lớn lên cực kỳ tương tự, nói cách khác nàng cùng thần tượng cũng thập phần tương tự, điểm này, những tiền bối kia của Ngân Câu gia tộc không có khả năng không thấy, rất có thể cũng đã điều tra qua lai lịch thần tượng. Ngân Câu gia tộc ở Thần Đô lực lượng khổng lồ, đây chính là một trong tứ đại môn phiệt, dùng lực lượng của bọn hắn, nhất định sẽ tìm được càng nhiều manh mối hơn nữa, có lẽ có thể bắt tay từ Ngân Câu gia tộc. Phong Phi Vân hiện giờ nắm giữ được 2 manh mối. Thứ nhất, Tấn Hà Bá Miếu. Thứ hai, Ngân Câu gia tộc. Phong Đại Thiếu Chủ, hôm nay ngươi lấy hết danh tiếng, thật cao hứng a. Vạn Hương Sầm mang theo 2 nha hoàn áo tím đi tới sau lưng Phong Phi Vân, sắc mặt có chút không vui. Hiển nhiên nàng đã biết rõ chuyện xảy ra trên vấn Phật thai. Phong Phi Vân không nói một lời, cũng không có ý tứ trả lời. Chúng ta lần này tới Thần Đô, tất cả đều phải làm việc điệu thấp, vì một nữ nhân không liên quan, ngươi rõ ràng đắc tội Bạo Thiên Hầu Phủ,
đắc tội cả phân nửa vương công quý tộc ở thần đô, cái này đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Vạn Hương Sầm có chút tức giận. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Nói xong lời này, hắn trực tiếp leo lên Hồng Nha Phi Hạp, những tu sĩ trẻ tuổi tiến đến Bỉ Khâu Am quan sát thần tượng, cũng lục tục ngo ngoe quay về, Hồng Nha Phi Hạp muốn lần nữa xuất phát, trực chỉ thần đô. Vạn Hương Sầm khuôn mặt như tuyết, lạnh như băng khiếp người, đặc biệt là lúc thấy bộ dáng không để nàng vào mắt kia của Phong Phi Vân thì trong lòng lại càng thêm khó chịu. Nàng cảm giác, cảm thấy, Phong Phi Vân nên dựa theo kế hoạch nàng đề ra để làm mới chính xác nhất. Ầm ầm. Hồng Nha Phi Hạm xuất phát. Sóng nước bị kích thích, chờ mình đãng ra sóng nước cao hơn 10 mét, tựa như một đóa sóng nước phiêu phù vậy. Từ Bỉ Khâu Am đến thần đô, chỉ có gần nửa ngày đường thủy, dùng tốc độ của Hồng Nha Phi Hạm, trước khi trời tối là có thể đến nơi. Ta vừa nhận được tin tức, Ngọa Long Sinh đã đến thần đô, tối nay sẽ định ngày hẹn chúng ta. Vạn Hương Sầm nói ra. Ngọa Long Sinh, chính là truyền nhân kiệt xuất nhất binh tiễn thi động. Có thể trở thành cường giả đệ nhất một đời tuổi trẻ thi động truyền thừa cổ xưa, Ngọa Long Sinh tự nhiên không phải nhân vật tầm thường, mặc dù không đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng chiến lực cùng cảnh giới cũng không hề dưới thiên tài cấp bậc sử thi. Hơn nữa, người này là cường giả thành danh lâu năm, là N nhân vật cùng thế hệ với những người trên thượng sử thi thiên tài bảng. Phong Phi Vân nói, hắn vì sao lại vội vã gặp chúng ta như vậy? Chuyện này thì ta không biết được. Vạn Hương Sầm nói, Phong Phi Vân nghĩ tới hộp huyền ngọc màu đen trong giới linh thạch kia, tà khí đầm đặc đến quá phận, Phong Mặc rốt cuộc đưa thứ gì cho binh tiễn thi động. Trên hộp huyền ngọc màu đen có khắc lục cấm vân, viết lấy quỷ tượng, mặc dù là Phong Phi Vân cũng không thể nào mở ra được. Trung Hoàng Phủ, chính là thần tấn vương triều bát đại phủ chi nhất, vô luận là diện tích địa vực hay là nồng độ linh khí, mật độ nhân khẩu, các phủ khác đều không thể nào sánh được. Có thể nói, một cái Trung Hoàng Phủ, một cái địa tử phủ, hai cái động phủ này cộng lại, cũng đã chiếm gần nửa diện tích địa vực thần tấn vương triều, 8 tầng nhân khẩu, tuyệt đại đa số tiên giáo, gia tộc đều thành lập ở chỗ này, là Trung Nguyên nội địa. Trong đó, Trung Hoàng Phủ tổng cộng chia làm 148 quận. Địa vực mỗi quận đều rộng lớn, vô biên vô hạn, có vài chục ức người sinh tồn, tiên môn mọc lên san sát như rừng, gia tộc chi chít như sao trên trời, thiên tài tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ Trung Hoàng Phủ đều được nắm giữ vững vàng trong tay triều đình, thiết lập phủ chủ, mỗi một quận đều có quận chúa, dưới quận có thành, dưới thành có huyện nha, cổ trấn, thôn lạc. Một tầng, giống như hình thang, một mực được nắm giữ trong tay triều đình. Kỳ thật Trung Hoàng Phủ chính là hạch tâm cả thần tấn vương triều, cho dù thất phủ khác đã loạn đến lật trời, chỉ cần Trung Hoàng Phủ không loạn, như vậy thần tấn vương triều vẫn có thể vững như Thái Sơn, cho nên mặc dù hiện giờ Bắc Cương Phủ, địa tử phủ, Nam Thái Phủ đã thoát ly khỏi sự khống chế của triều đình, nhưng ở thần đô vẫn không thấy nửa phần không khí khẩn trương, vẫn ngựa xe như nước, phồn hoa cường thịnh, như Thái Bình thịnh thế. Thần đô, ở vào bắc đầu vị Trung Hoàng Phủ, lại tên là thần quận, cũng có nghĩa là địa vực toàn bộ một quận đều là phạm vi thần đô. Nơi này là trung tâm thần tấn vương triều danh xứng với thực, cơ hồ tất cả thế lực tu tiên trong thiên hạ đều có nhãn tuyến, phụ đệ, nhân mạch của mình ở thần đô. Tụ tập văn hóa và tu tiên giả đến từ thiên nam địa bắc, cơ hồ không ai có thể đi khắp thần đô, tòa đại thành đệ nhất thiên hạ này quả thực bao hàm toàn diện, thiên hạ khó có thể tìm ra nơi thứ hai như thế. Thần đô tu sĩ tam vạn vạn đi cái này kỳ thật chỉ là số lượng tu sĩ ở trong thần đô, mà ở bên ngoài thần đô còn có một mảnh thành ngoại khu khổng lồ, phương viên chừng vạn dặm, tổng cộng cộng lại cũng lớn bằng một quận. Bên ngoài thành chính nơi tụ tập của một ít người không lăn lộn nổi trong thành, cũng là nơi tập kết hàng của thị trường nô lệ, thị trường mua bán dị thú các loại lớn nhất toàn bộ thần tấn vương triều. Những thị trường này chiếm diện tích cực lớn, bình thường đều ở bên ngoài thành, sẽ không hội tụ trong thần đô. Phong Phi Vân đi xuống Hồng Nha Phi Hạp, liền gặp được thị trường nô lệ lớn nhất thiên hạ Thiên Nhai nô lệ tràng, liếc nhìn lại đầy những người mang theo khóa sắt và xiềng chân hoặc là nô lệ bị nhốt trong lồng sắt, có cổ cương chiến nô cường tráng, nữ nô trẻ tuổi xinh đẹp, thậm chí có cả tiểu hài tử và lão nhân. Sợ là có đến mấy ngàn vạn, vô biên vô hạn, nhìn không thấy điểm cuối, toàn bộ đều là nô lệ tràng. Ở thần đô cơ hồ mỗi quý tộc, đều có cả ngàn nô lệ, số lượng nô lệ cũng đại biểu cho thân phận và địa vị của một người ở thần đô. Vạn Hương Sầm nói. Trong lòng Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết thế giới này cực kỳ tàn khốc, người không có thực lực nhất định sẽ bị người nô dịch, mặc dù là một ít cường giả tu luyện,
nếu đắc tội người không nên đắc tội, cũng có thể sẽ bị bán thành nô lệ đê tiện nhất. Xuống khỏi Hồng Nha phi hạm chính là bến tàu Thâm Thủy, Tấn Hà chạy đến vị trí này đã rộng lớn đến giống như biển cả, vô số cổ thuyền và đại hạm bỏ neo, mặc dù là Hồng Nha phi hạm hiếm thấy ở Nam Thái Phủ ở chỗ này cũng bỏ neo mấy chục chiếc, trên mặt nước không ngớt trăm dặm, tất cả đều là đội thuyền Vân Phàm treo cao. Phong Phi Vân xem như thấy được sự phồn hoa và tráng lệ của thần đô, hơn nữa đây chỉ mới là một góc của thần đô thôi. Một cỗ nồng xa do Kỳ Ngưu kéo dẫn theo quan đạo rộng lớn đi tới, đứng ở trước mặt bọn người Phong Phi Vân, lão giả lái xe kinh sợ quỳ rạp xuống trước mặt Phong Phi Vân, nói. Lão nô đáng chết, rõ ràng đến chậm, xin thiếu chủ chớ trách. Phong gia ở thần đô cũng có mấy trăm sản nghiệp, phủ đệ trang viên cũng có hơn 10 tòa. Phong gia hiện giờ chính là thế lực lớp đứng thứ 19 ở thần Tấn Vương Triều, ở thần đô cũng chỉ có chút sản nghiệp ấy, kỳ thật đã rất khó coi rồi. Dù sao Phong gia mới được chỉnh hợp không lâu, thế lực còn chưa thể kéo dài quá nhanh. Lão giả lái xe này chính là quản gia một tòa phủ đệ trong đó, có tu vị tiên căn trung kỳ, sớm biết được Phong gia thiếu chủ sẽ tới thần đô, vì vậy liền lái xe đến đây nghênh đón. Ta cũng vừa đến thôi, đứng lên đi. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm leo lên đồng xa, liền đi đến một tòa phủ đệ của Phong gia ở thần đô, bốn hộ vệ và hai nha hoàn kia cũng có cổ xa chuyên môn tiếp dẫn, một đường tiến nhập cửa thần đô. Rốt cục đi tới thần đô rồi. Sau khi tiến vào thần đô, Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng dưới lòng đất có một cổ linh lực chấn động cực kỳ cường đại, tựa như có thần long ngủ đông, thiên mãng vùi thi, khiến cho linh khí giữa thiên địa nồng đậm hơn nơi khác gấp mấy lần. Có lẽ chính là thần đô long mạch trong truyền thuyết A. Kỳ thật cái gọi là long mạch cũng là một loại linh mạch, chỉ là so với linh mạch bình thường càng thêm hùng hậu, căn bản không tính là long mạch chính thức. Phải biết rằng ở ngay long mạch, có thể chụp lấy một phiến đại lục. Chủ phố trong thần đô quả thực có thể dung nạp mấy chục đầu Kỳ Ngưu song song chạy đi, nơi này phóng mắt nhìn lại cơ hồ tất cả đều là tu luyện giả, những cổ thành kia ở Nam Thái Phủ so với thần đô, quả thực tựa như đom đóm cùng trăng sáng vậy. Không cách nào so sánh được. Đồng xa cũng không biết đi bao lâu, xuyên qua bao nhiêu đường cái, bao nhiêu cổng cổ thành, rốt cục đi tới Phong gia phủ đệ. Đã có hơn 100 vị nha hoàn và người hầu ở bên ngoài phủ nghinh đón, cả đám đều ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy đồng xa đến, toàn bộ liền quỳ trên mặt đất hành lễ, đây chính là Phong gia thiếu chủ, đại nhân vật chính thức của gia tộc A. Đây chính là nơi Phong Phi Vân đặt chân tại thần đô. Thần đô là một nơi bao hàm toàn diện. Ngoại trừ có người giàu nhất, có quyền lực nhất, tu vị mạnh nhất ra, cũng có nô lệ nghèo khổ nhất, bình dân đê tiện nhất. Mặc dù là tu tiên giả cũng không ngoại lệ, nếu tu vị không đủ cao, bối cảnh không đủ cứng rắn, thì ở thần đô cũng chỉ có thể làm hạ nhân. Ở phía đông thần đô tụ tập rất nhiều tu sĩ như vậy. Nơi Ngọa Long Sinh và Phong Phi Vân ước định gặp mặt ở ngay trên một tòa đào sơn ở phái đông thần đô, nhân khẩu ở đây tương đối thưa thớt, có rất nhiều khu cổ thành hoang vu. Đào Sơn chính là một tòa thành trung sơn, cũng không tính hùng vĩ, nhưng trong núi lại mục đầy cây đào, mỗi khi đến xuân về hoa nở, nơi này sẽ có rất nhiều du khách. Nhưng bây giờ đang là tiết cuối thu, đừng nói là hoa đào, mà ngay cả lá đào cũng đều đã tan mất. Giờ phút này đã là đêm khuya, nơi này vốn hẳn nên không có một người, chợt, trong bầu trời đêm lại hiện lên hai đạo nhân ảnh, trên người mang theo hai cổ tà khí, tựa như u linh quỷ mị, tốc độ nhanh đến thần kỳ. Bá. Người đầu tiên rơi xuống một tòa cổ đình trong đào lâm, người này nhìn qua cũng chỉ chừng 20 tuổi, mặc quần áo màu đen, nhưng đứng trên mặt đất lại như một đạo hắc ảnh tử, không thể thấy rõ thân thể chân thật của hắn. Thân thể tựa như sương mù vậy. Trong cổ đình, đã có một thiếu niên tóc tai tán loạn ở trong đó, đến trước một bước, nằm nghiêng trên mặt ghế mát. Vừa rồi trong cổ đình vốn không có người nào, nhưng chỉ trong nháy mắt bên trong đã nhiều ra một người, giống như đã nằm ở trong đó thật lâu rồi vậy. Ngay sau đó, lại có hai đạo nhân ảnh phá không mà đến, một nam một nữ, đều tốc độ cực nhanh, ở trong không khí kéo ra tàn ảnh liên tiếp, đứng ở bên ngoài cổ đình. Hồ ảnh, sách Nam Phong, không nghĩ tới ám vực chủ nhân vậy mà lại điều động hai người các ngươi đến. Trong một nam một nữ đến sau kia, nam tử kia mở miệng nói, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Hồ ảnh, chính là hắc ảnh tử đứng dưới cổ đình. Sách Nam Phong. Chính là thiếu niên nằm trên ghế mát trong cổ đình kia. Trên đào sơn, đào mộc hoang vu, bốn hắc y nhân này quả thực tựa như bốn u hồn, trên người mang theo một cổ khí tức âm lãnh,
không ai biết rõ vì sao bọn hắn lại xuất hiện trên đảo Sơn vào lúc này cả. Hồ Ảnh thanh âm khàn khàn, từ trong ảnh tử truyền ra, nói. Bên phía Bỉ Khâu Am đã đắc thủ rồi sao? Nam tử kia nói. Lần này chúng ta điều động 12 đạo nhân mã ra tay, tự nhiên là không chút sơ hở, hôm nay Dạ Tiêu Tương đã rơi vào trong tay người của ta, đang trên đường được đưa về thần đô. Thiếu niên vốn nằm nghiêng trong cổ đình kia nghe được ba chữ Dạ Tiêu Tương bỗng nhiên xoay người ngồi dậy một assist, tóc rối bời trên đầu che cả mặt mũi, cười nói. Nghe nói Đông Phương Kính Thủy bài danh thứ 3 trên thượng sử thi thiên tài bảng ở bên hộ tống Dạ Tiêu Tương. Xem ra thiên tài cấp bậc sử thi trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này, ngay cả một nữ nhân cũng không bảo hộ được. Nữ tử trong một nam một nữ kia lắc đầu, nói. Không phải thế, trong 12 đạo nhân mã chúng ta điều động ra ngoài kia có đến 7 đạo đều là chết ở trong tay Đông Phương Kính Thủy, chỉ là một mình hắn lực lượng dù sao cũng có hạn, cuối cùng vẫn bị chúng ta đắc thủ. Nam tử kia nói. Vì che giấu tai mắt người nên cao thủ môn phiệt chúng ta đã mang theo Dạ Tiêu Tương quay về theo đường bộ, bên trên muốn hai người chúng ta cùng các ngươi gặp nhau, sau đó tiến đến tiếp ứng bọn hắn, để tránh xảy ra vấn đề. Từ Bỉ Khâu Am đến Thần Đô, phần lớn đều là đi đường thủy, cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên đi trên đường thủy rất dễ dàng bạo lộ tung tích. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm đang đứng ngay trên đỉnh Đào Sơn, nhìn lấy tất cả bên dưới vào mắt, lời bốn người này nói cũng nghe thấy rõ ràng. Ngọa Long Sinh này đến cùng đang giở trò quỷ gì, hẹn chúng ta gặp mặt ở Đào Sơn, bản thân lại trễ như vậy còn chưa đến. Phong Phi Vân tuy rằng là một người có kiên nhẫn, nhưng dù sao kiên nhẫn cũng chỉ có hạn. Vạn Hương Sầm một đôi mắt đẹp tựa như hai đạo ánh trăng, mang theo độ cong mê người, cười nói. Hiện giờ cũng không tệ a hát, ít nhất khiến chúng ta nghe được một đại sự có thể kinh động cả thần đô, Tiêu Tiên Tử, Dạ Tiêu Tương lại bị người bắt được, thật sự là thiên đại kỳ văn. Nếu tin tức truyền này truyền đi, nhất định sẽ chấn động thần đô. Phía dưới, bốn hắc y nhân ở đó đang muốn rời đi thì trên mặt đất vang lên thanh âm đông, đông. Một cổ tử khí khiếp người bao trùm lấy trọn cả đào sơn, một cỗ chiến thi từ trong đào lâm nhảy ra ngoài, đứng ở trước mặt bốn hắc y nhân. Cỗ chiến thi này mặc trên người thiết giáp tinh kim, ngực ấn lấy một tòa bảo luân, trên đầu lơ lửng một tòa thạch bi, nói đúng ra cũng không phải là thạch bi, mà là một tấm phù văn cực lớn, tản mát ra từng tia hào quang trắng bệch, cùng chiến thi quả thực như đã liền làm một thể. Bốn hắc y nhân đều hai mặt nhìn nhau, cực kỳ hồ nghi. Rõ ràng nhảy ra một cỗ chiến thi. Nam tử lỗi lạc kia trong đôi mắt mang theo hàn vụ, quét nhìn qua bầu trời đêm, trầm giọng nói. Đến cùng là người nào đang giả thần giả quỷ? Đào Sơn trống rỗng, không có một tia thanh âm phát ra. Thiếu niên gọi là Sách Nam Phong kia giọng mỉa mai cười nói. Không phải là một cỗ chiến thi sao, để cho ta tới thu thập hắn. Sách Nam Phong tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng thủ đoạn lại đặc biệt cao minh. Trên người tử phủ linh khí chảy xuôi, ống tay áo cuốn lấy, liền có một mảnh đám mây màu tím bay ra, muốn thu chiến thi kia vào ống tay áo. Ầm ầm, tử khí bàng bạc, uy lực khiếp nhân tâm. Tử phủ linh khí kia chừng hơn 3.800 đạo, biến thành một mảnh tử xà dài hẹp, lướt qua trong đám mây. Vị thiếu niên mặc áo đen này dĩ nhiên là một vị nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng, chiến pháp đặc biệt quỷ dị và tà khí. Mà ngay cả Phong Phi Vân đang đứng trên đỉnh Đào Sơn cũng nghiêm nghị lại, bốn hắc y nhân này hiển nhiên đều có địa vị lớn, tu vị trong một đời tuổi trẻ có thể coi là bá chủ. Chiến thi kia lập trên mặt đất, thân thể tựa như nặng ngàn cân, trong cặp mắt chớp động ra hai đạo vầng sáng tử vong, trong tay cầm chiến kiếm rộng như ván cửa, một kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí chém vỡ lấy tất cả tử phủ linh khí. Phốc, thiếu niên áo đen gọi là Sách Nam Phong kia trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, trên mặt còn có một đạo huyết vân. Thẳng đến khi thân thể ngã trên mặt đất, đầu lâu mới nứt thành hai nửa, chảy xuôi ra huyết dịch màu đỏ và não trắng. Chỉ một đao, vị nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng này đã bị cổ chiến thi kia lấy đi tánh mạng. Ba hắc y nhân còn lại đều hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời có chút lui về phía sau một bước, tu vi của bọn hắn đều không khác lắm với Sách Nam Phương, trong một đời tuổi trẻ bọn hắn đã có thể xưng bá, chưa từng gặp phải một màn quỷ dị như vậy bao giờ. Rốt cuộc là vị tiền bối thi động nào, có thể hiện thân gặp mặt không? Hắc y nam tử kia cẩn thận nói. Đào Sơn vẫn tĩnh như sử nữ, chỉ có thanh âm của gió thổi lá rụng. Nơi này không nên ở lâu, đi. Ba người đồng thời nói. Ba hắc y nhân còn lại cơ hồ vào cùng lúc này phân thành ba phương hướng, bay vút ra ngoài. Bọn hắn biết rõ,
Chuyện đêm này sợ rằng đã để lộ tiếng gió, có tuyệt đỉnh cường giả ẩn núp trong bóng tối, muốn đối phó bọn hắn, chỉ có chia nhau bỏ trốn, mới có thể còn sống đi ra khỏi đào sơn. Tu vi của bọn hắn đều không kém, hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến dọa người, cho dù tu vị đối phương có cao, nhiều nhất cũng chỉ bắt được một người trong bọn họ, muốn bắt cả ba người, đó là chuyện không thể nào được. Nhưng mà... bành, bành, bành. Ba tiếng oanh minh kịch liệt từ trong bầu trời đêm vang lên, sau một khắc, trên bầu trời rớt xuống ba đạo bóng đen, giống như ba con hắc nhạn bị đánh rơi xuống đất. Vẫn là ở dưới tòa cổ đình ở đằng kia. Ba hắc y nhân đều miệng phun máu tươi, toàn thân miệng vết thương rậm rạp chằng chịt, giống như bị người dùng ngàn đao cắt qua vậy, co quắp trên mặt đất, đã không cách nào đứng dậy được nữa. Rốt cuộc là ai? Thật là lợi hại. Ta chỉ thấy được một cái bóng. Khục khục. Chẳng biết lúc nào, trong cổ đình kia đã ngồi một nam tử cường tráng, ăn mặc cường điệu, cử chỉ thong dong. Trên người hắn mang theo một cổ âm hàn chi khí, mặc dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến lòng người phát lạnh, đặc biệt là bờ môi mỏng kia của hắn, chỉ cần khẽ nhếch lên thôi đã khiến người có cảm giác âm tàn độc ác. Đây tuyệt đối là một loại người hung ác. Mà đồng thời khi hắn ngồi vào cổ đình, trong đình đã nhiều ra một cái bàn gỗ, một bầu rượu, hai cái ly. Tất cả những thứ này nháy mắt trước kia đều không hề có. Phong huynh, xem cuộc vui cũng đã đủ lâu rồi chứ. Có muốn xuống uống một chén không? Nam tử này khóe miệng nhảy lên. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm từ trên đỉnh đào sơn phiêu nhiên bay xuống, đứng ở bên ngoài cổ đình, nhìn thoáng qua ba hắc y nhân nằm trên mặt đất kia, liền đi thẳng vào trong cổ đình. Phong Phi Vân không chút khách khí, liền ngồi ở đối diện nam tử kia, cười nói. Ngọa Long Sinh không hổ là đệ nhất cao thủ một đời tuổi trẻ binh tiền thi động. Tuy rằng Phong Phi Vân chưa từng gặp qua người trước mắt này, cũng chưa từng gặp qua Ngọa Long Sinh, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này chính là Ngọa Long Sinh. Người bình thường khẳng định không dám nhìn vào mắt Ngọa Long Sinh, nhưng Phong Phi Vân lại thản nhiên nhìn tới, phát hiện vị thiên kiêu binh tiền thi động này dĩ nhiên là một tên độc nhãn long, chỉ có một con mắt phải, mắt trái hắn bị vải da màu đen che lấy, dùng một cái khóa sắt chốt ở sau ót. Chỉ là như thế, liền khiến hắn lộ ra càng thêm hung ác. Ngọa Long Sinh liếc qua Phong Phi Vân, nói. Biết rõ ta vì sao hẹn các ngươi tới gặp mặt sớm không? Xem ra là có liên quan đến mấy vị nhân huynh này rồi. Phong Phi Vân ánh mắt liếc qua ba hắc y nhân nằm bên ngoài cổ đình kia. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy, hiển nhiên là Ngọa Long Sinh đã sớm nhận được tin tức, biết được bốn người bọn họ đêm nay sẽ mật đàm nơi này, cho nên mới hẹn Phong Phi Vân tới. Vừa có thể thu thập bốn người này, lại có thể ở trước mặt Phong Phi Vân lập uy, khiến Phong Phi Vân thấy được thực lực của binh tiền thi động bọn hắn. Ngọa Long Sinh nhẹ gật đầu, nói. Bốn người này địa vị đều tương đối lớn. Hồ Ảnh và Sách Nam Phong chính là bá chủ tuổi trẻ của ám vực trong tà đạo tam vực. Về phần một nam một nữ kia địa vị cũng tương đối lớn, chính là nghịch thiên tài tuấn của Bắc Minh gia tộc, một trong tứ đại môn phiệt, Bắc Minh Khuyết và Bắc Minh Tính. Chính là hai vị cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất chi thứ Bắc Minh gia tộc. Bên ngoài cổ đình, ba cái hắc y nhân kia trong lòng giật mình, thân phận của mình lại bị đối phương dễ dàng nhìn thấu như thế, cái này phải làm thế nào mới phải, nếu chuyện đêm nay bại lộ, vậy thì cái bọn hắn phải đối mặt cũng không chỉ đơn giản là cái chết. Ba hắc y nhân này cũng đã ăn vào linh đan chữa thương, thương thế trên người đã khôi phục một ít, đứng lên từ mặt đất. Ngọa Long Sinh lại không sao cả, mặc cho bọn hắn khôi phục thương thế. Bắc Minh Khuyết ngưng mắt nhìn hai nam tử ngồi đối diện trong cổ đình, trầm giọng nói. Các ngươi đã biết chúng ta là người Bắc Minh phiệt, hắn nên hiểu rõ mình đã gặp phải đại phiền toái rồi chứ. Phiền toái, ha ha, Phong huynh, tên này có phải là còn chưa tỉnh ngủ không? Trong mắt Ngọa Long Sinh mang theo vẻ cười như chim ưng, rét lạnh giống như một thanh độc đao vậy. Phong Phi Vân uống chén rượu kia vào bụng, cười nói. Ta quả thật giã bị dọa không nhẹ. Chọc tới Bắc Minh Phiệt, đây chính là tội hẳn phải chết a. Bắc Minh Khuyết và Bắc Minh Tính tự nhiên nghe ra ý cười nhạo trong nụ cười của bọn hắn, trong lòng càng thêm tức giận, ở thần đô rõ ràng có người dám không để Bắc Minh Phiệt vào mắt, đây quả thực là ăn hết gan hùm mật gấu rồi. Các ngươi đến cùng là người nào? Bắc Minh Khuyết trầm giọng nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ngọa Long Sinh bỗng nhiên đứng lên, nói. Vị ngồi ở đối diện ta đây chính là thám hoang lang trên hạ sử thi thiên tài bảng. Yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Nghe được lời đó, trong lòng ba hắc y nhân đều trầm xuống, đồng thời nhìn chằm chằm tới Phong Phi Vân, sau đó chậm rãi lui về phía sau,
cũng tế ra bổn mạng pháp khí của mình. Phong Phi Vân có chút chau mày, trong lòng thầm nghĩ, Ngọa Long Sinh này ngược lại thật giỏi tính toán, nói ra tên của ta, chính là muốn mượn tay ta tới giết ba người này, cho dù tương lai bị trí sư của Bắc Minh gia tộc suy tính ra, cũng là Phong Phi Vân hắn giết người, không có bất cứ quan hệ nào đến binh tiền thi động cả. Hơn nữa ba người này Phong Phi Vân còn không thể không giết, nếu không giết, như vậy để ba người đào tẩu, mối họa này vẫn sẽ đeo lên người của hắn. Ngọa Long Sinh cười lạnh nói. Hiện giờ các ngươi biết rõ ngồi trước mặt các ngươi là ai rồi chú. Thành thành thật thật nói ra nơi các ngươi hội tụ, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi một cái chết an lành. Nơi hội tụ gì, ngươi đang nói cái gì? Bắc Minh Khuyết nói. Oanh! Ngọa Long Sinh nhẹ nhàng vung tay lên, một trường ấn cự đại rơi xuống, đè Bắc Minh Khuyết dưới trường ấn, nói. Bớt giả bộ cho ta, một vị đại nhân vật nào đó trong Bắc Minh Việt các ngươi muốn đạt được Giả Tiêu Tương. Tính cả tà đạo ám vực, điều động ra 12 đạo nhân mã tập kích Bỉ Khâu Am, hôm nay Giả Tiêu Tương đã rơi vào trong tay của các ngươi muốn đi tiếp ứng bọn hắn vào thần đô, rốt cuộc là sẽ hội tụ ở nơi nào. Việc này làm cực kỳ bí mật, ra tay cơ hồ đều là cường giả ám vực, nhưng vẫn để lộ ra tiếng gió, lại khiến Bắc Minh Phiệt bị bại lộ. Không biết, Bắc Minh Khuyết cắn răng, cường ngạnh đến cực điểm, trong đôi mắt mang theo vẻ kiên quyết, đột nhiên kíp nổ tử phủ đan điền trong thân thể. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa xé nát thân thể hắn, trùng kích ra ngoài. Đây là một vị tu sĩ thiên mệnh đệ nhị trọng kíp nổ bản thân, lực phá hoại kinh người cỡ nào, mặc dù là Ngọa Long Sinh và Phong Phi Vân, Vạn Hương Sầm cũng không dám đụng vào, vội vàng bay ngược ra sau. Oanh! Cổ lực lượng kia ầm ầm vọt ra, khiến cho cả thành vực chung quanh đào sơn đều không ngừng chấn động, mà đào sơn càng sương mù cuồn cuộn, tất cả cây đào đều biến thành bột mịn, sơn thể khổng lồ nứt ra bốn vết rách cực lớn. Từ đỉnh núi, một mực lan tràn đến chân núi. Bá! Ngọa Long Sinh đáp xuống trên đỉnh đào sơn, trong độc nhãn mang theo một đạo hàn quang, nói. Nguy rồi, để Bắc Minh Tĩnh và Hồ Ảnh trốn thoát rồi. Bọn hắn trốn không thoát đâu. Phong Phi Vân lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt bốc cháy lên hai luồn hỏa diễm hừng hực, hai đạo vầng sáng cực mục từ trong mắt bắn ra. Bắc Minh Tĩnh và Hồ Ảnh đều là tuyệt đỉnh nghịch thiên tài tuấn, trên người có được khí tượng. Bọn hắn người có thể đào tẩu, có thể che giấu khí tức trên thân, nhưng khí tượng lại không cách nào che giấu. Huống hồ hai người này đều bị trọng thương, không có khả năng trốn xa. Đã tìm được, bọn hắn bỏ chạy về hướng đông rồi. Hỏa diễm trong mắt Phong Phi Vân biến mất, chân đạp luân hồi tật tốc, dẫn đầu bay ra ngoài. Phong Phi Vân hiện giờ triển khai luân hồi tật tốc tốc độ có thể sánh với nửa bước cự kình, nháy mắt đã biến mất vô tung. Mặc dù là Vạn Hương Sầm và Ngọa Long Sinh về mặt tốc độ cũng kém hắn rất xa. Tốc độ thật nhanh. Ngọa Long Sinh trong lòng thất kinh, không hổ là Phong gia thiếu chủ, ngược lại không khiến mình thất vọng, có tư cách làm thám hoa trên hạ sử thi thiên tài bảng. Oanh! Oanh! Hai tiếng cực lớn vang lên, tựa như thiên lôi nổ vang, mặt đất chấn động, có vô số cổ kiến trúc sụp đổ, một đầu phố cổ rộng lớn bị đánh thành hai đoạn. Lúc Ngọa Long Sinh và Vạn Hương Sầm đuổi đến chỉ phát hiện Phong Phi Vân đang đứng trong phế tích, đứng ở bên cạnh hai cái hố cực lớn. Vạn Hương Sầm đi đến bên người Phong Phi Vân, sau khi phát hiện hắn cũng không bị thương, mới hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân nói. Hai người bọn họ thấy bị ta đuổi theo, tự biết không cách nào đào tẩu, liền cùng tự bạo tử phủ đan điền, may mắn ta sớm phát giác được không ổn, cho nên mới không bị bọn hắn đánh thương. Không hổ là tuyệt đỉnh cường giả của Bắc Minh Phiệt và ám vực. Ngọa Long Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Vạn Hương Sầm nói. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cường giả, trước rời khỏi đây đã nói sau. Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh cũng nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành hai đạo hư ảnh, biến mất tại chỗ. Bên trong thần đô mặc dù có cấm đấu lệnh, nhưng chuyện giết người cướp của, đánh nhau ấn luôn xảy ra. Những anh kiệt một đời tuổi trẻ có bối cảnh căn bản cũng không để những thần đô thần võ quân kia vào mắt. Cao thủ cấp bậc thiên mệnh giao thủ, lực phá hoại thật lớn, rất dễ dàng liền hủy diệt cả một mảnh địa vực, cho nên kiến trúc cổ trong thần đô bình thường đều khắc lục trận pháp phòng ngự, coi như là cường giả cấp bậc thiên mệnh giao thủ, lực phá hoại cũng chỉ có hạn. Bằng không thì hai gã tu sĩ cảnh giới thiên mệnh tự bạo cũng không chỉ là phá hủy một phố cổ như vậy rồi. Lúc này manh mối toàn bộ đã đoạn. Nếu để bọn hắn đưa tướng Giả Tiêu Tương vào đến Bắc Minh Phiệt, vậy thì không ai có thể cứu nàng ra được. Ngọa Long Sinh ngón tay nhẹ nhàng day chán, tựa hồ đang rất buồn rầu.
Phong Phi Vân có chút kinh ngạc nói. Tối nay chúng ta chẳng lẽ không phải muốn thương thảo chuyện kết minh sao? Chuyện kết minh chỉ có thể tạm hoãn rồi, Dạ tiên tử đối với ta có ân, ta tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào trong tay Bắc Minh Phiệt, trở thành đồ chơi của Bắc Minh lão tặc được. Ngọa Long Sinh nói. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm kinh ngạc, một nam tử âm tàn như vậy, vậy mà cũng sinh động như thế, ít nhất không phải loại vong ân phụ nghĩa. Vạn Hương sầm nhíu mày nói. Nhưng bây giờ bốn người kia đều đã bị chết, chúng ta căn bản không biết bọn hắn từ cửa thành nào đưa người vào thần đô cả. Ngọa Long Sinh nói. Dạ Tiêu Tương chính là đại gia nổi danh nhất thần đô, rất nhiều nhân vật cấp bậc thiên hầu đều là nhạc mê của nàng, cho dù có người ngấp nghé nàng, muốn đoạt nàng tới tay, cũng căn bản không ai dám ngang nhiên ra tay với nàng cả. Phong Phi Vân nói. Mà nhân vật cự kình và nửa bước cự kình khí tức trên thân thật sự quá khổng lồ. Hơn nữa phần lớn đều bị người các thế lực lớn giám thị lẫn nhau, một khi loại nhân vật cấp bậc này ra tay, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên điều động nhân vật đứng đầu một đời tuổi trẻ ra tay, là biện pháp tốt nhất. Một khi chuyện bị bại lộ, còn có thể nói là một đời tuổi trẻ tranh phong, có thể chối bay chối biến mọi chuyện. Ba người hiện giờ có thể nói là châu chấu đứng trên cùng một đường thẳng, dù sao Phong gia kết minh với Binh Tiễn Thi Động, nếu Ngọa Long Sinh đã phải cứu Dạ Tiêu Tương. Mà Phong Phi Vân lại khoanh tay đứng nhìn vậy thì còn kết minh cái lông gì nữa. Sau một lúc lâu, Phong Phi Vân chợt nói. Sau khi Bắc Minh Khuyết chết, Bắc Minh Tĩnh và Hồ Ảnh vốn có thể tách ra đào tẩu, như vậy cơ hội sống sót của bọn hắn càng lớn. Nhưng bọn hắn lại không tách ra trốn, mà đồng thời chạy thục mạng về hướng đông. Đúng, mọi người luôn có lối tư duy theo quán tính, rất hiển nhiên mục đích đêm nay của bọn hắn chính là ở phía đông. Cho nên mặc dù là khi trốn chết trong tiềm thức cũng nhắm về hướng đông mà chạy. Vạn Hương sầm nói. Ngọa Long Sinh nhẹ gật đầu, nói. Rất có thể là như thế. Phải đuổi đến trước khi bọn hắn vào cửa thành đông, chặn bọn hắn lại. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết khả năng không lớn, nhưng hiện giờ đây là biện pháp duy nhất có thể nghĩ ra được, nhất định phải nếm thử. Ngọa Long Sinh hai tay nắm chặt, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mắt mù bên trái của mình. Hào quang trong mắt phải càng thêm kiên định, nếu không có một khúc tiêu âm của Dạ tiên tử, Ngọa Long Sinh hắn sợ chẳng đã chết vào 5 năm trước rồi. 5 năm trước, Ngọa Long Sinh đến thần đô, khiêu chiến Bắc Minh Phá Thiên, một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi lúc đó, nhưng lại thảm bại trong tay Bắc Minh Phá Thiên, còn mù mất một con mắt. Lúc ấy Bắc Minh Phá Thiên vốn muốn giết chết hắn, dù sao Ngọa Long Sinh thiên phú cực cao, chính là một uy hiếp, chỉ có giết chết hắn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dạ Tiêu Tương thiện lương dịu dàng lúc ấy vừa vặn đi ngang qua, sinh lòng thương cảm cho nên liền thay hắn đang nằm trong vũng máu cầu tình, cũng vì Bắc Minh Phá Thiên độc thổi một khúc tiêu, Bắc Minh Phá Thiên mới đáp ứng thả cho Ngọa Long Sinh một con đường sống. Phần ân tình này Ngọa Long Sinh một mực khắc trong tâm khảm, kính làm nữ thần, cho nên đối với mọi chuyện về Dạ Tiêu Tương luôn hết sức quan tâm, khi biết được Bắc Minh Phiệt có người muốn ra tay với nàng, tự nhiên là nghĩa bất dung tử chạy đến cứu nàng. Từ Bỉ Khâu Am đi đường bộ quay về thần đô thì chỉ có ba con đường. Đầu thứ nhất là, từ Thiên Nhai Nô Lệ Tràng mượn đường. Đầu thứ hai là, Đông Lâm Đại Hạp Gốc. Đầu thứ ba là Cổ Đạo ở Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch. Vạn Tiểu Thư, thỉnh ngươi đi Thiên Nhai Nô Lệ Tràng một chuyến, chỗ đó gần đây, cũng an toàn nhất. Phong Huynh, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi hãy tiến đến Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch, chỗ đó tuy rằng là đường nguy hiểm nhất. Nhưng người Bắc Minh Phiệt cũng không phải là không có khả năng đi qua chỗ đó, xin nhờ rồi. Ta cảm thấy người Bắc Minh Phiệt rất có khả năng sẽ từ Đông Lâm Đại Hạp Gốc quay về thần đồ, nơi này sẽ do ta phụ trách. Xuất phát, ba người đều là cường giả số một trong một đời tuổi trẻ, phân thành ba phương hướng, đi ra khỏi thần đô. Tại kỳ vị, mưu kỳ sự. Tuy rằng Phong Phi Vân cũng không muốn làm Phong gia thiếu chủ, càng không muốn làm việc cho Phong Mặc. Nhưng dù sao còn có nhiều thân nhân như vậy ở Phong gia, có một số việc không thể không làm. Kết minh với Binh Tiễn Thi Động, vậy thì phải làm tốt việc này. Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch ở vào ngoài ngàn dặm ở bên ngoài phía đông thần đô, chỗ này địa lý hẹp dài, địa vực mấy ngàn dặm, giống như mãng hoang phiền lâm, có rất nhiều thâm cốc và độc triều đều phân bố ở chỗ này, cũng chính bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt nên có rất nhiều dị thú tu tập, trong đó có dị thú cường đại có thể chống lại nửa bước cự kình. Thậm chí có linh thú chiến lực có thể so với cự kình qua lại. Người Bắc Minh Phiệt ở Bỉ Khâu Am cướp lấy Dạ Tiêu Tương, tự nhiên không có khả năng tiếp tục từ Nam Biên về thần đô, nếu quấn một vòng từ phía đông quay về, vậy thì tổng cộng có ba con đường, trong đó đường vòng xa nhất,
cũng là hiểm yếu nhất chính là đi qua Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch. Lúc Phong Phi Vân đuổi tới Kỳ Lạc Dị Thú Sơn Mạch thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Không sơn thanh hình, yên tĩnh đến tựa như một xử nữ trong phòng tân hôn vậy. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh một ngọn núi, gió lạnh lăng lệ ác liệt, dưới chân chính là từng lớp tuyết trắng, có kền kền dài mấy chục thước ngang trời bay qua, phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng lại không dám đến gần thiếu niên đứng trên đỉnh núi kia, hắn giống như một thanh kiếm cắm ở trên đỉnh núi. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hỏa mang, từng cọng cây ngọn cỏ trong vòng ngàn dặm đều nằm trong mắt hắn, thấy được rất nhiều chủng loại dị thú chiếm giữ trong sơn mạch, trong đó còn có mấy con khí tức thập phần cường đại, có tường vân lơ lửng trên không chúng, vừa nhìn đã biết là dị thú thời gian tu luyện đạt tới gần ngàn năm. Chắc có lẽ không phải là từ đây mượn đường. Ồ! Vầng sáng trong mắt Phong Phi Vân thu lại, phóng xuất ra thần thức khổng lồ dò xét về hướng đông, cảm giác được một đội nhân mã xuyên qua Kỳ Lạc sơn mạch, từ rất xa đi tới. Tình huống có biến, người Bắc Minh Việt không đi Đông Lâm Đại Hạp Gốc, lại đi đường vòng qua Kỳ Lạc sơn mạch. Sáng sớm Kỳ Lạc dị thú sơn mạch tràn ngập đám sương, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có thể nghe được trong rừng trắng xóa truyền đến tiếng chim hót tung tăng, chợt đấy, một mảnh âm thanh càng xe va đập phá vỡ yên lặng buổi sáng sớm. Một đội thần võ quân đại khái trăm người ở trên cổ đạo hăng hái hành quân, thủ hộ một cỗ thanh đồng chiến xa cao hơn 10 mét ở trung ương, trên chiến xa còn cắm một cây đại kỳ màu đen, trên đó dùng kim tuyến đan lấy một chữ bạo cực lớn. Đây là một chi thần võ quân của Bạo Thiên Hầu Phủ, phàm là tu sĩ trông thấy chiến kỳ trên cổ xe kia đều tránh lui rất xa. Bạo Thiên Hầu chính là nhân mã nhất hệ thái tế, trong tay nắm giữ binh quyền có thể tiêu diệt vài tòa tiên môn đại giáo. Bắc Minh Huynh, chúng ta vì sao phải đi một vòng lớn qua Kỳ Lạc dị thú sơn mạch, nếu đi từ Đông Lâm Đại Hạp Cốc thì chỉ sợ buổi sáng hôm nay đã tiến nhập vào cửa Đông Thần Đô rồi. Đường Ngạo mặc một thân chiến giáp màu đen, cưỡi trên lưng một đầu dị thú, cùng một nam tử uy vũ cao ngất khác đi tuốt ở đàng trước mở đường. Đường Ngạo tuy rằng là Bạo Thiên Hầu Phủ tiểu hầu gia, thân phận địa vị đều cực cao, nhưng nam tử đi song song với địa vị cũng không nhỏ, chính là một trong những người cường đại nhất trong một đời tuổi trẻ Bắc Minh Việt. Tịnh xưng là Bắc Minh tứ thiếu gia. Bắc Minh Hỏa Kích, Bắc Minh Khuyết tự bạo chết ở Đào Sơn cũng là một trong Bắc Minh tứ thiếu gia. Bắc Minh Hỏa Kích thần sắc nghiêm túc, hai mắt mang theo vầng sáng sáng ngời, đứng trên đỉnh đầu Kỳ Ngưu, nói: "Việc này quan hệ trọng đại, không cho phép chút sai lầm. Kỳ Lạc dị thú sơn mạch tuy rằng xa xôi, hơn nữa hung hiểm, nhưng như thế này càng dễ dàng tránh đi Đông Phương Kính Thủy đuổi giết, đây là thứ nhất. Đông Phương Kính Thủy quả thật quá cường đại, không hổ là nhân vật xếp hàng thứ ba trên thượng sử thi thiên tài bảng, vậy mà dùng lực lượng một người chặn bảy lộ nhân mã tập kích, cao thủ tà đạo ám vực có một nửa đều là chết ở trong tay của hắn." Đường Ngạo nghĩ tới trận chiến dưới Bỉ Khâu Am, trong lòng có chút phát lạnh, nhân vật vương giả một đời tuổi trẻ khiến người cực kỳ kiêng kỵ. Thứ hai, Kỳ Lạc dị thú sơn mạch có phủ thần võ quân của Bạo Thiên Hầu đóng quân, vừa hay dễ dàng che giấu tai mắt người, theo quân đội quay về thần đô. Bắc Minh Hỏa Kích một đôi mắt lạnh lẽo có chút liếc qua cổ chiến xa khổng lồ ở sau lưng, lần này cuối cùng cũng không làm nhục sứ mạng bắt được người, đưa về môn phiệt, tất nhiên sẽ được ban thưởng phong phú, nói không chừng còn có thể có được một quả tam phẩm linh đan. Hơn 100 vị thần võ quân theo ở phía sau tự nhiên cũng không phải thần võ quân chân chính, cả đám đều khí tức cường đại, trong đôi mắt giấu giếm tinh mang, có hơn phân nửa đều là cao thủ tà đạo ám vực, còn lại đều là cường giả từ trong tử sĩ Bắc Minh Việt lựa chọn ra. Đội thần võ quân này từ trong Kỳ Lạc dị thú sơn mạch đi qua, chiến xa lưu lại trên cổ đạo hai vết dấu xe thật sâu. Phong Phi Vân một bước từ trong sương trắng đi ra, đứng ở trung ương cổ đạo, nhìn về phía đội thần võ quân kia, lầu bầu nói: "Nhiều cường giả như vậy thủ hộ, ngược lại có chút phiền phức, theo sau, tìm cơ hội ra tay vậy." Thân thể Phong Phi Vân biến thành một đạo khói xanh, lại biến mất giữa sương trắng. Phía trước, đứng vững hai ngọn núi. Như hai cự nhân đứng bên trong, xuyên qua hai ngọn núi này, liền xem như đã ra khỏi Kỳ Lạc dị thú sơn mạch. Kỳ quái, Bắc Minh Khuyết bọn hắn vì sao còn chưa đến đây tiếp ứng? Bắc Minh Hỏa Kích kéo tay lấy khóa sắt trong tay, khiến Kỳ Ngưu dưới thân dừng lại. Tất cả thần võ quân đều ngừng lại. Oanh! Vào ngay lúc này, trong núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo tiếng thú giống khác thường vang lên. Ầm ầm! Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động lên. Phát ra tiếng chân đinh tai nhức óc, tiếng thú giống kia càng thêm dày đặc, thật giống như bốn phương tám hướng đều là dị thú đang gầm rú vậy. Hào khí, trở nên khắc nghiệt. Không tốt,
là kim mao sư thú quần, mọi người đề phòng. Bắc Minh Hỏa Kích sắc mặt khẽ biến, nghiêm nghị quát lên, tất cả chiến sĩ thần võ quân đều xếp thành một vòng tròn, lộ ra trận thế phòng ngự thủ hộ cỗ thanh đồng chiến xa kia ở chính giữa. Từ Kỳ Lạc dị thú sơn mạch mượn đường, sợ nhất đúng là gặp phải dị thú tập kích. Vốn trên đường đi đều bình tĩnh vô sự, nhưng lại không nghĩ tới đến khi sắp ra khỏi Kỳ Lạc dị thú sơn mạch vẫn gặp phải dị thú quần công kích. Tổng cộng là mấy chục đầu kim mao sư thú từ giữa hai ngọn núi lao ra, mỗi một đầu kim mao sư thú đều cao 4, 5 mét cao, chiều chừng 7 mét, hình thể tựa như con voi vậy, bốn chân bị kim mao bao trùm đều to như bàn khẩu, trên người vàng chói, lộ ra có chút chói mắt. Những kim mao sư thú này đều tu luyện 6, 700 năm, đã có được trí tuệ nhất định, chúng chỉ cần hé miệng, trong miệng đã toát ra một tia ánh lửa. Kỳ quái, nơi này đã là biên giới Kỳ Lạc dị thú sơn mạch, tại sao có thể có nhiều kim mao sư thú cường đại như vậy tụ tập chứ? Trong lòng Đường Ngạo có một tia dự cảm bất hảo. Những kim mao sư thú này tự nhiên đều là Phong Phi Vân lùa tới, Phong Phi Vân có được vạn thú chiến thể, trong thân thể có hơn 8.000 đầu dị thú chiến hồn. Tuy rằng vạn thú chiến thể còn chưa chính thức tu luyện thành công, nhưng muốn điều động một ít dị thú tu luyện 6, 700 năm vẫn không phải việc gì khó. Ngao! Trong núi truyền đến một tiếng sư hống khổng lồ. Mấy chục đầu kim mao sư thú kia cũng đồng thời phát ra một tiếng giống to, trong miệng phun ra mảng lớn ánh lửa màu vàng, sau đó liền đánh tới thần võ quân ở phía trung ương. Hơn 100 vị tu sĩ mặc áo giáp thần võ quân này tự nhiên đều không phải thần võ quân chân chánh. Mỗi một người đều là cường giả tu vị không tầm thường, nhưng đối mặt với mấy chục đầu kim mao sư thú trùng kích vẫn lộ ra có chút luống cuống tay chân. 3. Bắc Minh Hỏa Kích đánh ra một quyền ảnh cự đại, đường kính chừng 3 mét, đánh bay một đầu kim mao sư thú 600 năm tu vị ra ngoài, phần bụng kim mao sư thú kia huyết nhục mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều bị quyền kình chấn vỡ, hóa thành thịt nhão. Mọi người bảo trì đội hình, thủ hộ chiến xa, rất nhanh sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Đường Ngạo tế ra một phương thần thiết màu trắng, trực tiếp đánh nát đầu một đầu kim mao sư thú, kim huyết phiêu tán, khiến hung tính đám kim mao sư thú kia bị kích phát ra, nguyên một đám công kích càng thêm hung mãnh. Phốc, một vị cao thủ tà đạo mặc chiến giáp thần võ quân bị một đầu kim mao sư thú tu luyện 700 năm vồ té trên mặt đất, hai cái sư chảo xé người này thành hai nửa, sau đó nuốt vào trong bụng. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi, nhìn xem mọi chuyện phát sinh, trong miệng thổi ra một tiếng huýt sáo. Vang vọng khắp sơn lĩnh. Tiếng huýt sáo này tựa như mang theo một cổ ma tính, phàm là dị thú nghe được thanh âm này liền đều chạy tới, toàn bộ sơn lĩnh trở nên hỗn loạn cả lên, tựa như xảy ra thú triều vậy, chúng điên cuồng đánh tới bọn người Bắc Minh Hỏa Kích và Đường Ngạo. Nguy rồi, dị thú ngày càng nhiều rồi. Đường Ngạo bị một mảnh thú biển bao phủ, có đến vài chục đầu dị thú vây quanh lấy hắn, giết cũng giết không hết. Mà những cao thủ cải trang thành thần võ quân kia cũng có hơn 20 người chết. Đã trở thành thức ăn trong bùng dị thú, toàn bộ chiến đội đã bị công phá, có dị thú trực tiếp đánh tới chiến xa ở trung ương, phát ra thanh âm ầm ầm. Là lúc này rồi. Bá. Phong Phi Vân trực tiếp từ trên đỉnh núi bay xuống, đứng ở trên đỉnh thanh đồng chiến xa cao hơn 10 mét, trên người kích động ra một cổ khí lãng nước cuộn trào, trực tiếp đánh bay hơn 10 đầu dị thú và 7, 8 vị cao thủ ở chung quanh ra ngoài. Đường Ngạo và Bắc Minh Hỏa Kích liền trước tiên phát hiện ra Phong Phi Vân. Bắc Minh Hỏa Kích lệ quát một tiếng. Người nào? Lại là ngươi. Đường Ngạo thần sắc bất thiện. Trên mặt Phong Phi Vân treo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng săn ống tay áo, nói. Tiểu hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Đường Ngạo ở trên vấn Phật Thai bị Phong Phi Vân một chiêu đánh bại, hơn nữa lại biết hắn là một vị thiên tài cấp bậc sử thi, trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng Bắc Minh Hỏa Kích lại không biết những điều này, dẫn theo trường thương tràn đầy bảo quang trực tiếp giết đến. Bắc Minh Hỏa Kích tu vị cũng sàn sàn Bắc Minh Khuyết, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọn, tử phủ linh khí trong thân thể mãnh liệt tựa như giang hà, từ đan điền chảy tới cánh tay, xông vào trong trường thương. Oanh! Một cổ đám mây màu tím từ mũi thương bay ra, khiến không khí cũng có chút vặn vẹo. Phong Phi Vân cư cao linh hạ, trên bàn tay có 6 bức thần đồ đang chìm nổi, miểu quỷ ban chỉ linh khí kích động ra, có một loại thần uy đại khí huy hoàng, một trường đánh xuống. Đánh nát cả trường thương trong tay Bắc Minh Hỏa Kích, tất cả tử vân đều bị phai mờ. Lực lượng thật cường đại. Hơn nữa, trong tay của hắn còn nắm giữ một kiện linh khí chính thức. Bắc Minh Hỏa Kích sắc mặt biến đổi lớn, cánh tay như chết lặng, vội vàng tế ra bổn mạng pháp khí trong đan điền. Đây là một tứ giác thần thai, hình dạng như một cái đỉnh, nhưng là vị trí phía trên lại bằng phẳng như gương,
không lõm sâu xuống như đỉnh. Đây cũng là một kiện linh khí, chính là lúc hắn vượt qua địa kiếp đã được môn phiệt ban thưởng. Linh khí tuy rằng rất vô cùng thưa thớt, uy lực tuyệt luân, nhưng đối với loại thế lực lớn nội tình thâm hậu như tứ đại môn phiệt mà nói, ban thưởng cho đệ tử ưu tú nhất một đời tuổi trẻ một kiện nhất phẩm linh khí cũng không phải việc gì khó. Oanh! Thần thai phong cách cổ xưa, có vài chục đạo lôi điện từ trên thần thai lao ra. Linh khí chi uy bị kích phát ra, trực tiếp khiến những dị thú chung quanh đều cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhao nhao chạy thục mạng, hai tòa núi lớn đứng vững ở phía trước cũng ầm ầm chuyển động, như muốn sụp đổ vậy. Phong Phi Vân vẫn không sợ hãi đứng ở nơi đó, lấy tay chống thiên, bàn tay tựa như một mảnh hoàn vũ, nâng sáu bức thần đồ, bộc phát ra một cổ lực lượng còn kinh khủng hơn cả thần thai. Một chưởng đánh ra, sáu bức thần đồ đụng vào trên thần thai mãnh liệt nhoáng một cái, Bắc Minh Họa Kích càng bay ngược ra hơn 10 trượng, hai chân trượt ra trên mặt đất một rãnh sâu. Oanh! Phong Phi Vân ngang nhiên đánh ra chưởng thứ hai, thần thai hào quang ảm đạm, Bắc Minh Họa Kích lui nữa, làn da có huyết châu lăn xuống, thân thể đụng vào dưới chân núi. Oanh! Sáu bức thần đồ ánh sáng chói lọi vạn trượng, lộ ra sáu loại khí tượng, trực tiếp đánh cho Bắc Minh Họa Kích miệng phun máu tươi, trong thân thể phát ra tiếng xương gãy, hai chân đứt gãy, nằm sấp trên mặt đất không cách nào đứng lên nổi. Phong Phi Vân cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa Bắc Minh Họa Kích và thần thai, thu lấy kiện nhất phẩm linh khí này vào lòng bàn tay, Đồng Lô Thai. Đồng Lô Thai, đây là danh tự kiện linh khí này. Phong Phi Vân không chút khách khí thu Đồng Lô Thai vào trong giới linh thạch, đây chính là một kiện linh khí, có thể bán được với giá trên trời a. Đường Ngạo trông thấy cái thế thần uy của Phong Phi Vân, căn bản không dám tiến lên một bước, đây chính là một vị hung nhân, bất quá hắn vừa mới nhìn thấy Phong Phi Vân ra tay, trong lòng bàn tay nâng sáu bức thần đồ, trong lòng đã đoán ra được thân phận của Phong Phi Vân. Ta biết rõ ngươi là ai rồi, thám hoa lang của hạ sử thi thiên tài bảng, yêu ma chi tử, ngươi không phải chúng Diêm Vương hủ huyết sao? Đường Ngạo không thể bình tĩnh được nữa, đối phương thế chính là nhân vật được xưng là thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, căn bản không phải hắn có thể so sánh được. A hát, rõ ràng bị ngươi nhận ra rồi. Phong Phi Vân có chút quay đầu, trong mắt sinh ra sát ý, đã bị người nhận ra, vậy thì không thể lưu một ai sống sót cả. Ầm ầm, bỗng dưng, hai cổ hung sát khí từ trên trời truyền đến, vẫn còn ở bên ngoài mấy trăm dặm đã mang đến cho người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, trùng kích khiến Phong Phi Vân lui lại liền ba bước. Dám đối địch với Bắc Minh Phiệt chúng ta, quả thực là muốn chết. Một thanh âm già nua truyền đến, sóng âm rung chuyển, như thần lôi cuồn cuộn đung đưa trên bầu trời. Bá! Một thanh cổ kiếm phá không mà đến, dẫn đầu giết đến. Thanh cổ kiếm này dài chừng hơn 100 mét, mũi kiếm chừng hơn 10 mét vuông thật giống như cự khuyết có thể chảm long sát tiên trong truyền thuyết, trên thân kiếm cổ văn đan vào, tràn ngập từng đạo điện mang, phát ra tiếng xé gió lợi hại. Long cong! Phong Phi Vân trầm xuống, hai chân dẫm thành trung bình tấn, hợp sáu bức thần đồ thành một chuỗi, tựa như sáu tòa thế giới hư ảo ngăn cản ở trước người. Bành, 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 bành. Miểu Quỷ Ban chỉ cùng lực lượng sáu bức thần đồ cũng không thể ngăn được thanh cổ kiếm này, ở trên đầu vai Phong Phi Vân lôi ra một đạo miệng máu cự đại, thiếu chút nữa đã chém bay cả cánh tay Phong Phi Vân. Ha ha, cường giả Bắc Minh Phiệt chúng ta đã đến, yêu ma chi tử hôm nay cũng phải mất mạng thôi. Bắc Minh Họa Kích phá lên cười. Phong Phi Vân rất nhanh liếc qua, chân trời đã xuất hiện hào quang màu xanh, là hai vị cường giả chạy đến, ít nhất cũng có tu vị thiên mệnh đệ tam trọng. Phong Phi Vân đã không kịp giết những người này nữa, trực tiếp bay đến cạnh cỗ thanh đồng chiến xa kia, đem liền tay không kéo đứt khóa sắt trên chiến xa, thả bốn đầu kỳ ngưu kéo xe ra, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, trực tiếp nâng thanh đồng chiến xa khổng lồ, vác ở trên vai, sau đó bay lên trời. Đường ra khỏi kỳ lạc dị thú sơn mạch đã bị hai đại cường giả ngăn trở, Phong Phi Vân chỉ có thể bay vào sâu trong sơn mạch, trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù. Đường Ngạo cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Bá, bá! Hai đạo nhân ảnh từ trên trời đáp xuống, một người là tu sĩ Bắc Minh Phiệt, một người là tu sĩ ám vực, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng. Tam thúc công, yêu ma chi tử tập kích chúng ta, mang đi giả tiêu tương. Bắc Minh Họa Kích kêu lên. Yêu ma chi tử, hắn không đi được đâu. Hai tu sĩ lớp giả thiên mệnh đệ tam trọng triển khai tật tốc, đuổi vào trong kỳ lạc dị thú sơn mạch, bọn họ đều là cường giả thế hệ trước, ở thiên mệnh đệ tam trọng đã dừng lại mấy chục năm, tích lũy thập phần hùng hậu,
so với tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng bình thường còn cường đại hơn nhiều. Tốc độ Phong Phi Vân nhanh đến mức nào, đã có thể sánh với nửa bước cự kình rồi, mặc dù khiêng một cỗ thanh đồng chiến xa nhưng hai tên tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng cũng không thể đuổi kịp hắn được. Thẳng đến khi bay ra khỏi địa vực Kỳ Lạc dị thú sơn mạch, thấy không ai đuổi theo nữa, Phong Phi Vân mới ngừng lại được, đặt thanh đồng chiến xa trên mặt đất. Cỗ thanh đồng chiến xa này tứ phía đều bị bịt kín, chỉ có trên đỉnh có các lỗ thông gió nhỏ dày đặc, hơn nữa trên thanh đồng chiến xa còn có trận pháp do cường giả bố trí xuống, từng đạo đường vân khác ở phía trên, lưu động lấy vầng sáng màu xanh. Phong Phi Vân phí hết một phen công phu mới xóa được trận pháp trên đó, sau đó dùng bạch thạch cự đao, cẩn thận từng ly từng tí bổ ra vách thanh đồng chiến xa, lộ ra một khe hở cự đại. Thanh đồng chiến xa vừa bị mở ra, một đạo bóng người yểu điệu liền từ bên trong bay ra, trong tay nắm lấy một ống tiêu màu tím, đánh úp về phía chỗ yết hầu của Phong Phi Vân. Tốc độ của nàng không chậm, tốc độ ánh sáng hàn khí trên ống tiêu đã truyền đến làn da Phong Phi Vân. Hô! Một cổ làn gió thơm đập vào mặt. Phong Phi Vân tốc độ nhanh hơn, vươn tay, trực tiếp liền nắm lấy ống tiêu tím kia, thuận thế khẽ kéo, thân thể lập nàng kia tức trọng tâm bất ổn, lảo đảo một cái liền đổ nhào tới trước. Bàn tay Phong Phi Vân trượt đi, theo ống tiêu, trực tiếp chế trụ tay của nàng, đây là một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn mà thon dài, vô cùng mềm mại, niết không thấy chút xương cốt, hơn nữa làn da trên tay tinh tế tỉ mỉ mà hơi lạnh buốt, tựa như chạm vào một khối ngọc vậy. Phong Phi Vân cổ tay khẽ chuyển, trực tiếp khóa lấy tay nàng, bóp nát linh mang giữa ngón tay nàng. Ân! Nàng phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể không bị khống chế ngã vào trong ngực Phong Phi Vân, bị Phong Phi Vân chế ngự. Người rốt cuộc là ai, vì sao phải bắt ta? Dạ Tiêu Tương không cách nào giãy giụa khỏi tay Phong Phi Vân, cảm giác mình đâm vào trên một lồng ngực khoan hậu rắn chắc, một cổ khí tức nam tử hùng hậu truyền vào chóp mũi nàng, còn kèm theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Trên cổ tay truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, thiếu chút nữa đã khiến nàng chảy cả nước mắt. Bắt ngươi là người Bắc Minh Phiệt, ta là tới cứu ngươi. Phong Phi Vân chậm rãi buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng đẩy nàng ra ngoài. Tiêu tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, thần tấn vương triều đệ lục mỹ nhân, tu vị cũng quá thấp đi, mới là tiên căn đỉnh cao, ở trước mặt Phong Phi Vân hoàn toàn không đủ nhìn, tựa như một con chim cút, gặp một con diều hâu hung mãnh vậy. Phong Phi Vân cởi y phục trên người ra, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc, thân hình thập phần cân xứng, mang theo một loại mỹ cảm. Động tác này của hắn trực tiếp khiến Dạ Tiêu Tương sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, trong lòng đau khổ, còn nói không phải người xấu, nào có người tốt nào tùy tiện cởi đồ trước mặt nữ hài tử chứ. Phong Phi Vân cũng không để ý đến trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, trực tiếp đi đến bên bờ dòng suối nhỏ bên cạnh, tẩy trừ vết thương trên bờ vai. Vết thương này chính là bị cường giả thiên mệnh đệ tam trọng kia của Bắc Minh Phiệt dùng ngự kiếm thuật đâm bị thương, miệng vết thương thiếu chút nữa đã chém bay cả cánh tay. Quả nhiên không hổ là cường giả tứ đại môn Phiệt, nếu là tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta, nhưng người ngự kiếm vừa rồi cũng là tu vị thiên mệnh đệ tam trọng, nhưng chiến lực so với ta cao hơn không chỉ một bậc. Hừ, thiên mệnh đệ tam trọng thì đã sao, chỉ cần tu vi của ta đột phá đến thiên mệnh đệ nhị trọng. Đánh chết hắn cũng không phải việc gì khó. Phong Phi Vân một bên tẩy trừ miệng vết thương, một bên chìm thần thức vào trong tử phủ đan điền, phát hiện tử phủ linh khí trong đó đã có hơn 2.900 đạo, cách thiên mệnh đệ nhị trọng chỉ còn một bước. Chỉ cần tu luyện ra 3.000 đạo tử phủ linh khí liền có thể bước vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Trên ngón tay Phong Phi Vân sinh ra một đạo linh mạch 5 màu, điểm vào miệng vết thương nơi bả vai, miệng vết thương lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Không đến nửa ngày, miệng vết thương liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vết sẹo cũng không để lại một cái. Làm xong tất cả, Phong Phi Vân mới đổi lại một bộ y phục, xoay người, phát hiện bên cạnh thanh đồng chiến xa đã không còn một bóng người. Chạy trốn ngược lại rất nhanh. Khóe miệng Phong Phi Vân có chút nhếch lên, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Dạ Tiêu Tương xuyên thẳng qua trong tùng lâm, hăng hái chạy trốn. Nàng cảm thấy nam tử vừa rồi kia không phải người tốt, phải mau chóng rời khỏi đây, nhưng vừa ngẩng đầu, lại phát hiện nam tử kia đã đứng ở trước mặt của nàng. Ách! Ánh mắt Dạ Tiêu Tương sững sốt, chợt ngừng lại. Phong Phi Vân đứng ngay đối diện nàng, đây là lần đầu tiên hắn dò xét vị thần tấn vương triều đệ lục mỹ nhân này, cảm giác đầu tiên nàng mang đến cho Phong Phi Vân là nàng cũng không phải thật đẹp, ít nhất cũng không kinh diễm như mình tưởng tượng, ngược lại mang đến cho người cảm giác bình thường đến không thể bình thường hơn.
nhưng đến khi ngươi lần thứ hai nhìn nàng, lại phát hiện trong cái bình thường này lại có rất nhiều vẻ đẹp khiến người nhìn không được phải tán thưởng. Ví dụ như con mắt điềm đạm đáng yêu, bờ môi ngây thơ, dáng người cao gầy mà thon dài, còn có đường cong yêu mỹ trong lộ vô hình lộ ra trên thân thể nàng nữa. Lúc ngươi lần thứ ba nhìn lên người nàng thì đã không thể chuyển mắt được nữa. Phong Phi Vân thật sự đã gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng đa số đều là lần đầu tiên kinh diễm, mà càng nhìn lại càng mỏi mệt, nhưng nữ nhân trước mắt này, tuy rằng lớn lên rất bình thường, nhưng càng nhìn lại càng không nhịn được muốn nhìn tiếp, càng nhìn càng thấy đẹp, thật giống như vĩnh viễn đều nhìn không đủ, hận không thể giữ nàng bên người để mỗi ngày ngắm nhìn cho mãn nhãn vậy. Mặc dù chỉ là mãn nhãn, nhưng cũng là một loại hưởng thụ lớn lao. Khó trách thế lực lớn như Bắc Minh Phiệt, nữ nhân hạng gì lại không thể đạt được, nhưng lại phí nhiều thủ đoạn như vậy chỉ để bắt nàng, thu nàng vào tư phủ. Cũng khó trách thần đô nhiều tuyệt đại tài tuấn như vậy, đều coi nàng là nữ thần, kính là đại gia, một câu nói của nàng sẽ khiến không ít người lao đầu bán mạng. Nhưng Phong Phi Vân vẫn còn xem thường Dạ Tiêu Tương, nếu nàng chỉ là một nữ tử dựa vào khuôn mặt kiếm cơm vậy thì không có thể nào có được thân phận và địa vị như hiện giờ ở thần đô rồi. Nàng lấy ra ống tiêu màu tím kia, động tác dịu dàng, thập phần ôn nhu, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, đây là một khúc đàm hoa vũ trung miên. Tiếng tiêu đệ oán, vang lên trong rừng. Tùng Lâm vốn yên lặng dị thường vào thời khắc này càng thêm yên lặng, tâm Phong Phi Vân cũng theo đó yên lặng, toàn tâm đều đang lắng nghe tiếng tiêu siêu tuyệt phàm trần, mang đến cho người một loại hưởng thụ còn mỹ diệu hơn cả lên giường với nữ nhân. Cùng với tiếng tiêu, trên bầu trời có nhiều đóa hoa vũ phiêu rơi xuống, trên mặt đất, trong đất bùn, sinh trưởng ra nhiều đóa hoa quỳnh, phát ra thanh mùi thơm nức mũi. Ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện một tia mưa phùn, trong mưa mang theo quang điểm, tựa như mảnh vải giữa trời và đất, có thể ngăn cách tầm mắt của người. Tiếng tiêu thật hay. Phong Phi Vân bỗng nhiên mở to mắt, tỉnh táo lại, hoa quỳnh, mưa phùn trước mắt trong nháy mắt đều nghiền, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ Tiêu Tương đã biến mất. Ta kháo, nữ nhân này thật không thành thật mà. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, may mắn linh hồn của mình cường đại, cho nên ngay sát na khi tiếng tiêu biến mất đã ý thức được không ổn, sau đó thanh tỉnh lại, nếu là người khác nghe một khúc đàm hoa vũ trung miên như thế, linh hồn yếu sẽ chọn đời ngủ say, linh hồn cường đại cũng phải ngủ vài ngày. Đương nhiên, tu vi Dạ Tiêu Tương thật sự quá thấp, rất nhanh liền lần nữa bị Phong Phi Vân bắt được, lúc này Phong Phi Vân đã có kinh nghiệm, trực tiếp tịch thu lấy ống tiêu của nàng. A hát, phi lễ A hát. Cứu mạng A Hát, ngươi thả ta ra. Dạ Tiêu Tương bị Phong Phi Vân bắt được cổ tay, cho dù nàng dùng ra tất cả vốn liếng cũng không thể giãy giụa ra. Phong Phi Vũ nói, ngươi nếu lại kêu nữa thì sẽ thật sự gọi người xấu đến đấy. Dạ Tiêu Tương ở thần đô lực ảnh hưởng rất lớn, nhạc mê vô số kể, trong đó còn có rất nhiều đều là người có thân phận địa vị, muốn bí mật bắt nàng cần bốc lên phong hiểm rất lớn. Không cẩn thận để lộ ra tiếng gió, vậy thì sẽ phải đối mặt với một đám người hâm mộ khổng lồ. Trong đó tự nhiên không thiếu rất nhiều người hâm mộ trung thành tu vị cường đại, coi như là đối mặt với Bắc Minh Phiệt cũng không sợ hãi, vì Dạ đại gia, bọn hắn có thể cùng địch nhân Ngọc Thạch đều vong. Hôm nay lại xuất hiện sơ suất, vị đại nhân vật kia của Bắc Minh Phiệt há có thể không gấp, nếu việc này truyền lại thần đô, vậy thì tất sẽ kích thích nhiều người tức giận, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Sau khi tin tức yêu ma chi tử cướp đi Dạ Tiêu Tương truyền lại Bắc Minh Phiệt thì vị đại nhân vật kia của Bắc Minh Phiệt liền phái ra đại lượng cao thủ, giữ vững các giao lộ mấu chốt quay về thần đô, chỉ cần yêu ma chi tử xuất hiện lập tức giết bất luận tội. Hơn nữa, hắn càng thỉnh động cường giả ám vực tà đạo, bắt đầu tìm kiếm nơi hạ lạc của Phong Phi Vân, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết người diệt khẩu, hơn nữa còn đoạt lại Dạ Tiêu Tương. Ta không tin, ngươi mới là người xấu. Dạ Tiêu Tương nói. Ta không phải. Ngươi nếu không phải người xấu, vậy vì sao ngươi không thả ta ra? Dạ Tiêu Tương nói. Phong Phi Vân nói. Ta cho dù thả ngươi ra, ngươi cũng trốn không thoát, rất nhanh ngươi sẽ bị người bắt, sau đó bị giam lại, trở thành đồ chơi trên người của những người khác. Dạ Tiêu Tương tuy rằng thiện lương đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu, chớp tinh mâu, nói. Ngươi nói tới ai? Phong Phi Vân vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên. Chân trời truyền đến ba đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo ba cổ khí thế cường hoành. Phong Phi Vân chân dẫm mạnh, một mảnh trận pháp hình tròn liền tạo ra dưới chân, trận pháp trầm xuống lòng đất, Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương liền biến mất trên mặt đất, chìm vào lòng đất chừng ba trượng, bị trận pháp ẩn nấp bao lấy. Bá!
Không bao lâu, ba lão giả thân mặc hắc y rơi xuống ngay trên mặt đất trên đỉnh đầu bọn hắn. Ồ, vừa rồi rõ ràng thấy có người ở đây, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bị hoa mắt sao? Một lão giả râu bạc trắng trong đó kinh ngạc nói, triển khai thần thức dò xét, lại không phát hiện bất luận kẻ nào cả. Hừ, Bắc Minh Phiệt đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải diệt trừ yêu ma chi tử, nếu cần thiết, ngay cả Dạ Tiêu Tương cũng nhất định phải chết, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một thanh âm già nua khác nói. Yên tâm đi, 72 tòa trọng trấn, 9 đại quan tạp chung quanh thần đô đều đã nhận được mật lệnh, có tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn, bọn hắn không vào thần đô còn may, một khi tiến vào thần đô, tất nhiên sẽ chết ở nửa đường. Đi, tiếp tục tìm kiếm. Bá, bá, bá. Ba lão giả ngự không mà đi, thẳng đến khi khí tức hoàn toàn biến mất, Phong Phi Vân mới cùng Dạ Tiêu Tương nổi lên từ lòng đất. Thả ta ra. Dạ Tiêu Tương từ trong tay Phong Phi Vân giãy giụa ra ngoài, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ngươi chính thám hoa trên hạ sử thi thiên tài bảng, yêu ma chi tử sao? Phong Phi Vân cười cười, nói. Ngươi đã tin ta không phải người xấu rồi chứ? Ông trời, y ngắn, nghe nói phàm là nữ nhân rơi vào trong tay của ngươi, đều sẽ không có kết cục tốt. Dạ Tiêu Tương tự nhiên cũng nghe qua các lời đồn đãi về Phong Phi Vân. Biết rõ rất nhiều nữ tử gặp không may trong độc thủ của hắn. Ách! Phong Phi Vân nói. Dạ Tiêu Tương quay người bỏ chạy, chung quy vẫn cảm thấy Phong Phi Vân cùng với những người vừa rồi đều không phải người tốt. Nàng tự nhiên không chạy được, Phong Phi Vân bay qua, trực tiếp bắt được nàng, liền dẫm luân hồi tật tốc, xông vào trong mây xanh. Dạ Tiêu Tương phát ra một tiếng thét, không ngừng dùng nắm đấm đánh Phong Phi Vân, nhưng lại không có nửa phần hiệu quả. Chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Phong Phi Vân. Tất cả đại quan tạp và trọng trấn tiến vào thần đô đều đã bị phong tỏa, hiện giờ nếu xông vào thần đô, đích thật là chỉ còn đường chết. Coi như là Bắc Minh Phiệt và tà đạo ám vực không xuất động nhân vật nửa bước cự kinh, mặc dù chỉ à điều động ra mấy tôn tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng, thiên mệnh đệ tứ trọng cũng đã khiến Phong Phi Vân nguy hiểm, huống chi còn phải mang theo gánh nặng Dạ Tiêu Tương này, muốn xông cửa, càng đã khó càng thêm khó. Xem ra chỉ có trước tìm nơi đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Sau đó lại đi sông cửa đoạt trấn, chỉ cần đi vào thần đô, quản thế lực Bắc Minh Phiệt khổng lồ như thế nào, đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất không dám lại ra tay ngoài sáng nữa. Dạ Tiêu Tương cuối cùng nhất vẫn yên tĩnh ngại, biết rõ trốn không thoát khỏi ma trưởng của Phong Phi Vân, nhíu đôi mi thanh tú lại nói. Bắc Minh Phiệt ở thần đô, thậm chí ở toàn bộ Trung Hoàng phủ thế lực rất lớn, có thể điều động siêu cấp cường giả, hôm nay 72 trọng trấn và 9 đại quan tạp đều bị phong tỏa. Bọn hắn muốn tìm được chúng ta chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vừa rồi ba lão già kia nói chuyện, nàng cũng đã nghe được, trong lòng đã đại khái suy đoán được là ngươi phương nào muốn bắt mình, muốn thoát khỏi tay người nọ quả thật còn khó hơn lên trời. Ta biết rõ. Phong Phi Vân ôm Dạ Tiêu Tương vào trong ngực, ánh mắt nghiêm nghị, tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ càng nhanh hơn nữa. Vậy chúng ta bây giờ còn nơi nào để đi nữa? Trong lòng Dạ Tiêu Tương sinh ra một cổ bi ai. Mình một lòng muốn tự do, nhưng lại nhất định không được tự do, luôn có người muốn nhốt nàng vào trong lồng sắt. Bắc Minh Phiệt là một cái lồng sắt, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao lại không phải là một lồng sắt khác chứ? Sau khi ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, nàng liền cho rằng có thể đạt được tự do mình muốn, có thể ẩn cư núi rừng, không cần bán rẻ tiếng cười, không cần lấy lòng người khác nữa, có thể làm chính mình, nhưng nàng cuối vẫn bị người bắt đưa đến Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, làm trụ cột của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Loại nữ nhân như mình, nhất định phải bị nhốt vào trong lồng, để người thưởng thức, tựa như một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng, cho dù có được người yêu thích thế nào, bị người truy phủn thế nào, nhưng cuối cùng chỉ có thể vì người khác mà sống, không thể vì mình mà sống được. Giờ phút này, bay lượn giữa trời xanh mây trắng, bị nam nhân lạ lẫm này ôm vào trong ngực, trong lòng ngược lại có một loại cảm giác tự do nói không nên lời, nàng cực kỳ hy vọng có thể cứ vậy bay đi. Bay ra khỏi địa vực thần đô, bay đến một nơi không có bất kỳ người nào khác. Nhưng nàng biết rõ đây chỉ là một loại hy vọng xa vời, loại bay lượn này nhất định sẽ dừng lại. Chính là trong chỗ này, Bỉ Khâu Sơn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chúng ta sẽ trở quay lại nơi người bị bắt đi. Hai mắt Phong Phi Vân đã có thể nhìn thấy cỗ thần tượng khổng lồ đứng ở bên bờ Tấn Hà kia. Phong Phi Vân cũng không bay đến trên đỉnh Bỉ Khâu Am. Dù sao Bỉ Khâu Am cũng là thánh địa tu luyện Phật môn, đệ tử đông đảo, bên trong nhất định sẽ có tai mắt của Bắc Minh Phiệt.
Phong Phi Vân đứng ở phía sau núi Bỉ Khâu Sơn, nơi này địa vực rộng lớn, bị rừng rậm bao trùm, phía dưới còn có Tấn Hà cuồn cuộn chảy xuôi, đối diện chính là một thần tượng cao hơn 1.000 trượng. Đây chính là chỗ ẩn thân rồi. Cứ như vậy dừng lại rồi sao? Dạ Tiêu Tương có chút thất lạc đứng trên mặt đất. Phong Phi Vân hiển nhiên không nghe hiểu nàng ý nàng, nói. Đây chính là nơi an toàn nhất, người ta đạo ám vực chưa hẳn dám đến nơi đây lộng hành. Trước trốn ở đây một thời gian ngắn đi, đợi một thời gian nữa ta sẽ đưa ngươi trở lại thần đô. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ Tấn Hà, ánh mắt sâu kín, nhìn qua thần tượng bên kia bờ sông, lại gặp được nàng, ai? Thần Tấn Vương Triều có thuyết pháp tam công cửu khanh thập bát hầu phủ, đều là cấp bậc nguyên lão khai triều, thừa kế truyền thừa hơn 6.000 năm, từ khi thần Tấn Vương Triều khai triều đến nay đã có mặt, là trụ cột vững vàng của triều đình. Trong thần đô còn có tam công miếu, bên trong cung phụng chính là tam công khai triều, ba người này vì thần Tấn Vương Triều thành lập làm ra cống hiến cực lớn, mặc dù là tử tôn bọn hắn cũng có thể chọn đời thừa kế tước vị đại công. Trong đế cung cũng lập nên Vân Yên Tháp, bên trong cung phụng 18 vị công thần khai quốc, Vân Yên thập bát công thần, mỗi một vị công thần đều được phong làm thiên hầu, phụ trách thống lĩnh 18 lộ khai quốc cường đại nhất thần Tấn Vương Triều, có thiên hầu nắm giữ trong tay mấy ngàn vạn thần võ, có thiên hầu cường đại, thậm chí còn nắm giữ lấy mấy tỷ thần võ quân. Hoàng tộc, tam công, thập bát thiên hầu liền hợp thành hệ thống vương công quý tộc mạnh nhất toàn bộ thần Tấn Vương Triều, trải rộng toàn bộ 8 vị phủ chủ thần Tấn Vương Triều. Quận chúa phía dưới phủ chủ cơ hồ đều là từ trong những tử tôn vương công quý tộc này ra đời, hoặc là môn sinh của những vương công quý tộc này mới có tư cách chen vào tầng trên triều đình. Tam công và thập bát thiên hầu đều có đất phong của mình, cũng được xưng là tư lĩnh, ở trong đất phong có thể bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Tam công và thập bát thiên hầu đều là tồn tại có thực quyền, căn bản không phải cửu khanh có thể so sánh được, cửu khanh ở trong triều đình địa vị rất cao, nhưng phần lớn đều là quan văn. Hơn nữa đều là cấp dưới của Thái Tế, lực ảnh hưởng căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong tam công có, Thái Tế, Thái Sư, Thái Phó. Trong đó, Thái Tế quyền lợi lớn nhất. Mà Thái Tế của thần Tấn Vương Triều chính là gia chủ Bắc Minh Phiệt, Bắc Minh Mặc Thủ. Thân phận Thái Tế tăng thêm thân phận gia chủ Bắc Minh Phiệt, một trong tứ đại môn Phiệt lập tức khiến Bắc Minh Mặc Thủ đã trở thành người có quyền lực lớn nhất khắp toàn bộ thần Tấn Vương Triều ngoại trừ Tần Đế ra mà ngay cả trong thập bát thiên hầu cũng có đến 1/3 người nghe lệnh Bắc Minh Mặc Thủ, phụ thuộc vào vị Thái Tế đại nhân này. Bắc Minh Phiệt, Thái Tế Phủ. Nó ở vào nơi giàu có nhất thần đô, chung quanh đều là cổng và sân đại viện. Nhưng ở trước mặt Thái Tế Phủ lại có vẻ hơi thấp bé. Vô liêm sỉ, vì một nữ tử thành lâu rõ ràng làm ra chuyện như thế. Nếu chuyện bị bại lộ, danh dự của Bắc Minh Phiệt chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mất. Bắc Minh Mặc Thủ bàn tay vỗ vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp khiến trung niên nhân ở đối diện hắn sợ tới mức lùi về sau vài bước. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi, thân hình thoáng mập mạp, chính là đệ đệ của Bắc Minh Mặc Thủ, Bắc Minh Thương. Bắc Minh Mặc Thủ ở thần đô có một tên hiệu, gọi là Bắc Minh Hồ Ly, cho tới bây giờ đều luôn vui mừng không lộ ra mặt. Coi như là trời sập xuống, hắn cũng có thể không sợ hãi, hôm nay là lần đầu hắn tỏ vẻ tức giận như vậy. Mặc dù Bắc Minh Thương là thân đệ đệ hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, nói. Đại ca, chuyện cũng đã xảy ra, ta cũng không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một tên yêu ma chi tử, nếu không có hắn, căn bản sẽ không đột nhiên xảy ra chuyện, nói không chừng Dạ Tiêu Tương hiện giờ đã bị đưa vào Thái Tế Phủ rồi. Điều động người bắt Dạ Tiêu Tương chính là vị đệ đệ duy nhất của Thái Tế, Bắc Minh Thương. Ngươi còn không biết xấu hổ, dám nói vậy sao? Bắc Minh Mặc Thủ dần bình tĩnh lại, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận khả năng lớn nhất đền bù, không cho mối họa lan đến trên người mình. Trong mắt Bắc Minh Thương mang theo vẻ âm tàn, nói. Đại ca không cần lo lắng, ta điều động người canh giữ ở 9 quan, 72 trọng trấn, càng thỉnh động cao thủ tà đạo ám vực đuổi giết yêu ma chi tử. Nếu có thể điều động nhân vật cấp bậc nửa bước cự kình và cự kình trong gia tộc ra tay, tin tưởng rất nhanh có thể gạt bỏ yêu ma chi tử. Thành sự không có bại sự có thừa. Bắc Minh Mặc Thủ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại trở nên tâm bình khí hòa, nhẹ nhàng vuốt ngọc ban chỉ trên ngón tay, nói. Long Xuyên Phượng đã quay lại thần đô. Cái gì, lão gia hỏa thần vương kia rõ ràng trở về rồi sao? Trên mặt Bắc Minh Thương mang theo vài phần sợ hãi. Thần vương chính là vương gia phong vương duy nhất ở thần Tấn Vương Triều, địa vị còn cao hơn cả tam công, mặc dù rời khỏi thần đô đã gần 200 năm,
nhưng trong tay vẫn nắm giữ lấy lực lượng khổng lồ, chính là người mà Bắc Minh Mặc Thủ kiêng kỵ nhất trong triều. Trong mắt Bắc Minh Mặc Thủ mang theo hào quang đa mưu túc trí, nói: Long Xuyên Phượng từng muốn cho yêu ma chi tử trở thành người thừa kế thần vương đời sau, ngân ngân, chỉ tiếc yêu ma chi tử lại trúng Diêm Vương hủ huyết, tuổi thọ không nhiều, Long Xuyên Phượng mới không thể không thôi. Nhưng hai người dù sao cũng có tình thầy trò, nếu chúng ta điều động tu sĩ cấp bậc nửa bước cự kình đi giết yêu ma chi tử, khẳng định không thể gạt được tai mắt của Long Xuyên Phượng, hắn tất nhiên sẽ ra tay, phái ra bao nhiêu người, sẽ chết bấy nhiêu. Huống hồ, ta mới nhất nhận được tin tức, yêu ma chi tử đã trở thành người thừa kế Phong gia, tất nhiên sẽ được chân nhân kia của Phong gia thủ hộ, tuy rằng ta không biết người này tu vị đạt đến mức độ nào, nhưng lấy lực lượng chân nhân, cho dù đang ở Nam Thái Phủ xa xôi, cách một mảnh hư không mấy chục vạn dặm đánh chết một vị cự kình tuyệt đối không thành vấn đề. Bắc Minh Thương nói, đại ca có ý là chúng ta không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn yêu ma chi tử nhảy nhót trước mắt mình sao? Bắc Minh Mặc Thủ lắc đầu, nói, tuyệt đỉnh cường giả thế hệ trước ra tay, có lẽ Long Xuyên Phượng và vị chân nhân kia của Phong gia sẽ tức giận, nhưng nếu là một đời tuổi trẻ ra tay, coi như là Long Xuyên Phượng và chân nhân cũng không thể nói gì hơn. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp vào một đời tuổi trẻ tranh hùng. Bắc Minh Thương cười ha ha, nói. Đại ca nói rất đúng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, yêu ma chi tử cho dù đã từng là thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ đã trúng Diêm Vương hủ huyết, có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại bao nhiêu. Bắc Minh phiệt ta tuổi trẻ tài tuấn quá nhiều, có thể đánh chết hắn cũng không ít. Nếu hắn biết rõ Bắc Minh hỏa kích, một trong Bắc Minh tứ thiếu gia cũng bị Phong Phi Vân đánh bại dễ dàng, đoán chừng hắn cũng không lạc quan vậy rồi. Bắc Minh Mặc Thủ nhẹ gật đầu, nói. Nói việc này cho Phá Thiên, ta tin tưởng hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện giết thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài. Phá Thiên trong miệng hắn chính là đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ Bắc Minh Phiệt, Bắc Minh Phá Thiên, cũng là thiên tài cấp bậc sử thi bài danh thứ tư trên thượng sử thi thiên tài bảng. Bắc Minh Thương đại hỉ, nói. Phá Thiên nếu ra tay, yêu ma chi tử tuyệt không có đường sống. Bắc Minh Thương kích động rời đi, lại bị Bắc Minh Mặc Thủ gọi lại, nói. Còn có một việc, người phải đi làm. Đại ca, chuyện gì? Thường nói danh không tránh, ngôn không thuận. Nói cho tất cả mọi người ở thần đô biết, yêu ma chi tử sắc đảm ngập trời, vậy mà bắt đi Tiêu Tiên Tử, Bắc Minh Phiệt chúng ta nguyện ý giúp thần vương thanh lý môn hộ, giết loại dâm đồ không biết liêm sỉ này. Bắc Minh Mặc Thủ thản nhiên nói. Bắc Minh Mặc Thủ một chiêu này xem như nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất, có thể giá họa tất cả mọi chuyện lên trên người Phong Phi Vân. Thứ hai, tất cả mọi người biết rõ yêu ma chi tử là thần vương truyền nhân, hành vi không dạy dỗ tốt đệ tử này, sư phụ của hắn có phải nên chịu trách nhiệm lớn nhất không? Bắc Minh Mặc Thủ một chiêu này chính là đang đánh một trọng quyền tới thần vương. Bắc Minh Thương thoáng do dự, nói. Nếu làm như vậy, vậy thì Tiêu Tiên Tử sẽ không cách nào tiến vào Thái Tế Phủ rồi. Hừ, nữ nhân này phải chết, chỉ có nàng và yêu ma chi tử đều chết hết, mới có thể chết không có đối chứng, mới có thể kích thích những nhạc mê kia phẫn nộ, chỉ đầu mâu đến trên người Long Xuyên Phượng. Thanh âm Bắc Minh Mặc Thủ càng thêm âm trầm. Bắc Minh Thương tuy rằng vạn phần không nỡ, nhưng chỉ có thể tòng mệnh, không dám làm trái với mệnh lệnh của Bắc Minh Mặc Thủ. Một đêm này, một tin tức truyền khắp toàn bộ thần đô, thần vương truyền nhân, yêu ma chi tử, chúng Diêm Vương hủ huyết, rõ ràng còn chưa chết. Lại bắt cóc Tiêu Tiên Tử giả Tiêu Tương. Sau khi tin tức này truyền ra đã chấn động toàn bộ thần đô, nhạc mê của giả Tiêu Tương không biết có bao nhiêu, cả đám đều như sư tử phát điên, khi màn đêm buông xuống đã có vô số người rời thần đô, muốn tìm yêu ma chi tử chiến đầu. Càng có người phát hạ thề độc, không giết Phong Phi Vân, thề không làm người. Tuy rằng, đây đều là lời đồn nghe được trong phố xá, nhưng lại rất nhiều người đều tin, dù sao. Yêu ma chi tử đã có danh từ trước. Làm ra loại chuyện này cũng không hề kỳ quái. Long hồ 3.000 dặm, bạch ngọc treo ngân câu. Long hồ chi thủy, dậy sóng như biển, trên mặt hồ một vòng trăng sáng treo trên cao, một mặt bảo kính huyền không treo trên vải đen vậy. Nơi này chính là một trong tứ đại môn phiệt, ngân câu gia tộc. Yêu ma chi tử, chúng Diêm Vương hủ huyết, hắn rõ ràng còn chưa chết. Đông Phương Kính Nguyệt lụa trắng che mặt, ngồi dưới một gốc hoa ghế chát long cổ lão. Trong tay ôm một cây hồng ngọc tỷ bà, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, thanh phong thổi tới, tóc dài bay múa, trên cây có cánh hoa màu trắng bay xuống, tựu như vào đông tuyết. Áo trắng hồng tỷ bà,
ngọn cây treo trăng sáng, gia nhân ngồi một mình dưới cây quế. Một nam tử mặc tê gia nhuyễn giáp, trên bờ vai lỗ võ hữu lực phủ một áo choàng màu đỏ tươi, uy phong lẫm lẫm đi tới, câu đầu tiên mở miệng chính là: Dạ Tiêu Tương không phải Phong Phi Vân bắt đi, đây nhất định lại là âm mưu quỷ kế của Bắc Minh lão hồ ly. Nam tử này, dĩ nhiên là Đông Phương Kính Thủy. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cái khăn che mặt màu trắng che lấy mặt nàng, nhìn không ra biểu lộ của nàng lúc này, chỉ đôi mắt đẹp của nàng lại đạm mạc đến cực điểm, thản nhiên nói: Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bắc Minh Phá Thiên vừa rồi đã ra khỏi thành, phụng mệnh đi đánh chết hắn. Đông Phương Kính Thủy lại nói: Thực nhàm chán. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên đứng dậy, ôm Hồng Ngọc tỷ bà, liền lướt qua bên người Đông Phương Kính Thủy, thân ảnh tuyệt mỹ đến cực hạn. Đông Phương Kính Thủy lộ ra mỉm cười, nói: Ngươi sẽ không cũng muốn ra khỏi thành đấy chứ? Đông Phương Kính Nguyệt có chút dừng bước, nhưng cũng không quay người, nói: Nếu ngươi muốn ra khỏi thành, ngược lại có thể cùng ta đồng hành. Ta đối với yêu ma chi tử lại không có hứng thú gì, ta ra khỏi thành làm gì chứ? Đông Phương Kính Thủy như muốn cười ra tiếng rồi. Cùng ta đi cười nhạo tên yêu ma chi tử huênh hoang kia, ta mấy năm trước đã nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói: Ta cùng hắn không oán không cừu, vì sao phải cười nhạo hắn? Đông Phương Kính Thủy tức cười. Hắn nói hắn có thể trong vòng 5 năm đánh bại ngươi, hiện giờ đã qua 4 năm linh 5 tháng, nhưng tu vi của hắn vẫn kém ngươi một mảng lớn, ngươi nói loại người khoác lác lung tung này, có phải nên cười nhạo không? Đông Phương Kính Nguyệt nói: Ngươi nhớ thời gian thật rõ, chiếu theo ngươi nói, ta có lẽ thật sự nên theo người đi cười nhạo hắn rồi. Đông Phương Kính Thủy rốt cục không nhịn được nữa bật cười, cũng không biết là đang cười nhạo Phong Phi Vân, hay là đang cười nhạo người nào nữa. Bỉ Khâu Sơn, cũng không tính cao lớn, cũng không tính tú lệ, nhưng vì có tòa Phật môn thánh địa như Bỉ Khâu Am nên nơi này lập tức trở thành danh sơn đại nhạc, tiên sơn phúc địa. Phía sau núi Bỉ Khâu Sơn, địa vực rộng lớn, dãy núi phập phồng, người ở thưa thớt, coi như là đệ tử cửa Phật của Bỉ Khâu Am cũng rất ít khi đến nơi này. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong một động phủ mở trên vách núi, trên thân thể lao ra 360 tòa quang mang màu vàng, 360 đạo mệnh huyệt đều mở ra toàn bộ, tựa như 360 tòa thần kiều kết nối thân thể và tự nhiên, cũng hấp thu lấy linh khí đến từ đại địa và trong không khí. Hai tay cũng đặt lên hai khối chân diệu linh thạch, thu nạp linh khí bên trong linh thạch vào trong thân thể, sau đó chạy đến đan điền, chuyển hóa thành tử phủ linh khí. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, mới có thể ứng đối nguy cơ sắp sửa phát sinh sau này, nếu không thể đột phá thành công, vậy sẽ lâm vào cục diện thập phần bị động. Phong Phi Vân tính tọa ở chỗ kia, trong đầu hiện lên một ý niệm. Mặc dù nói trong tử phủ trung cung của hắn đã tu luyện ra hơn 2.900 đạo tử phủ linh khí, cách thiên mệnh đệ nhị trọng chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này nói không chừng tựa như chỉ xích thiên nhai vậy, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Tử phủ trung cung thật sự khó lường, rộng lớn vô biên, tựa như hằng hà vũ trụ, mà tu sĩ chính là phải ở trong một mảnh hoàn vũ tu luyện ra một khối thiên địa của mình. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng chỉ là một khối tiểu thiên địa, muốn đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, không chỉ phải tu luyện ra 3.000 đạo tử phủ linh khí, càng cần mở rộng thiên địa của mình. Muốn tu luyện tử phủ linh khí dễ dàng, nhưng muốn mở rộng thiên địa trong tử phủ trung cung lại cực kỳ khó. Rất nhiều tu sĩ, muốn chỉ vì cái trước mắt, cưỡng ép đột phá, nhưng phần lớn đều mở rộng thất bại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Phong Phi Vân thần cơ vô cùng chắc chắn, tẩu hỏa nhập ma sự tình, cơ hồ sẽ không phát sinh tại trên người của hắn. Lực lượng trên người tên này thật cường đại, trong thân thể thậm chí có thanh âm phượng minh và long ngâm truyền ra, khó trách được xưng là yêu ma chi tử. Dạ Tiêu Tương ngồi ở cửa động phủ, hai tay ôm đầu gối, mềm mại dựa lưng vào trên vách động lạnh như băng. Một đôi tinh mâu im im lặng lặng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân lơ lửng trong động phủ, kỳ thật yêu ma chi tử trong truyền thuyết cũng không phải quái vật đáng sợ tướng mạo dữ tợn, ngược lại có chút thanh tú, bộ dáng cũng tuấn giật thập phần mê người, chỉ là trên người lại ẩn ẩn tản mát ra một cổ ma khí, tựa hồ tùy thời đều sẽ hóa thành một ma đầu giết người như ngóe vậy. Dạ Tiêu Tương con mắt xoay chuyển một vòng, nhìn chằm chằm vào đoạn ống tiêu màu tím lộ ra trong ngực Phong Phi Vân, đây chính là tiêu mình yêu quý nhất. Lại bị hắn tịch thu, hắn cũng quá ngang ngược rồi. Trên lỗ hổng động phủ bố trí có trận pháp, tựa như một cánh cửa không thể nhìn thấy, nàng căn bản đi không được, chỉ có thể đợi ở chỗ này nhìn chằm chằm vào nam tử đã ngồi xuống hai ngày kia. Lão thiên gia,
thỉnh phù hộ Tiêu Tương, sớm ngày thoát khỏi ma trường. Oanh! Chợt, linh khí trong động phủ trở nên loạn cả lên, trong đất bùn, có vô số đạo linh khí nồng đậm ngưng tụ thành trường lưu mắt thường có thể thấy được, tụ tập về phía Phong Phi Vân, có một loại cảm giác giang hà hội tụ thành đại hải. Huyết khí trên người Phong Phi Vân càng thêm cường thịnh, yêu ma chi huyết trong máu, sống lưng Diêm Vương trên lưng phân biệt tản mát ra một cổ ma tính, và một cổ tà lực, hai loại lực lượng này đều đang dục dịch, thật giống như biến thân thể Phong Phi Vân thành một cái hỗn loạn chi lô vậy. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, đều nương theo yêu ma chi huyết lần nữa thức tỉnh, tà lực của sống lưng Diêm Vương đã thái nghén trong thân thể Phong Phi Vân càng thêm cường thịnh, hai loại lực lượng này đều vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải tu vị Phong Phi Vân hiện giờ có thể khống chế được. Một khi để chúng nó chính thức sống lại, thần thức hiện giờ của Phong Phi Vân cũng sẽ bị chúng phá hủy, cho nên nhất định phải áp chế. Nguy rồi, đã sắp đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, nhưng một khi đột phá, tất nhiên sẽ kích phát ra yêu ma chi huyết và tà lực sống lưng Diêm Vương, đến lúc đó căn bản không thể áp chế nổi, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cảnh giới sắp đột phá, nhưng lại không cách nào đột phá sao? Phong Phi Vân khổ tư đối sách, mà đúng lúc này, thanh đồng cổ thuyền phiêu đãng trong thân thể, ở trên đan điền chi hải của hắn rõ ràng cũng bị tử phủ linh khí khổng lồ trùng kích, 18 tấm thiết bố thần phàm mục nát trên thanh đồng cổ thuyền vậy mà có chút bỗng nhúc nhích. Ngân ngân, cán thuyền chuyển động, phát ra thanh âm cổ xưa mà hùng hậu. Thanh âm khủng bố dị thường, thật giống như viễn cổ thần linh đang sống lại vậy. Đây là thanh đồng cổ thuyền đã có phản ứng, tuy rằng thập phần nhỏ, nhưng lọt vào tai Phong Phi Vân lại không khác gì lôi đình chấn động. Phong Phi Vân cuồng hỉ. Xem ra là vì linh khí trong thân thể ta đã đạt đến được trình độ nhất định, rốt cục có thể dẫn động thanh đồng cổ thuyền rồi. Nữ ma đã luyện hóa được một nửa thanh đồng cổ thuyền, nhưng vì Phong Phi Vân trước kia tu vị quá thấp, không cách nào khiến thanh đồng cổ thuyền hiện ra uy năng chính thức, mà bây giờ thanh đồng cổ thuyền đột nhiên thức tỉnh, cái này có nghĩa là mình đã có thể vận dụng một tia lực lượng của nó. Đây chính là một kiện thánh linh khí mãnh, dù chỉ có một tia, cũng xa xa không phải những linh khí kia có thể so sánh được. Những linh khí kia thậm chí sẽ trực tiếp bị thanh đồng cổ thuyền đánh bại. Đây là hai loại khí mãnh cấp bậc hoàn toàn bất động. Phong Phi Vân từ trong 40 đạo thần thức, phân ra một đạo, ngưng tụ thành một bản thân nho nhỏ, hóa thành một quang điểm, trực tiếp bay vào trong đan điền. Phong Phi Vân lơ lửng ở bên cạnh thanh đồng cổ thuyền, điều động lực lượng toàn thân, đan điền chi hải nước cuộn trào tuôn ra, linh khí toàn bộ đều đã đánh vào trong thanh đồng cổ thuyền. Những linh khí này bị thanh đồng cổ thuyền điên cuồng hấp thu, đại khái qua nửa canh giờ, tựa hồ mới xuất hiện trạng thái bão hòa. 3. Một tiếng thanh âm như vỏ trứng vỡ vụn vang lên. Một tầng đám xương nhàn nhạt từ trên thanh đồng cổ thuyền chậm rãi thối lui, lộ ra hình thái chính thức của nó. Đây là một chiếc chiến thuyền vô cùng khổng lồ cổ xưa, nếu theo như tỷ lệ thần thức Phong Phi Vân ở trong đan điền chi hải mà tính toán thì chiếc chiến thuyền cổ xưa này dài chừng mấy ngàn dặm, tựa như một đầu sơn mạch khổng lồ vậy. Đội thuyền lớn nhất thần tấn vương triều, Hồng Nha phi hạm ở trước mặt của nó chỉ như một hạt cát. Đây là lần thứ hai Phong Phi Vân nhìn thấy hình thái bản tôn thanh đồng linh chu, trước đó lần thứ nhất là ở trên đường Hoàng Tuyền, lúc ấy chỉ thoáng nhìn qua đã bị đánh bay. Giờ phút này, lần nữa chứng kiến, trong lòng lại càng thêm rung động không hiểu, chiếc chiến thuyền này thật sự quá khổng lồ rồi, quả thực không giống như phi chu bay trên bầu trời, càng giống như hồng hoàng thần chu xuyên thẳng qua giữa vũ trụ tinh thần, có thể từ một phiến tinh không này bay đến một phiến tinh không khác. Ông trời, y ngắn, xem ra dự đoán của ta về nó còn không chính xác, chiếc cổ thuyền này khẳng định không chỉ đơn giản là thánh linh khí mãnh. Phong Phi Vân bị khí tức phát ra từ trên thanh đồng cổ thuyền chấn nhiếp ở, mặc dù ở hắn kiếp trước chính là cường giả vũ hóa đệ cửu trọng cũng chưa từng thấy qua thứ nào có thể chấn nhiếp nhân tâm như thế. Thanh đồng cổ thuyền cũng đã sinh ra vết rỉ, viễn cổ khắc văn trên đó cũng đã mục nát đến mơ hồ. Những đồ ảnh kỳ dị mà cổ quái trên vách thuyền coi như là Phong Phi Vân cũng mới thấy lần đầu, tựa hồ không thuộc về thế giới này. Phong Phi Vân phi thân đáp xuống trên cổ thuyền, một cổ khí tức xa xưa mà bi thương liền đập vào mặt, mang đến cho người một loại cảm giác như tiến vào thiên địa cảnh giới khác, hành tẩu trên thái cổ đại địa. Trên mặt đất tràn đầy cho bụi màu trắng dày đặc, những cho bụi này nhìn như bình thường, nhưng khi Phong Phi Vân cúi người đi nhặt thì dù chỉ là một hạt cho bụi nhưng cũng nặng như một tòa núi lớn. Một hạt cho bụi có thể đè chết một vị tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng, chấn vỡ linh hồn hắn. Trời ơi! Thiên hạ sao có thể có hạt bụi trầm trọng như thế, chẳng lẽ những hạt bụi màu trắng này đều là thánh linh cho cốt? Cũng chỉ có thánh linh cho cốt mới có thể trầm trọng như thế thôi.
chẳng lẽ vào thật lâu trước kia, có rất nhiều thánh linh vẫn lạc trên chiếc cổ thuyền này, bởi vì thời gian thật sự quá xa xưa nên thánh linh bạch cốt cũng biến thành cho bụi màu trắng sao? Đương kim chi thế, đã không thấy được thánh linh nữa, nơi này lại đầy thánh linh cho cốt, khiến người cực kỳ khiếp sợ. Phong Phi Vân vừa hiện lên ý niệm đó trong đầu đã bị chính mình hù sợ, thánh linh xương cốt ngàn vạn năm bất hủ, làm sao có thể hóa thành cho tàn? Chẳng lẽ còn lâu hơn ngàn vạn năm sao? Đi tới chiếc cổ thuyền này, miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân liền nhảy nhót không thôi, phát ra vầng sáng đen nhánh, sáu văn tự cổ xưa trên ban chỉ cũng rung rung, chợt, vọt ra, tạo thành sáu tòa thần đồ. Long mã hà đồ lơ lửng ở trên đỉnh thanh đồng cổ thuyền cũng nổ bắn ra vầng sáng sáng chói, cùng miểu quỷ ban chỉ trong tay Phong Phi Vân giao tương hô ứng, long mã trong tiền hà tựa hồ cũng như muốn sống lại, phát ra thanh âm cao vút mà điếc tai. Miểu quỷ ban chỉ và thanh đồng cổ thuyền quả nhiên có liên hệ không giống bình thường, thanh đồng cổ thuyền sở dĩ lại đưa ta đến thần tấn vương triều, đoán chừng cũng có quan hệ đến miểu quỷ ban chỉ. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế. Thủy Nguyệt Đình, thanh đồng cổ thuyền, miểu quỷ ban chỉ, tượng thần bên bờ Tấn Hà, Đông Phương Kính Nguyệt. Tất cả những thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại chút quan hệ, điều này chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Kiếp trước và kiếp này vậy mà có nhiều liên lụy như vậy. Tất cả mọi chuyện khiến suy nghĩ của người không cách nào yên tĩnh được. Ánh mắt Phong Phi Vân dần trở nên ngưng trọng. Oanh! Trong lúc đó, ở trong thanh đồng cổ thuyền truyền đến một cổ lực đẩy không hiểu lực, khiến Phong Phi Vân bay ra khỏi cổ thuyền, thanh đồng cổ thuyền lần nữa bị một tầng vầng sáng vô hình bao phủ. Linh khí của ta hiện giờ chỉ có thể chèo chống thanh đồng cổ thuyền mở ra thời gian ngắn ngủi, muốn dẫn động thanh đồng cổ thuyền, cần hao phí quá nhiều linh khí. Thần thức Phong Phi Vân lui trở về. Quay về trong đầu. Hiện giờ linh khí trong người Phong Phi Vân tuy rằng hạo miểu phồn đa, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chèo chống thanh đồng cổ thuyền mở ra 9 lượt hô hấp, thời gian dài hơn nữa, sẽ hao hết linh khí trong thân thể. Nhưng, mặc dù chỉ là 9 lượt hô hấp cũng đã tương đối đáng sợ, có thể sử dụng thanh đồng cổ thuyền, đánh ra 9 chiêu, vậy 9 chiêu này chính là 9 chiêu mạnh nhất, coi như là linh khí của đối phương cũng có thể sẽ bị đánh tan nát. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân kinh hỉ phát hiện, ma tính của yêu ma chi huyết và tà lực của sống lưng Diêm Vương đều bị trấn áp xuống. Đây nhất định là bởi vì khí tức khổng lồ mà thanh đồng cổ thuyền phát ra đã trấn nhiếp chúng, như vậy cũng tốt, ta có thể toàn lực đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng rồi. Lần thứ hai, trùng kích cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Phong Phi Vân hai tay lần nữa mở ra, linh thạch trong hai tay cũng đã bị tiêu hao một nửa, chỉ còn lại chừng nửa nắm đấm. Rất nhanh trong đan điền Phong Phi Vân liền ngưng tụ ra 3.000 đạo tử phủ linh khí, tựa như 3.000 đầu tử long ngao du trong đan điền, nhuệ khí động thiên, khiến thân thể Phong Phi Vân cũng nhịn không được run rẩy kịch liệt, tử mang trong đan điền bộc phát ra lực trùng kích trước nay chưa từng có. Oanh! Thiên địa trong tử phủ trung cung cũng tựa như xảy ra vụ nổ lớn, lần nữa mở rộng, so với lúc trước lớn hơn mấy lần, có thể dung nạp càng nhiều tử phủ linh khí hơn nữa. Phong Phi Vân chính thức bước chân vào thiên mệnh đệ nhị trọng. Thiên mệnh đệ nhị trọng và thiên mệnh đệ nhất trọng tuy rằng chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng lực lượng lại tăng lên mấy lần, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Phong Phi Vân từ trong tu luyện mở mắt ra, trong mắt có hai ngọn lửa vọt ra, nếu có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra trong mắt hắn tựa hồ như có hai đạo bóng dáng hỏa điều. Phượng Hoàng Thiên Nhãn lại tiến một bậc, đạt đến cảnh giới động triệt hữu hình, hai đạo nhãn thần từ trong mắt hắn bay ra. Phá vỡ trận pháp động phủ, bay ra ngoài động, bay thẳng lên thiên mạc, khiến hai đám mây trên bầu trời đều bị thiêu đốt lên, tựa như hỏa hà vậy. Phượng Hoàng Thiên Nhãn, chính thức đạt đến tiểu thừa rồi, lực công kích mạnh mẽ không kém gì linh khí. Trong lòng Phong Phi Vân đặc biệt sảng khoái, sau khi đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, coi như là gặp phải tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng cũng có thể đơn giản gạt bỏ, thậm chí có được lực lượng chống lại tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng, nếu sử dụng ra thanh đồng cổ thuyền. Phát ra 9 chiêu công kích mạnh nhất, vậy thì lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Phong Phi Vân tuy rằng không biết những tài tuấn trên thượng sử thi thiên tài bảng kia mạnh bao nhiêu, nhưng mình hiện giờ cũng đã không chênh lệch quá lớn với bọn họ nữa rồi. Phong Phi Vân từ trong bế quan đi ra, phát hiện Dạ Tiêu Tương lại chạy. Nữ nhân này chỉ cần có cơ hội liền sẽ chuồn đi, vừa rồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn đâm rách trận pháp nơi cửa động, nàng liền thừa cơ chạy đi. Phong Phi Vân, ngươi thả ta ra. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao lại không buông tha cho ta? Dạ Tiêu Tương lại bị Phong Phi Vân bắt lấy, còn chưa chạy được đến bờ Tấn Hà đã bị Phong Phi Vân kéo cánh tay trở về.
Lúc này Phong Phi Vân trực tiếp dùng dây thừng trói hai tay nàng lại, đầu kia cột vào tay mình, cái này xem nàng còn chạy thế nào được. Thực xin lỗi, ta có một vị bằng hữu thiếu nợ ngươi một cái ân tình, ta phải an toàn đưa ngươi về thần đô. Nếu để cho ngươi chạy đi lung tung như vậy, không đến ba canh giờ sẽ bị người bắt mất, rất khó đoán được ngươi có còn mạng trở về không nữa. Phong Phi Vân đi ở phía trước, lôi kéo dây thừng, Dạ Tiêu Tương vẻ mặt không tình nguyện đi theo phía sau. Tiêu tiên tử Dạ Đại gia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ còn chưa từng có người nào lại không chút thương hoa tiếc ngọc với nàng như vậy cả. Đi đến dưới tòa thần tượng cao 1874 trượng kia, chỉ riêng MU bàn chân thần tượng thôi đã như một tòa núi nhỏ, dưới thần tượng, Phong Phi Vân lần nữa ngừng chân, phát hiện có rất nhiều dân chúng nghèo khổ quỳ trên mặt đất, đốt giấy tiền, đốt hồng sáp, đốt lấy trường hương, vậy mà lại đang quỳ lại lấy tượng thần này. Những dân chúng này đều thập phần thành kính, đã coi thần tượng này trở thành thần linh. Phong Phi Vân ngăn một vị lão hán thất tuần lại, cung kính nói. Xin hỏi các ngươi đều là thôn dân dưới Bỉ Khâu Sơn sao? Lão hán kia thấy Phong Phi Vân vậy mà cột một nữ tử xinh đẹp, còn tưởng rằng Phong Phi Vân là con buôn người, lập tức sợ tới mức cả lăm, nói. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Lão hán kéo lấy một vị lão bà, sau đó liền thần sắc vội vàng dọc theo Tấn Hà đi về phía Hạ Du, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt Phong Phi Vân. Ta giống người xấu vậy sao? Phong Phi Vân cuối cùng vẫn không thể không tháo xuống sợi dây cột trên người Dạ Tiêu Tương, sau đó lại đi hỏi thăm một vị lão phụ tóc hoa dâm khác. Vị lão phụ này thấy Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương nam tuấn tú, nữ tướng mạo đẹp, nhìn qua cũng không phải người xấu, vì vậy liền thật cao hứng nói cho Phong Phi Vân. Nhà của ta ngụ ở trong trấn nhỏ ngoài 80 dặm Hạ Du Tấn Hà, gần đây trong trấn nhỏ luôn xảy ra chuyện ma quái, rất nhiều người đều thấy được thứ không sạch sẽ. Cho nên tất cả mọi người đến khẩn cầu nữ thần Tấn Hà nương nương, phù hộ thôn trấn chúng ta an khang thái bình. Chỉ là thiếu đi một sợi dây thường lại có thể mang đến cho người ấn tượng ban đầu hoàn toàn khác hẳn, có đôi khi phân chia người tốt và người xấu thật sự không thể nhìn mặt ngoài được. Phong Phi Vân cười nói. Đại nương, người nói cỗ thần tượng này là nữ thần Tấn Hà nương nương sao? Đúng vậy, trong trấn từ xưa đã truyền lưu như vậy. Chính là vì có nữ thần Tấn Hà nương nương phù hộ nên thôn trấn chúng ta mới có thể an khang thái bình, không xảy ra tai nạn trong truyền thuyết. Lão phụ nói xong, liền lại quỳ xuống cúi đầu với thần tượng kia, kính sợ nói không nên lời. Phong Phi Vân trong lòng khinh thường cười, nữ nhân ngoan độc Thủy Nguyệt Đình cũng xứng trở thành nữ thần Tấn Hà sao, nếu không phải cố kỵ những người trong Phật môn thủ hộ trong Bỉ Khâu Am kia, hắn đã sớm lật tung đánh nát thần tượng này rồi. Phong Phi Vân hỏi. Đại nương. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi có biết nữ thần Tấn Hà miếu ở bên bờ Tấn Hà này chỗ nào không? Ta cũng muốn đi tế bái nữ thần Tấn Hà một lần. Lão phụ nghĩ nghĩ, nói. Lão thân đã sinh sống ở đây mấy chục năm, còn chưa từng nghe nói qua có nữ thần Tấn Hà miếu gì cả. Người trẻ tuổi, nếu ngươi muốn tế bái nữ thần Tấn Hà thì cứ quỳ lại ở đây cũng được rồi. Ách, được rồi, quấy dày. Trong mắt Phong Phi Vân nhiều ra thêm vài phần ngưng trọng. Trên mai rùa trong Bỉ Khâu Am rõ ràng có ghi lại về nữ thần Tấn Hà miếu và lưỡng nhân thôn, nhưng sao ở đây lại không có? Chẳng lẽ là vì thời gian trôi qua quá lâu nên tòa thôn xóm bên bờ Tấn Hà và nữ thần Tấn Hà miếu đã biến mất trong lịch sử Trường Hà rồi sao? Sao có thể vậy được? Phong Phi Vân trong lòng thất vọng đến cực điểm, thật vất vả mới có một tia manh mối lại đứt đoạn như vậy. Thủy Nguyệt Đình a hát, Thủy Nguyệt Đình, tượng đá của ngươi sao lại xuất hiện ở nơi xa xôi này? Tất cả mọi chuyện là sao đây? Vị nào lão phụ kia đã rời đi, quay về phía Hạ Du Tấn Hà? Này, người không nghe thấy lão bà kia nói trong trấn bọn họ có chuyện ma quái sao? Dạ Tiêu Tương có chút không vui nói. Phong Phi Vân phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, nói. Vậy thì đã sao? Tu vi của ngươi lợi hại như vậy, nên đi giúp bọn hắn a hát. Dạ Tiêu Tương nói. Ta vì sao phải đi giúp bọn hắn? Phong Phi Vân nói, ngươi sao lại lạnh lùng như vậy chứ, nếu ngươi không đi giúp bọn hắn, vậy thì trấn nhỏ kia không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa, ngươi nhẫn tâm sao? Dạ Tiêu Tương đối với Phong Phi Vân càng thêm bất mãn. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt cái trán, liếc nhìn nàng thật sâu, không nghĩ tới cô nàng này còn rất thiện lương, rõ ràng có thể quan tâm đến khó khăn của người bình thường, không hề lãnh diễm cao ngạo giống như mỹ nữ khác. Dạ Tiêu Tương tuy rằng là thần Tấn Vương triều đệ lục mỹ nhân, càng có được mỹ danh Tiêu Tiên Tử, nhưng lại không hề kiêu ngạo, ngược lại có một trái tim đơn thuần thiện lương, chất phác tự nhiên.
điểm này quá đáng quý rồi. Ngươi nói đùa gì vậy, chúng ta bây giờ chính là dân liều mạng, tùy thời đều có người đang truy sát chúng ta, làm sao có thời giờ quan tâm đến sống chết của người khác chứ? Lại nói, ai đến quan tâm sống chết của chúng ta đây? Phong Phi Vân cũng không phải người tốt, hắn chỉ biết muốn sống sót trong thế giới tàn khốc này, nhất định phải mỗi một bước đều phải đi cực kỳ cẩn thận, bất luận một bước sai lầm nào cũng đều có thể vạn kiếp bất phục. Ngươi không đi, ta đi. Dạ Tiêu Tương khinh bỉ nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói. Hừ, người nhát gan. Nói xong lời này, nàng liền cất bước chạy về phía Hạ Du Tấn Hà. Phong Phi Vân bị nữ nhân yêu, bị nữ nhân hận qua, bị nữ nhân giết qua, nhưng chưa bao giờ bị nữ nhân khinh bỉ qua, mẹ nó, nàng đây là ánh mắt gì đây? Cô nàng, có giỏi lặp lại xem. Phong Phi Vân lệ quát một tiếng, chấn khiến Dạ Tiêu Tương không thể đứng vững, trực tiếp ngã nhào trên đất, hai chân thon dài bị thanh âm của Phong Phi Vân chấn cho run lên, không cách nào đứng dậy được. Dạ Tiêu Tương đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra, nói. Ngươi vốn chính là người nhát gan mà, người Bắc Minh Phiệt tìm được chúng ta thì đã sao, ngay cả ta còn không sợ, ngươi một đại nam nhân có gì phải sợ chứ? Ai nói ta sợ, ta chỉ là không muốn bạo lộ hành tung của chúng ta, rước lấy phiền toái không cần thiết thôi. Phong Phi Vân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút xúc động, ngay cả một nữ nhân cũng có kiêm ái chi tâm như thế, mình là một đại nam nhân, vì sao lại trở nên càng ngày càng lãnh mạc, càng ngày càng coi rẻ nhân mạng như thế chứ? Mình tuyệt đối không phải một người lạnh lùng như vậy, đã từng vì một nữ nhân bán trà mà dám động đao với thế lực tà ác, hiện giờ vì sao không thể chứ? Chẳng lẽ thật là vì tu vị càng cao, lực lượng càng mạnh, địa vị càng cao, người sẽ trở nên càng tự cho là đúng, càng không xem trọng người bình thường sao? Từ điểm này mà xem ra mình thật sự không bằng nữ nhân Dạ Tiêu Tương này. Ngươi nhìn gì vậy, ngươi muốn làm gì vậy, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, uy. Ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy đấy chứ. Dạ Tiêu Tương nhìn Phong Phi Vân từng bước một đi tới mình, lập tức cảm giác được có chút bàng hoàng, nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi với mình, vậy phải làm sao bây giờ? Phong Phi Vân ngồi xổm xuống, trên bàn tay thai nghén ra một cổ hơi nước màu đen, nhẹ nhàng đặt trên đùi thon dài mảnh khảnh của Dạ Tiêu Tương, mảnh hơi nước này lập tức sáp nhập vào bắp chân nàng, chợt khiến cho tổn thương nơi chân vừa bị Phong Phi Vân gây ra dần khôi phục lại. Dạ Tiêu Tương cảm thụ được cảm giác tê dại từ trên chân truyền đến, ngửi được cổ khí tức nam tử đặc biệt trên người Phong Phi Vân, tên này, tốt rồi, đi thôi. Phong Phi Vân thu bàn tay về, sau đó trực tiếp dọc thẳng Hạ Du Tấn Hà đi đến. Dạ Tiêu Tương từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân, nói. Đi đâu? Hạ Du, thị trấn nhỏ, Phong Thiên Sư ta đêm nay muốn đi bắt quỷ. Phong Phi Vân trêu chọc nói. Dạ Tiêu Tương cảm thấy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tên này thật sự là không thể nói lý, một khắc trước còn hung ác như một ma quỷ, lúc này lại như đổi thành một người khác vậy. Nếu ngươi không theo kịp thì trời sẽ tối đấy. Thanh âm Phong Phi Vân từ rất xa truyền đến. Cái kia, a hát. Dạ Tiêu Tương vốn còn muốn trốn đi, nhưng nghĩ đến tốc độ biến thái của Phong Phi Vân liền thành thật thật đi theo. Đây là một tiểu trấn cổ xưa, vào bên bờ Tấn Hà, dựa vào một tòa núi màu đen. Đường đi của thị trấn này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, ngã tư đường cũng lõm xuống, dưới mái hiên hai bên lại có chút nhô lên, ngay một khắc khi Phong Phi Vân đi vào tiểu trấn này liền cảm nhận được một cổ hào khí khác thường. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước, đứng ở vị trí giữa ngã tư đường, trong đôi mắt lưu động lấy hỏa mang, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, quan sát khí tượng tiểu trấn này, chỉ thấy trên tiểu trấn này lưu động một cổ âm dương khí lưu, lộ ra hình thái âm dương ngư, bao trọn cái tiểu trấn này vào trong. Đương nhiên, đây chỉ là khí tượng, là thứ vô hình, mắt người thường căn bản không cách nào thấy được. Chỉ có tu sĩ tinh thông quan khí thuật mới có thể chứng kiến thần dị khí tượng. Đây là khí tượng do một vị chân nhân bố trí xuống. Một tòa tiểu trấn bình thường đến không thể lại bình thường hơn như thế, thậm chí lại có chân nhân tới, còn ở trên tiểu trấn bố trí ra âm dương thái cực ngư khí tượng, không tầm thường, không tầm thường. Người đang nhìn gì thế? Dạ Tiêu Tương khẽ chớp mắt. Hàng mi dài rung rung, thập phần đáng chú ý, nàng theo hướng ánh mắt Phong Phi Vân nhìn lại nhưng lại không thấy gì cả. Không có gì. Phong Phi Vân thu hồi hai mắt, sau đó tiếp tục dọc theo phố cổ đi tới trước. Trong tiểu trấn bao phủ một cổ hào khí bất thường, trời còn chưa tối, cư dân ở đây đều đã đóng chặt cửa,
trên đường phố ngoại trừ một con gà trống đang ngẩng đầu ưỡn ngực ra thì không thấy vật còn sống nào nữa. Vị lão phụ bái tế dưới thần tượng kia rốt cục đã quay về tiểu trấn, trông thấy Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương vậy mà đã ở trong trấn, lão phụ lộ ra đặc biệt kinh ngạc, không ngừng cảm thán. Vẫn là người tuổi trẻ bước chân nhanh nhẹn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của lão phụ, Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương đành phải đến nhà nàng tá túc một đêm. Đêm xuống, đèn dầu trong toàn bộ tiểu trấn đều tắt, chỉ có nhà lão phụ này là vẫn sáng đèn. Gần đây trên thị trấn rất bất an, hai người trẻ tuổi các ngươi sao còn đi vào đây? Lão phụ có chút lo lắng, chung quy vẫn cảm thấy trong phòng có ánh đèn sáng sẽ dẫn một ít thứ không sạch sẽ đến đây. Phong Phi Vân cười nói. Đại nương, kỳ thật ta là một vị thiên sư bắt quỷ, nếu không ngươi nói sự kiện linh dị xảy ra ở trấn này cho ta biết đi, có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết phiền toái a. Phong Phi Vân vốn tưởng rằng lão phụ này sau khi nghe thế nhất định sẽ thật cao hứng, lại không nghĩ vị lão phụ này lại càng thêm lo lắng mói. Không có tác dụng đâu, ngay cả thần tiên Phật môn ở Bỉ Khâu Am cũng một đi không quay lại, người trẻ tuổi, người vẫn không nên phạm hiểm mới tốt, miễn cho phí mạng mình. A hát, như vậy sao, đa tạ đại nương nhắc nhở, vậy ta sẽ không đi bắt quỷ nữa. Phong Phi Vân lại nói. Nếu không đại nương ngươi nói cho chúng ta biết nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta được thêm kiến thức cũng được. Vậy để ta cho ngươi biết, nhưng ngươi ngàn vạn không thể đi đâu đấy. Lão phụ vẫn còn có chút lo lắng. Phong Phi Vân cười sáng lạn nói. Ta nhất định sẽ không đi đâu. Lão phụ lúc này mới an tâm không ít, nói. Trên tiểu trấn chúng ta có một tòa quỷ thôn, từ xưa đến nay tòa quỷ thôn này đã tồn tại, cách mỗi mấy trăm năm. Tòa quỷ thôn này liền lại đột nhiên xuất hiện, sau khoảng thời gian này thì quỷ thôn sẽ lại biến mất thần bí không thấy gì nữa. Mấy ngày hôm trước, Dương Lão Lục trên thị trấn đi đường về ban đêm đã từ xa trông thấy tòa quỷ thôn ở cạnh Tấn Hà kia xuất hiện, trong quỷ thôn đèn đuốc sáng trưng, phòng ốc từng tòa. Dương Lão Lục bị dọa đến chân mềm mún, trở lại thị trấn nói chuyện này cho mọi người biết, mọi người ngày hôm sau liền tới chỗ hắn nói, lại phát hiện chỗ đó chỉ là một mảnh cỏ lau. Nào có thôn gì, tất cả mọi người nói là do hắn uống quá nhiều nên bị hoa mắt. Nhưng mà, cảnh ban đêm hơi lạnh, có trận trận gió rét thổi tới. Dạ Tiêu Tương cũng đã bị sợ khiến sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể mềm mại có chút nhích lại gần Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, nhưng mà cái gì? Ngày buổi tối hôm sau, Dương Lão Lục ở trong nhà thống khổ kêu rên, giống như phát điên từ trong sân chạy ra, trong miệng còn hô to, quỷ thôn đòi mạng, quỷ thôn đòi mạng. Tiếng kêu kia quả thật khiến người sợ hãi hơn cả quỷ, tất cả mọi người trong trấn đều bị dọa sợ, suốt cả đêm cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến hừng đông, mới có người phát hiện Dương Lão Lục đã bị chết trong sân nhà mình, lưỡi cũng bị cắt ra, nuốt vào trong bụng. Bà lão nói đến đây thanh âm cũng có chút phát run rồi. Phong Phi Vân nói, vậy kế tiếp thì sao? Quỷ thôn thật sự xuất hiện sao? Bà lão nhẹ gật đầu, nói, về sau mấy đêm liền. Lại có người thấy được bên bờ sông có một tòa quỷ thôn đèn đuốc sáng trưng, vẫn là ở vị trí cỏ lau kia, sau khi trở về đều gặp không may, bị chết vô cùng thê thảm. Từ đó về sau, liền không còn ai dám ra ngoài vào buổi tối nữa. Chẳng lẽ thật là quỷ thôn, đòi mạng sao? Dạ Tiêu Tương tự nhận là lá gan không nhỏ, nhưng nghe thế vẫn sợ đến nổi da gà, quả thật quá quỷ dị rồi. Phong Phi Vân lại nổi lên không ít hứng thú, một tòa thôn xóm biến mất bên bờ Tấn Hà. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại xuất hiện, hơn nữa trong thôn còn có thứ quỷ dị nào đó, phàm là người dính vào một chút đều sẽ phát sinh bất tường. Loại vật này tựa như Diêm Vương hủ huyết, phàm là người từng tiếp xúc với Diêm Vương hủ huyết, mặc dù là cự kình cường đại cũng sẽ không hiểu thấu chết đi. Thôn xóm biến mất từ viễn cổ, khí tượng chân nhân lưu lại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tòa tiểu trấn này thật không đơn giản, nói không chừng cất giấu đại bí kinh thiên nào đó. Đêm khuya, lão phụ đã ngủ say. Phong Phi Vân một mình một người từ trong phòng đi ra, chân không chạm đất, không phát ra một tia thanh âm, định suốt đêm đi dò xét quỷ thôn bên bờ sông kia, nói không chừng có thể có phát hiện kinh người. Lừa đảo. Dạ Tiêu Tương đã đứng ở ngoài cửa viện, tựa hồ đã sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ đi quỷ thôn. Phong Phi Vân cũng không kinh ngạc chút nào, dù sao chỉ với chút tu vị mèo ba chân kia của Dạ Tiêu Tương. Bất luận cử động gì đều sẽ không gạt được thần thức của Phong Phi Vân. Ngươi cũng muốn đi quỷ thôn. Phong Phi Vân thấp giọng nói. Ngươi cũng muốn đi, ta vì sao không thể đi? Dạ Tiêu Tương nói.
chỉ cần ngươi đến lúc đó không nên bị sợ tới mức đái ra quần, thì ta có biến. Hai mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm lên trời, chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo bạch sắc vầng sáng hạ xuống, đúng phương hướng bờ sông, đó là ba tên hòa thượng, đều ăn mặc tăng y màu trắng, khí tức trên thân cường đại, mỗi người đều có tu vị cảnh giới thiên mệnh. Xem ra những hòa thượng kia của Bỉ Khâu Am cũng chú ý tới tòa quỷ thôn này. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Tối nay không trăng, đưa tay không thấy được năm ngón. Rất xa có thể nghe được tiếng nước Tấn Hà, có thể thấy được bên kia bờ sông có một tòa thôn xóm nho nhỏ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên tĩnh đến dị thường, quả thực cực kỳ quỷ dị. Ba tăng nhân Bỉ Khâu Am đều đứng bên ngoài thôn xóm, cũng không tiến vào trong đó, trong tay của bọn hắn cầm các loại pháp khí. Có Phật kính, có Mộc Châu, còn có Kim Cương Sử. Bọn hắn khi thì đào móc bùn đất trên mặt đất, khi thì dùng Phật kính chiếu vào trong quỷ thôn. Phong Phi Vân đứng ở chỗ xa hơn, sau khi từ xa thấy được quỷ thôn thì tâm thần đã có chút không tập trung. Phong Phi Vân áp sát lỗ tai trên mặt đất, hướng về lòng đất lắng nghe, một cổ tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng từ trong lòng đất truyền đến, tiếp theo lại biến thành tiếng cười âm hiểm, đều là đứt quãng, thập phần yếu ớt. Thật giống như dưới mặt đất này chính là âm phủ quỷ phủ vậy. Nhưng khi Phong Phi Vân dùng thần dò xét xuống lòng đất lại phát hiện dưới mặt đất mấy trăm trượng cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần dán tai vào đất nghe là có thể nghe được những thanh âm quỷ dị từ lòng đất truyền lên kia. Dạ Tiêu Tương cũng học theo cách Phong Phi Vân, áp sát tai xuống mặt đất, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười âm hiểm kia, còn có những thanh âm khiến người sởn hết cả gai ốc khác nữa. Sư Tôn nói, vào 600 năm trước tòa quỷ thôn này cũng xuất hiện một lần, Bỉ Khâu Am chúng ta có tiền bối tiên hiền sau khi đi vào liền không đi ra nữa. Không chỉ có 600 năm trước, nghe nói hơn 1.000 năm trước, quỷ thôn này cũng xuất hiện một lần, có một vị chân nhân tiền bối vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lợi dụng vô thượng thần thông, tiến vào qua quỷ thôn một lần, sau đó vị chân nhân tiền bối kia liền không còn xuất hiện qua ở tu tiên giới nữa. Nếu chúng ta có thể tìm được con đường mà vị chân nhân tiền bối kia tiến vào quỷ thôn thì có lẽ chúng ta cũng có thể tiến vào trong. Trong đó, một vị tăng nhân ngáy to một tiếng, nói. Ta đã tìm được một tia dấu vết mà vị chân nhân tiền bối kia lưu lại, vị tiền bối kia nhất định là từ góc đông bắc quỷ thôn đi vào. Đi, chúng ta đi vào tìm tòi. Ba vị tăng nhân tu vị cường đại theo góc đông bắc quỷ thôn đi vào, thân ảnh biến mất trong một mảnh rừng cây cổ xưa bên trong thôn xóm. Còn có tiếng bước chân sàn sạt vang lên. Dạ Tiêu Tương ánh mắt thập phần sáng ngời, thấp giọng nói. Chúng ta cũng theo sau. Chờ một chút. Phong Phi Vân lắc đầu. Không bao lâu, bên trong thôn truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết, có ba đạo huyết quang từ trong rừng cây cổ xưa bay lên, tựa như ba đạo cột máu bay thẳng thiên mạc, khiến bầu trời đêm cũng trở nên lành lạnh. Đi, rời khỏi chỗ này. Phong Phi Vân vội vàng lôi kéo Dạ Tiêu Tương. Cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền bế nàng lên, bay thẳng trời cao mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ở nhà lão phụ ăn xong điểm tâm, Phong Phi Vân liền định vào ban ngày, lại đi đến vị trí quỷ thôn kia tìm tòi, cho dù quỷ thôn vào ban ngày thực biến mất thì lòng đất cũng không có khả năng hoàn toàn không có chút gì dị thường được. Nhưng ngay khi Phong Phi Vân vừa bước một chân ra khỏi cửa, liền nhanh chóng lui trở về, thu liễm khí tức trên thân, nhẹ cài cửa lại. Vừa rồi, Kinh Hồng thoáng nhìn. Hắn rõ ràng ở trên cổ đạo thấy được hai người quen, đúng là Đông Phương Kính Thủy và Đông Phương Kính Nguyệt, hai người bọn họ sao lại đi tới tiểu trấn xa xôi này. Phong Phi Vân cũng không muốn để cho bọn hắn biết rõ mình cũng ở tiểu trấn này, đặc biệt là Đông Phương Kính Nguyệt, nữ nhân này ở trong lòng Phong Phi Vân có cảm xúc hết sức phức tạp, mỗi lần gặp nàng, đều giống như thấy được Thủy Nguyệt Đình. Kỳ quái, Phong Phi Vân chẳng lẽ mang theo Dạ Tiêu Tương chui vào hang chuột rồi sao? Toàn bộ cao thủ một đời tuổi trẻ thần đô ra hết cũng không tìm thấy bọn hắn. Nguồn đánh nhầm số chương nên nhảy từ 673 lên 675 luôn, đọc chương tiếp theo nhé. Đông Phương Kính Nguyệt ôm Hồng Ngọc Tỳ Bà, chậm rãi theo cổ đạo tiểu trấn đi tới, trên người mang theo một cổ tiên linh khí, tuy rằng che lụa trắng, cũng không cách nào che giấu được khí tức cao nhã phú quý trên người nàng. Những cư dân trong tiểu trấn sau khi thấy hai người bọn họ đều nhao nhao thối lui đến cạnh góc đường. Có người còn quỳ trên mặt đất. Đông Phương Kính Thủy nói. Đừng nói là một đời tuổi trẻ, nghe nói Bắc Minh Phiệt cầu một vị cửu phẩm chí sư, muốn suy tính ra nơi hạ lạc của Phong Phi Vân, nhưng lại không thu được chút kết quả. Ngân ngân, tên này công phu đào mệnh ngược lại nhất lưu, cũng may mắn là như vậy, bằng không nếu bị Bắc Minh Phá Thiên tìm được, chỉ bằng chút bổn sự kia, đoán chừng sẽ bị đánh thành gấu đen mất.
Đông Phương Kính Nguyệt tuyệt sắc động lòng người đứng giữa cổ đạo như có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà, trong đôi tinh mâu của nàng mang theo thần sắc phức tạp, tựa hồ cũng đang suy đoán Phong Phi Vân đến cùng đang nấp ở nơi nào. Đông Phương Kính Thủy nói. Nghe nói tiểu tử này từng xuất hiện một lần ở thôn xóm biến mất từ thời viễn cổ gần nơi này, gia chủ ra lệnh cho chúng ta tới xem xét, vừa rồi ta đã trông thấy thân ảnh mấy vị thiên tài cấp bậc bá chủ một đời tuổi trẻ, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Tiểu trấn này thật không đơn giản, đã từng lưu lại dấu chân chân nhân, mỗi một lần xuất hiện trên thế gian, đều dẫn phát gợn sóng lớn lao. Lần này không biết có ai xông vào được không nữa. Hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến, biến mất trong tiểu trấn. Đi tới bụi cỏ lau bên bờ Tấn Hà. Thì ra tiểu trấn này cũng không phải không chút tiếng tăm gì, hẳn cũng là một mật địa của tu tiên giới, rất nhiều gia tộc truyền thừa cổ xưa đều biết sự hiện hữu của nó. Thần thức Phong Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí lan tràn khắp toàn bộ tiểu trấn, phát hiện hôm nay trong tiểu trấn đã xuất hiện vài cổ khí tức khổng lồ, đều là bá chủ một đời tuổi trẻ. Mà ngay cả thế lực tu tiên cấp bậc như Ngân Câu gia tộc cũng bị kinh động, lần này cường giả tuyệt đối sẽ không ít. Ngươi đứng ở cửa như vậy làm gì? Dạ Tiêu Tương ăn mặc một bộ áo tím, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài quấn lấy một dây duy băng màu trắng, búi tóc trên đầu có chút rời rạc, trên mặt còn mang theo một loại khí chất xuất trần mà thanh nhã, tựa như một gốc tử lan vậy. Nàng chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã phong tình vạn trùng, tựa như một tiên Nga Linh Phi. Phong Phi Vân có chút thất thần nhìn nàng cả nửa ngày, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. May mắn tâm tư nàng tương đối đơn thuần, nếu vừa rồi nàng thừa dịp mình thất thần mà ra tay, rất có thể sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Thần Tấn Vương triều đệ lục mỹ nhân, quả nhiên không hổ là đệ lục mỹ nhân, quả thực là hồng nhan họa thủy. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phong Phi Vân cười cười nói. Loại lời này Dạ Tiêu Tương không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, cũng đã sớm miễn dịch, môi anh đào nhàn nhạt, nói. Đi thôi, hôm nay không phải muốn đi quỷ thôn sao? Phong Thiên Sư phải giúp người khu quỷ, sao còn chưa đi? Ánh mắt của nàng chớp chớp, một hồi làn gió thơm phả vào mặt, đã tới phía trước. Phong Phi Vân vốn muốn nói cho nàng hôm nay trên thị trấn nhỏ rất nguy hiểm, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều đã đến, nói không chừng sẽ có cường giả của Bắc Minh Việt và ám vực, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại không cách nào cự tuyệt nàng được. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không cho rằng mình đã thích nàng, nếu chính xác mà nói. Hẳn là một loại thưởng thức đối với nàng. Nàng truy cầu tự do, có can đảm trợ giúp người khác, lại không cao ngạo, mà sau lưng vẻ nhìn như mềm yếu này lại là một trái tim kiên nhẫn, dũng cảm tiến tới. Phong Phi Vân đã gặp qua quá nhiều mỹ nữ, nhưng chưa từng gặp ai như nàng, khiến người thưởng thức, khiến người sinh ra một loại khâm phục. Ông trời, y ngắn, ta sẽ không cũng trở thành nhạc mê của nàng đấy chứ. Phong Phi Vân đột nhiên phát hiện thần đô có nhiều người có thể điên cuồng, có thể không muốn sống vì nàng như vậy, kính nàng làm nữ thần cũng không phải là không có lý do. Phong Phi Vân đi theo, cùng Dạ Tiêu Tương lần nữa đi tới bên bờ Tấn Hà, vẫn là chỗ tối qua, nhưng giờ phút này nơi này đã biến thành một mảnh cỏ lau. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, xem xét không gian chung quanh, muốn xem có manh mối gì không, nhưng lại không có nửa phần kết quả. Hắn lại nhẹ nhàng áp tai lên mặt đất lắng nghe, phát hiện những thanh âm kỳ quái trong lòng đất kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có phát hiện gì chưa? Trong mắt Dạ Tiêu Tương lóe ra vẻ ôn nhu hỏi. Phong Phi Vân đứng dậy, lắc đầu, ngay lúc này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, dùng tay đào trên mặt đất, đào ra một cây kim cương sử đã sắp xỉ thành vụn sắt ra từ trong đất bùn, kim cương sử lộ ra tràn đầy vết xỉ màu vàng, đạo đạo Phật Vân trên đó cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy rõ ba văn tự được khắc trên đó. Bỉ Khâu Am. Đây là một kiện chuẩn linh khí, nhưng là linh khí bên trong đã sói mòn hầu như không còn, biến thành một khối sắt vụn. Đây là cái gì? Dạ Tiêu Tương thấy Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào sắt vụn trong tay sững sờ liền tò mò hỏi. Trong mắt Phong Phi Vân tràn đầy thần sắc không thể tin, nói. Đây là một kiện Phật môn pháp khí mà ba tăng nhân kia đã dùng vào buổi tối hôm qua, kim cương sử. Không có khả năng, cây kim cương sử trong tay ngươi ít nhất cũng đã chôn trong lòng đất mấy ngàn năm, sao có thể là pháp khí của ba tên hòa thượng Phật môn tối qua được? Dạ Tiêu Tương nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không sai đâu, văn tự thường cách một đoạn thời gian sẽ phát sinh biến hóa, văn tự cách xa nhau mấy ngàn năm thì cũng đã hoàn toàn thay đổi.
nhưng ngươi xem ba chữ trên kim cương sử này rõ ràng là văn tự mà thần Tấn Vương Triều sử dụng trong mấy chục năm gần đây. Sau khi Dạ Tiêu Tương thấy được ba chữ Bỉ Khâu Am trên kim cương sử liền lập tức trợn mắt há hốc mồm, thật giống như gặp chuyện bất khả tư nghị nhất trên đời này vậy. Phong Phi Vân lợi dụng tiểu diễn chi thuật suy tính, lại từ trong lòng đất đào móc và dò xét, cũng không lâu lắm, lại đào móc ra một mặt Phật kính, đây vốn là một kiện bảo khí, nhưng giờ đã mục nát một nửa, cơ hồ muốn biến thành đất bùn. Phật kính này cũng là một trong các pháp khí của ba tên hòa thượng tối qua. Ba tên hòa thượng tối qua sau khi tiến nhập quỷ thôn đến cùng xảy ra chuyện gì, Phật môn pháp khí trên người bọn họ sao lại bị chôn ở lòng đất, hơn nữa còn bị chôn vùi trên mấy vạn năm. Thật sự là đạp mòn gót sắt không tìm được, được đến toàn bộ không phí chút công phu, rõ ràng lại tìm được ngươi, Phong Phi Vân, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. Một tuổi trẻ tài tuấn mặc bạch tinh chiến giáp từ trong rừng đi ra, phía sau của hắn còn có hai vị lão nhân niên kỷ khá lớn tùy tùng. Đây là một vị nghịch thiên tài tuấn, vốn là bị quỷ thôn ở tiểu trấn hấp dẫn tới, lại thật không ngờ rõ ràng ở chỗ này gặp được Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương. Phong Phi Vân vứt hai kiện Phật môn pháp khí kia xuống trên mặt đất, đưa mắt nhìn chằm chằm tới, cười nói. Ngươi là người phương nào? Thần tọa Thiên Hầu Phủ, Cố Truyện Phong. Tuổi trẻ tài tuấn này chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trên một ngọn núi nhỏ, trên người mang theo linh khí chấn động đầm đặc, ở trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh như ảnh khí tượng. Một đầu thần ngưu xếp bằng trên trời cao, đang nuốt tinh nhả nguyệt. Thần tọa Thiên Hầu cũng thuộc về Thiên Hầu nhất hệ Bắc Minh Phiệt, Cố Truyện Phong càng là tiểu hầu gia thần tọa Thiên Hầu Phủ, một thân tu vị đã đạt đến thiên mệnh đệ nhị trọng, ở thần đô có thể nói là uy danh hiển hách. Hắn vốn mang binh chú đóng ở biên tái, gần đây mới quay về thần đô. Phong Phi Vân giọng mỉa mai cười nói, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối phó ta? Đơn giản là ngươi đắc tội Dạ đại gia, ngươi chính là cửu nhân bất cộng đái thiên của ta. Cố Truyện Phong lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, tốt nhất là nên ngoan ngoan thả Dạ đại gia ra, có lẽ ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thần tọa Thiên Hầu Phủ và Bắc Minh Phiệt đồng khí liên chi, Bắc Minh Phiệt đã hạ lệnh muốn diệt trừ Phong Phi Vân, cho dù Phong Phi Vân không mang đi Dạ Tiêu Tương, Cố Truyện Phong cũng sẽ không tiếc lực đi đối phó Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có chút liếc qua Dạ Tiêu Tương, hỏi. Ngươi biết hắn không? Dạ Tiêu Tương có chút lắc đầu. Cố Truyện Phong quanh năm đều ở bên ngoài thống binh, rất ít quay về thần đô, hắn cũng chỉ từ trên bức họa thấy được Dạ Tiêu Tương thôi, chưa từng đi qua Thiên Kim Nhất Tiếu lâu, Dạ Tiêu Tương biết hắn mới là lạ đấy. Phong Phi Vân cười nói. Thấy không, Dạ đại gia người ta còn không biết ngươi, ta làm sao có thể giao nàng cho ngươi được chứ? Hỗn đản, ngay cả lời tiểu hầu gia chúng ta nói cũng dám làm trái, thứ không biết sống chết. Một lão giả râu bạc áo bào trắng ở sau lưng Cố Truyện Phong bay lên trời, thân thể tựa như một con chim to màu trắng, hai tay vẽ ra một vòng tròn cự đại, ngưng tụ ra một cái trận bàn đường kính 100 mét. Đây là một tòa tam cấp trận pháp, bên trong vằn nước rậm rạp, đan xen hơn 1000 đạo trận pháp vân ấn. Cố Truyện Phong trên mặt cười lạnh, hắn đã sớm nghe nói qua đại danh yêu ma chi tử, bài danh thứ 3 trên hạ sử thi thiên tài bảng, bất quá đã trúng Diêm Vương hủ huyết, khí huyết khẳng định đang không ngừng suy bại. Căn bản không đủ gây sợ. Thần Tấn Vương triều đệ nhất thiên tài chó má gì chứ, hôm nay cũng phải nuốt hận trong tay của ta, giết yêu ma chi tử, ta nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Bành! Phong Phi Vân trực tiếp vươn tay, vỗ lên bầu trời một cái, một dấu bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh bay lão giả kia, đập nát tam cấp trận pháp, khiến lão giả kia bị đánh đến chia năm xẻ bảy, huyết rơi vãi tại chỗ. Đây chính là một lão tùy tùng thiên mệnh đệ nhất trọng. Dĩ nhiên lại bị hắn nhẹ nhàng chụp chết như trong lòng Cố Truyện Phong càng thêm oán hận Phong Phi Vân. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hỏa quang, phát ra tiếng phượng hoàng kêu to, từ trong con mắt lao ra, qua trong giây lát đã bay đến trước mặt Cố Truyện Phong. Bá! Cố Truyện Phong không hổ là người thừa kế thiên hầu, tu luyện tuyệt học hầu phủ, trên chân dẫm thần tọa lưu quang, thoát khỏi phượng hoàng thiên nhãn đánh chết. Nhưng một lão tùy tùng thiên mệnh đệ nhất trọng khác ở ngay sau hắn lại không có vận khí tốt như vậy, bị hai đạo sát quang của Phượng Hoàng Thiên Nhãn xuyên thủng thân thể, để lại ở trái tim hai lỗ máu lớn như nắm đấm, trực tiếp đã bị mất mạng. Tốc độ đào mệnh của ngươi ngược lại thật nhanh. Phong Phi Vân cười nói. Hai vị lão tùy tùng đều chết hết, đây chính là hai vị gia phó cảnh giới thiên mệnh A, Cố Truyện Phong sắc mặt âm trầm nói. Thần tọa lưu quang, chính là cùng cảnh giới đệ nhất tật tốc. Đệ nhất tật tốc, Phong Phi Vân khinh thường nói.
ta cũng là cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, để ta xem thử tật tốc của ngươi nhanh, hay là của ta nhanh. Phong Phi Vân lúc nói ra lời này cũng đã đứng ở trước mặt Cố Truyện Phong, Cố Truyện Phong cả kinh, tốc độ của hắn sao lại nhanh như thế. Tuy rằng khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh, nhưng Cố Truyện Phong dù sao cũng là người quanh năm lăn lộn chiến trường, năng lực ứng biến rất mạnh, lần nữa triển khai thần tọa lưu quang bạo lui về phía sau, thẳng đến khi thối lui cách Phong Phi Vân mấy ngàn thước mới an tâm hơn không ít. Đây chính là cùng cảnh giới đệ nhất tật tốc sao? Thanh âm Phong Phi Vân vang lên ở phía sau hắn, Cố Truyện Phong sắc mặt trắng bệch, vội vàng điều động tử phủ linh khí trong thân thể, dẫn động bổn mạng linh khí trong đan điền, muốn tế ra linh khí, chân áp Phong Phi Vân. Oanh! Phong Phi Vân đánh một chưởng vào lưng hắn, khiến linh khí toàn thân hắn đều bị đánh tan, ngũ tạng lục phủ như bị va chạm mãnh liệt, yết hầu ngòn ngọt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng thì đã sao? Tiểu hầu gia thiên hầu phủ thì đã thế nào? Trong cùng cảnh giới không ai có thể là đối thủ của Phong Phi Vân cả. Phong Phi Vân, tu vi của ngươi sao lại cường đại như vậy? Ngươi không phải chúng Diêm Vương hủ huyết, tuổi thọ không nhiều sao? Cố Truyện Phong cho tới bây giờ vẫn chưa từng bại thảm như vậy, hơn nữa còn là trong cùng cảnh giới bị người đánh bại, cái này là một loại đả kích tàn khốc đối với lòng tin của hắn. Phong Phi Vân một cước đá lên mông hắn, trực tiếp đá bay Cố Truyện Phong ra ngoài, rơi xuống trên bờ Tấn Hà sóng cả mãnh liệt. Đúng vậy, ta đích thật là chúng Diêm Vương hủ huyết, bất quá muốn đối phó loại cấp bậc như ngươi vẫn rất dễ dàng. Phong Phi Vân làm bộ ho khan vài tiếng, bộ dáng bệnh không nhẹ. Cố Truyện Phong lại bị đả kích không nhẹ, thật sự quá đả kích người rồi, mình được xưng là nghịch thiên tài tuấn, từ nhỏ đã có mỹ danh thiên tài, nhưng ngay cả một tên quỷ bệnh sắp chết cũng đánh không lại. Chẳng lẽ mình thật sự yếu vậy sao? Cố Truyện Phong bò lê từ mặt đất, trong mắt mang theo không cam lòng mãnh liệt, nói. Phong Phi Vân, chúng ta lại đến đánh một trận. Ai bảo ngươi đứng lên đấy, quỳ xuống cho ta. Phong Phi Vân mới không có hứng thú đánh một trận với hắn, lệ quát một tiếng, phượng hoàng linh hồn, 40 đạo thần thức uy áp, liên tục không ngừng ép xuống. 3. Cố Truyện Phong vốn đã bị Phong Phi Vân đánh khô trọng thương. Nào còn chịu được lực lượng uy áp cường đại như thế, hai chân khẽ cong, liền quỳ gối bên bờ Tấn Hà. Đối với hắn loại tiểu hầu gia thiên hầu phủ như hắn mà nói, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, nào từng chịu khuất nhục như thế. Hắn dùng hết lực lượng và tu vị toàn thân, muốn đứng lên khỏi mặt đất, nhưng mặc dù đầu gối hắn cũng đã chảy ra máu tươi, nhưng vẫn không cách nào chống cự được áp lực mà Phong Phi Vân thêm trên người hắn. Càng là người không coi ai ra gì, lại càng không biết mình. Chỉ có triệt đề đè ép ngạo khí của bọn hắn xuống, bọn hắn mới biết được tôn trọng người là thế nào. Phong Phi Vân, người rõ ràng dám khiến ta quỳ xuống, người có biết ta là con trai trưởng thần tọa thiên hầu, tương lai sẽ kế thừa tước vị thần tọa thiên hầu không? Người đắc tội ta chính là đang đắc tội toàn bộ thần tọa thiên hầu phủ. Cố Truyện Phong mặt cũng bị nghẹn đỏ lên, vô luận hắn dùng ra biện pháp gì cũng không thể đứng khỏi mặt đất. Vậy sao, vốn chỉ định cho ngươi quỳ một ngày, hiện giờ ta thay đổi chủ ý. Quyết định cho ngươi quỳ 3 ngày 3 đêm. Phong Phi Vân nói. Trong mắt Cố Truyện Phong tràn đầy thần sắc oán độc, tràn ngập sát ý, nói. Ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, hôm nay toàn bộ một đời tuổi trẻ thần đô, người muốn giết ngươi ngàn vạn, không lâu sau, nhất định đều sẽ chạy tới nơi này. Trong đó còn có mấy vị nhân vật cấp bậc vương giả một đời tuổi trẻ, tu vi của bọn hắn gấp 10 lần ta. Phong Phi Vân chố mắt nhìn. Ngược lại không biết mình lúc nào rõ ràng đắc tội nhiều người như vậy. Không lý nào a, mình mới vừa tới đến thần đô, cho dù đắc tội, cũng chỉ đắc tội với Bắc Minh Việt và Bạo Thiên Hầu Phủ, sao lại đắc tội toàn bộ một đời tuổi trẻ thần đô rồi. Phong Phi Vân lại không biết, đây là vì vị Dạ đại gia ở bên người hắn. Tất cả mọi người tưởng rằng Phong Phi Vân bắt đi Dạ Tiêu Tương, chút ít phương giả một đời tuổi trẻ kia đều muốn vì Dạ Tiêu Tương xuất đầu, cho nên mới giết ra thần đô, đi đối phó Phong Phi Vân. Tuy rằng, những người này đều không tìm thấy Phong Phi Vân, nhưng là truyền thuyết tiểu trấn quỷ thôn đã truyền ra, có thể tưởng tượng không lâu sau, tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ vương giả một đời tuổi trẻ tới. Ai nha, A Lãng, A Tang, thấy các ngươi không ở nhà, ta biết ngay hai người các ngươi sẽ chạy đến nơi đây mà, nơi này rất hung hiểm, lá gan các ngươi cũng quá lớn đi. Lão phụ rất xa la lên, rất nhanh đã đi tới, trong mắt mang theo thần sắc oán trách, nhìn Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương. A Lãng và A Tang là tên giả mà Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương dùng. Phong Phi Vân có chút áy náy cười nói. Đại nương không cần lo lắng cho bọn ta đâu,
ban ngày, nơi này cũng không có gì không sạch sẽ cả. Phong Phi Vân cũng không biết có phải là bị Dạ Tiêu Tương ảnh hưởng không, cũng quan tâm đến cảm thụ của người bình thường, không muốn vị lão nương nhiệt tâm này lo lắng. Đúng vậy, có A Lãng bảo hộ ta, quỷ ta đều không thể đến gần được. Dạ Tiêu Tương lôi kéo cổ tay lão phụ, nhẹ nhàng dao động, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lão phụ thở một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Cố Truyện Phong ở bên bờ sông, hiếu kỳ nói. Bên bờ sông sao lại có người quỷ thế? Hắn, Dạ Tiêu Tương nói, hắn quỷ ở nơi đó khẩn cầu nữ thần Tấn Hà phù hộ tiểu trấn an bình, hy vọng loại đồ vật tà ác như quỷ thôn không bao giờ xuất hiện nữa. Phong Phi Vân lời nói thấm thía thở dài một tiếng, nhìn qua bờ sông, trầm lặng nói. Người trẻ tuổi thành kính như vậy, hiện giờ đã không nhiều lắm rồi. Lão phụ nhẹ gật đầu, sau đó liền về tiểu trấn, lúc rời đi còn dặn đi dặn lại, muốn Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương nhất định phải quay về tiểu trấn trước lúc trời tối. Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương tự nhiên là liên thanh ứng dạ. Sau khi lão phụ rời đi, trong miệng Cố Truyện Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị Phong Phi Vân chọc giận đến thổ huyết. Phong Phi Vân chán ngấy nhìn Dạ Tiêu Tương, cười nói. Lần này ngươi ngược lại rất phối hợp đấy. Ta cũng là suy nghĩ cho dân chúng trên thị trấn, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh thì hãy khiến quỷ thôn thật sự vĩnh viễn đừng tái xuất hiện nữa đi, vậy thì ta sẽ chính thức tin tưởng ngươi là một người tốt. Dạ Tiêu Tương duỗi ra một cánh tay ngọc không tì vết, nói. Trả tử tiêu lại cho ta. Làm gì vậy? Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận, tiếng tiêu của Dạ Tiêu Tương không phải chuyện đùa, coi như là cự kình cũng có thể sẽ ngủ say trong tiếng tiêu của nàng. Phong Phi Vân cho dù có được Phượng Hoàng linh hồn, cũng sẽ mất phương hướng ngắn ngủi trong tiếng tiêu. Dạ Tiêu Tương ánh mắt thanh tịnh như nước nói. Ta muốn thử xem dùng tiếng tiêu, tinh lọc mảnh thổ địa tà ác này. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào con mắt mang theo vầng sáng màu tím nhạt kia, muốn xem nàng nói là thật hay giả, hắn lấy tử tiêu ra, thay đổi liên tục trong tay, chợt, Phong Phi Vân con mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương thoáng kinh ngạc, hắn đang nhìn cái gì, nàng cũng xoay người, chỉ thấy hai người trẻ tuổi đang đứng ở đằng xa, một nam một nữ, nam uy phong lẫm lẫm, nữ tiên tâm tú lệ. Đúng là Đông Phương Kính Nguyệt và Đông Phương Kính Thủy. Hai huynh muội này đều là nhân trung long phượng, trên người kèm theo một cổ khí chất siêu việt người bình thường cũng không dám quá mức tới gần bọn họ. Ha ha, ngươi thật sự là thần rồi, Phong Phi Vân quả nhiên ở trong tiểu trấn này, ngươi làm sao biết được thế? Đông Phương Kính Thủy cao giọng cười cười, hiển nhiên lời này là đang nói với Đông Phương cô nương cao ngạo thánh thiết ở bên cạnh hắn. Thì ra lúc ở tiểu trấn, Đông Phương Kính Nguyệt đã cảm giác được Phong Phi Vân ở ngay phụ cận. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, ngay cả chính cô ta cũng không biết là vì sao. Đông Phương Kính Thủy vốn không tin, nhưng giờ phút này nhìn thấy Phong Phi Vân đứng ở trước mặt, hắn rốt cục đã tin tưởng. Ngay đó dưới Bỉ Khâu Sơn, hắn và Phong Phi Vân cũng từng gặp mặt một lần, bất quá lúc đó hắn cũng không nhận ra Phong Phi Vân. Trên người hắn có một cổ hương vị du côn lưu manh, ta cách xa vạn dặm cũng có thể ngửi thấy được. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói. Đông Phương Kính Nguyệt bà nương chết tiệt này, quả nhiên vẫn đang ghi hận một quyền ta đánh nàng ngày đó, Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận, như lâm đại địch, tuy rằng dùng tu vi hiện giờ của hắn đã đủ để dừng chân trong vương giả một đời thua oi trẻ, nhưng nếu hai huynh muội Đông Phương Kính Nguyệt và Đông Phương Kính Thủy đồng thời ra tay với hắn thì hắn vẫn kém một ít. Phong Phi Vân tuy rằng trong lòng cẩn thận, nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện, nói. Ai ôi, đây không phải Ngân Câu gia tộc đại thiếu gia, đại danh đỉnh đỉnh não đại thiến. Khục khục, Đông Phương Kính Thủy sao, kính đã lâu, thất kính, thất kính. Phong Phi Vân cố ý bỏ qua Đông Phương Kính Nguyệt, không thèm liếc lấy nàng. Đông Phương Kính Thủy cứ bình thản đứng ở nơi đó, thân thể lại như một tòa núi lớn không thể dung chuyển, đạo tắc giữa thiên địa tựa hồ đều xoay tròn vây quanh lấy hắn, hắn ôm hai tay, hổ thân chiếm giữ, trên mặt mang theo vài phần tà dị, nói. Không nghĩ tới thiếu niên đã từng bị muội muội ta đuổi giết phải chạy khắp núi. Hôm nay cũng đã trở thành yêu ma chi tử, thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài đại danh đỉnh đỉnh, tên tuổi thật lớn a. Đông Phương Kính Thủy vốn chính là ma đạo song tu sĩ, học được chân truyền đạo gia, hơn nữa còn ngẫu nhiên từ trong thượng cổ ma môn đạt được ma công không trọn vẹn. Người tu ma đã sớm biến mất khỏi thần tấn vương triều, tu ma bí điển cũng đã thất truyền trên vạn năm, toàn bộ thần tấn vương triều đoán chừng cũng chỉ còn một mình Đông Phương Kính Thủy tu ma. Về phần như nữ ma, tiểu tà ma, yêu ma chi tử, đều chưa tính là người tu ma,
chỉ là trời sinh đã có được ma tính, nhưng tu luyện lại không phải ma công. Đông Phương Kính Thủy đối với muội muội duy nhất của hắn có thể là một ca ca sáng sủa như ánh mặt trời, nhưng đối với ngoại nhân, cổ ma sát khí trên người hắn lại sôi trào lên, ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một tòa ma thành hư ảo, tựa như một ma vương tái sinh vậy. Chỉ riêng cổ ma khí bàng bạc kia trên người hắn cũng đã cực kỳ bá đạo, có thể tươi sống đánh chết tu sĩ cảnh giới thiên mệnh trở xuống, mặc dù là cùng cảnh giới, có thể so với hắn cũng không có mấy người. Trên sống lưng Phong Phi Vân, một cổ tà khí lạnh lạnh khủng bố cũng bắt đầu tuôn ra, trên lưng lưng phát ra thanh âm khanh khách, mà trong thân thể Phong Phi Vân càng lao ra một mảnh ánh lửa đỏ thẫm, ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng hư ảnh khổng lồ, cao chừng 100 mét, hỏa vũ như đại phiến, đầu phượng đứng thẳng, hé miệng, phát ra một tiếng phượng hoàng minh từ xa cũng có thể nghe được. Cảm nhận được cổ ma khí cuộn trào từ trên người Đông Phương Kính Thủy, sống lưng Diêm Vương, phượng hoàng linh hồn đều không kìm được bị kích phát ra, liên thủ chống lại cổ ma khí này. Ngươi không trúng Diêm Vương hủ huyết. Đông Phương Kính Thủy đang thăm dò tu vị Phong Phi Vân, thăm dò xong liền thu hồi ma khí trên người. Tất cả đều bình tĩnh lại. Sau khi nghe được lời Đông Phương Kính Thủy nói, Cố Truyện Phong quỳ gối bên bờ Tấn Hà trong lòng thoáng khẽ giật mình, Phong Phi Vân không trúng Diêm Vương hủ huyết, đây chính là một tin tức kinh thiên, nếu truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều người ngồi không yên. Trong mắt Cố Truyện Phong mang theo độc mang sắc lạnh, Phong Phi Vân hôm nay ngươi bắt ta quỳ xuống. Chỉ cần ta sống quay lại thần đô, nhất định sẽ truyền tin tức này đi, đến lúc đó ta xem ngươi còn hung hăng càn quấy thế nào nữa. Phong Phi Vân dẫn động lực lượng thanh đồng cổ thuyền lần nữa chân áp sống lưng Diêm Vương xuống, thở một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ, tu vị tên này quả nhiên đáng sợ, khó trách được xếp hạng thứ 3 trên thượng sử thi thiên tài bảng, nếu ta không đột phá đến cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng thì không có khả năng tranh phong với hắn. Bất quá, ta không làm gì được hắn, hắn cũng mơ tưởng làm gì được ta. Phong Phi Vân có thể đào mệnh trong tay nửa bước cự kình, Đông Phương Kính Thủy tuy rằng cường đại, nhưng so với nửa bước cự kình vẫn còn chút chênh lệch. Ánh mắt Đông Phương Kính Thủy trở nên nhu hòa lên, quay đầu, có chút khom người cúi đầu với Dạ Tiêu Tương, tôn kính nói. Dạ đại gia, tên cuồng đồ Phong Phi Vân này lại dám bất kính đối với ngươi, cần ta ra tay giáo huấn hắn không? Đông Phương Kính Thủy tu luyện chính là ma công không trọn vẹn, đã từng không khống chế được ma tâm, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Chính là một khúc tính tâm nhã tấu của Dạ Tiêu Tương đã cứu hắn một mạng, cho nên mặc dù là cuồng nhân như Đông Phương Kính Thủy, đối với Dạ Tiêu Tương cũng kính trọng không thôi. Cái này, kỳ thật ở dưới Bỉ Khâu Sơn, cũng không phải là hắn ra tay bắt ra, mà là một người hoàn toàn khác, là hắn ở nửa đường cứu ta. Chỉ là... Dạ Tiêu Tương ăn ngay nói thật nói. Chỉ là xê sao? Đông Phương Kính Nguyệt vẫn một mực không mở miệng lạnh giọng nói, đột nhiên cảm thấy ngữ khí của mình có chút quá. Vì vậy bình thản nói. Dạ đại gia không phải sợ hắn, cứ việc nói ra, chỉ cần đồ vô sỉ kia dám động vào một ngón tay ngươi, ta liền đánh gãy tay của hắn. Phong Phi Vân trong lòng cuồng đổ mồ hôi, chuyện liên quan đến Đông Phương bà nương ngươi cái lông à. Phong Phi Vân có chút chừng Dạ Tiêu Tương, hơi lộ vẻ cảnh cáo, thật giống như đang nói. Dạ cô nương, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cũng chớ nói lung tung đấy. Dạ Tiêu Tương nói. Chỉ là hắn lại cướp đi ống tiêu của ta, không trả cho ta. Phong Phi Vân, loại hành vi hạ lưu vô sỉ, tiểu nhân như thế ngươi cũng làm ra được, ta thật khinh bỉ ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt lạnh giọng nói, nhưng sau khi nói xong lời này, lại phát hiện ba người ở đây đều nhìn chằm chằm vào nàng, kể cả ca ca của nàng Đông Phương Kính Thủy cũng vậy. Mẹ nó, không phải chỉ là tịch thu một cây tử tiêu thôi sao, làm sao lại biến thành hạ lưu vô sỉ? Còn hành vi tiểu nhân nữa? Phong Phi Vân luôn cảm giác Đông Phương bà nương chết tiệt này nhìn mình rất không thoải mái, quả nhiên nàng vẫn còn mang thù. Dạ Tiêu Tương có chút do dự nói. Kỳ thật, chỉ là một cây tiêu thôi, cũng không nghiêm trọng như vậy đâu.